gặp được Tống Bồi Minh, Trương Khác nói ý tứ của cậu mình ra, Tống Bồi Minh cũng không muốn ép, lão Đỗ đi rồi, trên thường ủy cần phải có thêm một vài người bên ta mới được, Lý Nghĩa Giang vào thường ủy không thành vấn đề, lão Lương không có hứng thú thì khó kiếm người khác. Cùng với việc Đường Học Khiêm, Đỗ Tiểu Sơn rời Hải Châu, lực lượng chính trị của Cẩm Hồ tại Hải Châu giảm đi không ít, có điều với bí thư thành ủy Tống Bồi Minh, thường vụ phó thị trưởng Lý Nghĩa Giang, cho dù tỉnh có phái thị trưởng nhảy dù xuống, Trương Khác chẳng lo. Thấy Trương Khác không tiếp lời, Tống Bồi Minh đành lộ ý đồ, hạng mục LCD có thể chia cho Hải Châu một chén canh không? Sao có thể cho mỗi kiến nghiệp, Hải Châu là quê hương của cậu cơ mà. Ở ngoài bị ủy khuất, có thể về nhà bất kỳ lúc nào. Xem ra Tống Bồi Minh nghe ngóng được chút gì đó rồi, Trương Khác không vòng vo, hạng mục bột giấy đã để lại cho Hải Châu rồi mà, làm người không nên quá tham. Hạng mục LCD còn chưa có quyết định cuối cùng, nếu kết hợp với chuỗi sản nghiệp, Hải Châu đúng là có không ít điều kiện thuận lợi. Thấy Tống Bồi Minh mắt mở to, Trương Khác mỉm cười, có điều chủ bài phải nắm chắc trong tay, tới cuối mới sinh hiệu quả lớn nhất, mong chú Tống hiểu cho. Tống Bồi Minh ngả người ra phía sau, cửa lớn, cậu gọi tôi là chú thì khẳng định không có chuyện gì hay ho rồi. Dù sao trong lòng cậu có Hải Châu, có tôi là được rồi, cần phối hợp gì cứ lộ trước một ít, cho dù bảo tôi lên tỉnh ủy ăn vạ cũng được. Năm nay là năm cuối cùng vận chuyển Trường Giang rồi, từ nay về sau, nó không đơn thuần chỉ vận chuyển hành khách, mà theo mô hình mới du lịch và chở khách. Mặc dù lúc này dùng phương tiện vận chuyển của Trương Giang chẳng thoải mái mấy, nhưng Trương Khác vẫn định dung túng cho tâm lý hoài niệm của mình một chút, đi tàu thủy về Tân Vu, vốn định bảo Lương Quốc Hưng đi cùng, nhưng cậu y chẳng hứng thú với việc đi tàu thủy lắc lư trên sông, nên tự lái xe tới Tân Vu. Đối với Trương Khác mà nói lại thành gặp họa được phúc, tưởng phải cô đơn buồn tẻ suốt chặng đường, không ngờ tối về nói ra, Tạ Vãn Tình lại rất thích thú. Tạ Vãn Tình lúc nhỏ ở Tân Thái, lớn lên học ở Thượng Hải, rồi sang Anh, tính ra có 6, 7 đi tàu thủy, nên nghe Trương Khác kể, sinh lòng hoài niệm, cô vốn định sáng mai lên kiến nghiệp có chuyện xử lý, tiện thể đi cùng Trương Khác luôn. Gần Tết rồi, cho nên Tạ Vãn Tình không mua được vé thượng hạng, ngó nghiêng không thấy người quen, chạy thẳng vào khoang hạng nhất của Trương Khác. Điều kiện gian phòng này không tệ, trừ một chiếc giường đôi, còn có 2 chiếc ghế sofa đơn và chiếc bàn nhỏ, nhìn ra ngoài cửa. Nước sông cuồn cuộn, sắc núi hai bên bờ dần dần hiện ra, bóng tối phủ xuống, đem phong cảnh xa gần thành bức tranh sơn thủy thủy mặc. Trương Khác và Tạ Vãn Tình nắm tay nhau ngồi bên giường, không nói gì cả, tới khi trời tối đen không còn nhìn thấy gì nữa mới thu ánh mắt lại nhìn nhau cười, cuộc đời có tri kỷ như thế làm bạn, coi như sống không uổng nữa rồi. Hai người mang theo chút đồ ăn vặt, gọi thêm 2 món ăn, cùng hưởng thụ bữa rối hạnh phúc, rồi ôm nhau nằm trên giường, Trương Khác nằm trên đùi Tạ Vãn Tình. Một tay nắm tay cô, tay luồn vào trong tay phục ôm eo, kể biến hóa chính cục ở kiến nghiệp. Em lo à, Tạ Vãn Tình bị hơi thở bóng hổi của Trương Khác phả vào bụng dưới làm người ngứa ngáy, gắng chấn định hỏi, phát triển chậm một chút cũng không sao cả, Cẩm Hồ ngày nay không phải một tỉnh trưởng có thể dễ dàng lật đổ nữa. Thời gian không đợi người, cái khác còn được, sản nghiệp LCD đầu tư lớn, kỹ thuật thay đổi nhanh, Cẩm Hồ vất vả lắm mới có thể chen vào, em muốn ổn định một chút chứ. Nhưng chỉ sợ để lỡ thời cơ. Tay Trương Khác mơn trớn quanh chiếc bụng nhỏ của Tạ Vãn Tình, miệng vẫn nói, thái độ Giang Mẫn Chi không rõ ràng, ông ta mà chọc giận em sẽ lôi nó sang Giang Nam. Tạ Vãn Tình thích nhất dáng vẻ tự tin lại mang chút trẻ con của Trương Khác, bất khác động tình, tay lùa vào tóc Trương Khác, khẽ vuốt ve, mấy xí nghiệp TV màu của Đông Hải năm ngoái đều thua lỗ, không biết bọn họ có nhìn ra tiền cảnh của sản nghiệp này chưa? Chương 1364, lo lắng của Cố Hiểu Mai. Trương Khác được Tạ Vãn Tình vuốt ve rất thoải mái, người trườn lên, hiện TV màu có 2 phương hướng, plasma và LCD, nhưng thị trường LCD nhỏ nhất, muốn đặt cược vào nó phải có dũng khí lớn mới được. Chị nghĩ nếu bọn họ đủ thông minh thì nên theo sát bước chân của Ái Đạt. Tạ Vãn Tình cúi đầu hôn lên mắt Trương Khác, bao nhiêu bài học chưa đủ để bọn họ thấy nhãn quang thương nghiệp của em sao? So với nhãn quang thương nghiệp, em thấy mình có nhãn quang với nữ nhân hơn. Trương Khác hôn môi Tạ Vãn Tình, chúng ta nghiệm chứng chuyện này xem nhé. Cùng buổi tối hôm đó Cố Hiểu Mai làm cơm trong bếp, 3 cha con Vu Vệ, Vu Trúc, Vu Tinh ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Hình như mấy ngày rồi không thấy Tiểu Ninh sang chơi nhỉ. Vu Trúc, con đi gọi nó qua đây đi, mẹ nó hôm nay làm K2, buổi tối trong nhà chắc không nấu nướng gì. Vu Vệ ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trong bếp bay ra. Đột nhiên nhớ tới mấy ngày rồi không thấy Trần Ninh, liền bảo con trai.
Con không đi, ba bảo Tiểu Tinh đi mà gọi, suốt ngày nó chẳng chị Tiểu Ninh, chị Tiểu Ninh là gì? Vu Trúc không nghe làm Vu Vệ hơi bất ngờ. Ba, mấy hôm nay anh ấy cãi nhau với chị Tiểu Ninh đấy. Vu Tinh chẳng hề nể nang nói ra tâm tư của anh trai, thấy Vu Trúc đưa tay ra dọa, cười hi hi chạy sang nhà Trần Ninh. Sao lại cãi nhau với Tiểu Ninh? Đã xảy ra chuyện gì? Vu Vệ biết tính khí con trai, thường ngày Vu Trúc rất nghe lời Trần Ninh, không hiểu hai đứa này có chuyện gì, nhớ lại thì từ lúc nghỉ đông về nhà tới giờ Trần Ninh không qua đây, xem ra hai đứa này cãi nhau ở trường học. Cãi nhau gì đâu, ba đừng có nghe Tiểu Tinh nói lung tung. Vu Trúc đỏ mặt, ấp a ấp úng nói, chỉ vì một lần Tiểu Ninh bảo con. Nói được một nửa thấy em gái tung tăng kéo Trần Ninh vào, Trần Dục cũng theo sau, Vu Trúc liền ngậm miệng lại không nói nữa. Tiểu Ninh, nghe nói cháu và Vu Trúc cãi nhau à? Thấy con trai không nói nữa, Vu Vệ hỏi thẳng Trần Ninh. Trần Ninh chun mũi nhỏ, ngẹo đầu nhìn Vu Trúc mặt đỏ bừng với vẻ giễu cợt, còn chưa kịp trả lời thì Vu Tinh nhanh nhảu tranh trước, chỉ tại anh con là đồ ngốc, trong trường có người muốn theo đuổi chị Tiểu Ninh, chị Tiểu Ninh liền bảo anh con giả vờ làm bạn trai, để người kia biết chị ấy là danh hoa có chủ mà rút lui. Ai ngờ anh con ngốc hết thuốc chữa, thể hiện quá kém. Bị người ta hỏi vài câu đã bị lộ ra là đồ giả mạo, thế là người kia tiếp tục tới quấy rối chị Tiểu Ninh. Tất cả là tại anh con vô dụng. Vu Vệ nghe thế thì, ồ, một tiếng, cùng Trần Dục nhìn nhau cười, cái thủ đoạn này không chỉ năm xưa bọn họ dùng mà bây giờ con cái mình cũng dùng. Chỉ là Vu Vệ hơi lạ, với quan hệ giữa Trần Ninh và Vu Trúc, thường ngày cả hai đã hay ở bên nhau rồi, quan hệ vốn thân thiết, chỉ thể hiện thêm một chút thôi, theo lý không bị người khác nhìn ra quan hệ thực sự một cách dễ dàng. Ai mà biết tên đó đã điều tra bọn con trước, nó còn biết Tiểu Ninh và con từ bé lớn lên cùng nhau, còn biết mẹ là phó thị trưởng Tân Vu nữa. Vu Trúc tựa như rất tức vì bị em gái bảo mình vô dụng. Cho dù tên đó có biết một số chuyện, nhưng khi đó chị Tiểu Ninh bảo anh tới ôm eo chị ấy trước mặt tên kia, vậy mà anh do dự nửa ngày trời không dám làm. Đúng là không còn ai ngốc hơn anh trai tôi nữa rồi, đến diễn kịch cũng không biết. Vu Tinh bĩu môi lắc đầu, ra chiều ngán ngẩm. Ai muốn đi đóng kịch đấy? Cố Hiểu Mai vừa vặn làm xong thức ăn từ bếp đi ra, nghe được câu cuối cùng của Vu Tinh. Trần Dục cười đêm chuyện Vu Tinh và Trần Ninh ở trường học kể lại một lần, ông ta không để ý chuyện này, chỉ coi như chuyện vui đám trẻ con thôi, nhưng Cố Hiểu Mai thì lại giật mình. Sau khi làm phó thị trưởng, xem như đã đứng ở tầm cao nhất định, Cố Hiểu Mai biết, với hoàn cảnh trong nước, một người xuất thân gia đình bình thường, đối với một người trong gia đình phó thị trưởng, ít nhiều có chút e ngại. Thậm chí nói là sợ hãi, cho dù là sinh viên còn chưa vào đời. Tên sinh viên năm thứ nhất tên Tào Hổ kia khi biết mình là phó thị trưởng Tân Vu, biết quan hệ giữa nhà mình và Trần Ninh lại còn tiếp tục đeo bám Trần Ninh, nếu chẳng phải thần kinh có vấn đề thì bối cảnh gia đình còn cao hơn nhà mình. Nhìn Trần Ninh nghe tới tên Tào Hổ, mày nhịu lại có vẻ căm ghét thì biết hành vi theo đuổi của Tào Hổ với Trần Ninh phải vô cùng ngang ngược khó chịu. Chẳng lẽ, Cố Hiểu Mai lòng máy động, hỏi con trai. Con có biết bối cảnh gia đình của đứa tên Tào Hổ đó không? Làm sao con biết được? Chỉ thấy cái mặt nó lúc nào cũng nghênh nghênh, nghe nói nhà ở Bắc Kinh, rất có quyền thế, còn nghe nói có xe riêng của vị quan lớn ở trên tỉnh tới đón hắn. Vu Trúc mặt đầy vẻ khinh bỉ kể mấy tin đồn mà mình nghe được. Cố Hiểu Mai lòng giật đánh thót, xem ra đúng là con cháu nhà quan rồi, có vẻ còn là tên hoàn khố tiêu chuẩn, thân phận của mình không có tác dụng gì, nếu như có người kia ra mặt xử lý. Trong đầu nảy ra suy nghĩ này làm Cố Hiếu Mai thiếu chút nữa phì cười, sao mình lại có suy nghĩ như vậy được, mặc dù mình lên làm phó thị trường nhờ tác động phía sau của cậu ta, nhưng mình và cậu ta trừ vài lần tình cờ gặp mặt thì đâu có chút giao tình gì. Lấy lý do gì mà nhờ người ta ra mặt giúp Trần Ninh để đụng vào thế lực không nhỏ tới từ Kinh Thành, đây đâu phải là diễn kịch, chẳng lẽ còn muốn cậu ta đóng kịch anh hùng cứu mỹ nhân, không khéo mất cả chỉ lẫn chài. Đợi ít Đông Hải là ngôi trường có cấp bậc. Tào Hồ dù có thế nào cũng không thể thái quá, thường ngày Vu Túc lại luôn ở bên Trần Ninh, chắc là không có vấn đề gì, Cố Hiểu Mai tạm thời gạt bỏ lo lắng này sang một bên, so với nó, bà ta càng lo lắng bệnh của Trần Ninh hơn. Ăn cơm xong, Vu Trúc kéo Trần Ninh đi dạo phố, Vu Trúc do dự một lúc cũng đi theo, lúc này Cố Hiểu Mai mới hỏi Trần Dục, bệnh tình của Tiểu Ninh ra sao? Lần trước tới bệnh viện tỉnh gặp ông viện trưởng Ngụy kia có kết quả gì không? Vị viện trưởng Ngụy đó là chuyên gia uy tín ngoại khoa tim não trong nước, ông ấy kiến nghị, dưới điều kiện chưa hoàn thiện, nên tiếp tục duy trì hiện trạng. Nói tới bệnh tình của con, sắc mặt Trần Dục ủ rũ, có điều nhớ tới cuộc gặp vừa rồi, lại phấn chấn hơn,
có điều ông ấy có nhắc tới một việc, nói là có một người nhà bệnh nhân thành lập quỹ y học, đang chuẩn bị giúp ông ấy xây dựng phòng thực nghiệm ngoại khoa tim não tổng hợp. Đợi phòng thực nghiệm này xây xong, bệnh của Tiểu Ninh có thể được coi như ca theo dõi đặc biệt, được miễn trừ một phần chi phí chữa trị, đợi tới khi điều kiện hoàn thiện, có thể qua quỹ y học này xin mua thiết bị cần thiết để phẫu thuật cho Tiểu Ninh. Có điều nghe nói phòng thực nghiệm này nhanh nhất cũng phải mất 3 tháng nữa mới xây xong. Đây đúng là chuyện tốt, không ngờ xã hội hiện giờ lại có người giàu có lại nhân tính như thế, cái xã hội này đúng là làm người ta khó hiểu. Phu vệ ở bên xen vào một câu. Tiền chữa bệnh cho Tiểu Ninh nếu có vấn đề gì đừng ngại nói với chúng tôi, nhiều không có, chứ 3-5 vạn chúng tôi có. Cố Hiểu Mai nói với Trần Dục xong, quay sang bảo chồng, hiện người có tiền sẵn lòng cống hiến cho xã hội vẫn có, chỉ là người ta không muốn lộ ra thôi, anh đừng bình luận tùy tiện. Chương 1365, siêu cấp nữ sinh. Tới khi Trương Khác tỉnh dậy thì Tạ Vãn Tình đã rời tàu ở Kiến Nghiệp rồi, xem giấy Tạ Vãn Tình để lại xong. Trương Khác gọi điện về nhà báo mình đã về, một mình đi lên bong tàu hút thuốc, mặt sông buổi sáng sương nhẹ lững lờ, gió mang theo hơi ẩm thổi lên mặt, làm người ta tinh thần phấn chấn. Đang tập làm vài động tác tập thể dục buổi sáng thì có điện thoại gọi tới. Tiểu Khác, lần này anh lại chạy như thỏ thế hả, tới Hải Châu mà không chơi với em và Tích Dung, Tích Vũ. Trong điện thoại chỉ đồng học theo giọng điệu của Lương Cách Chân, chẳng lẽ anh không biết như thế là rất mất lịch sử với con gái à? Phía bên kia điện thoại còn loáng thoáng nghe thấy Tích Dung, hoặc là Tích Vũ nói với Chỉ Đồng, nói với anh ấy, nếu như không thành khẩn xin lỗi, lần sau anh ấy tới Hải Châu, chúng ta sẽ không thèm để ý tới anh ấy nữa, còn mách gì Tiểu Thanh và dì Hứa Tư. Tối hôm kia anh còn chơi cùng mẹ em và dì Hứa Tư ấy chứ. Lời đó chỉ có thể thoáng qua trong đầu Trương Khác, nghĩ tới trẻ con sinh năm 90 đúng là trưởng thành tới đáng sợ, ba cô bé cùng sinh năm 90 này tụ lại một chỗ càng khủng bố. Sau khi qua xin lỗi thành khẩn và hứa hẹn một cách tùy tiện vô nguyên tắc, Trương Khác mới được ba tiểu ma nữ mới miễn cưỡng đồng ý bỏ qua, không so đo cũng không mách lẻo nữa. Mỗi lần về Tân Vu, tình cảm của Trương Khác đều rất phức tạp, trừ tránh nóng, Trương Khác không muốn tới nơi này, thành phố ấy luôn khiến y rơi vào bi thương khó thoát ra được, nhiều năm trôi qua rồi, cảm giác đó mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Khi tàu cập bên, tâm tư không có lời giải đó bị bóng dáng người đứng trên bến tàu thổi tan hết. Trương Khác không ngờ Tôn Tĩnh Mông lại xuất hiện ở đây vào lúc này, nhìn bóng dáng tha thướt của cô đứng trên bến tàu, dù mặc chiếc áo choàng lông cũng không che lấp được dáng người yểu điệu, chiếc khăn choàng màu vàng làm gương mặt hơi trông hơi gầy, càng thêm giống một đóa hoa xuân nở sớm trong buổi sáng mùa đông lạnh giá. Thấy Cố Hiểu Mai đứng bên cạnh Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác phải hết sức kiềm chế chỉ bắt tay Tôn Tĩnh Mông, ngược lại Tôn Tĩnh Mông nắm chặt tay y. Trương Khác mỉm cười hỏi, sao lại là hai người tới đón tôi? Tôi và giám đốc Tôn tới chúc Tết thị trưởng Trương, nghe nói sáng sớm cậu ngồi thuyền tới. Cố Hiểu Mai đáp, giám đốc Tôn buổi trưa phải đi rồi, nên nói tới đón cậu, chúng tôi là chủ nhà thế nào cũng phải làm trọn tình với khách. Trương Khác hơi thất vọng nhìn Tôn Tĩnh Mông, Tôn Tĩnh Mông cũng nhìn y với vẻ đành chịu, trong mắt còn mang theo chút oán trách sự ân cần của Cố Hiểu Mai. Cố Hiểu Mai cũng rất tò mò vì sao em gái của bà chủ Thế Kỷ Hoa Âm lại đi đón Trương Khác, nếu ngược lại mới hợp lý. Bà ta trừ biết thành phố điện ảnh của Thế Kỷ Hoa Âm là do Thế Kỷ Cầm Hồ của Trương gia xây dựng thì không nghĩ ra Tôn Tĩnh Mông và Trương Khác có liên hệ gì, lúc này cũng cảm thấy mình theo tới hình như hơi thiếu suy xét rồi, có lẽ tại ý nghĩ hôm qua. Trương Khác đang đau đầu tìm cách khéo léo bỏ rơi Cố Hiểu Mai, đành tiếp tục vờ vịt hỏi Tôn Tĩnh Mông công việc ra sao, được vài câu áy náy nói với Cố Hiểu Mai, tôi và Tôn Tiểu Thư có chuyện làm ăn bàn bạc, hay là để tôi đưa Tôn Tiểu Thư ra bến xe, ở Tân Vu tôi là nửa chủ nhà mà. Nhờ thị trưởng Cố chuyển lời cho cha tôi một tiếng, mời thị trưởng Cố trưa nay cùng tới nhà tôi ăn cơm được không? Cố Hiểu Mai chỉ có thể đồng ý, chẳng lẽ lại nói gọi một cú điện thoại là được à? Tiễn Trương Khác lên xe, tự mình lái xe tới Trương gia. Đợi xe đi một đoạn rồi, Trương Khác nắm tay Tôn Tĩnh Mông, không ngờ cô rụt tay lại, ngạc nhiên đưa mắt nhìn, Tôn Tĩnh Mông giở môi lên, lâu lắm không gặp anh rồi, có cảm giác xa lạ, em phải thích ứng lại đã. Trương Khác giở khóc giở cười, kéo tay Tôn Tĩnh Mông đặt lên đùi mình, vậy thì tranh thủ thích ứng đi. Cảm thấy đùi đau nhói, bị cô nàng nhéo cho một cái rồi, nhưng cắn răng không buông tay. Tôn Tĩnh Mông đỗ xe bên đường, quay đầu nhìn Trương Khác, cứ như muốn nuốt chửng y, đau không? Đau, mặt Trương Khác méo đi. Đau vì sao không kêu lên? Tôn Tĩnh Mông tiếp tục tăng thêm sức, hung dữ hỏi. Vì trong lòng em còn đau hơn,
Trương Khác nói hết sức nghiêm túc. Nghe câu trả lời này, Tôn Tĩnh Mông cười lớn, khinh bỉ nhìn y, anh học đâu ra mấy cái câu chua ê răng thế. Nhưng buông tay ra, nâng cằm Trương Khác lên, nhìn trái nhìn phải mới tiếp tục khởi động xe, giờ không thấy quá xa lạ nữa. Trương Khác nhoài người dựa vào bảng điều khiển, quay đầu sang nhìn cô, vậy chúng ta làm chút chuyện để hiểu nhau hơn nhé. Tôn Tĩnh Mông lườm y một cái, đột nhiên kéo tay y đặt lên bụng mình, Trương Khác hơi giật mình, có điều được cổ vũ, lập tức phấn khích cởi thắt lưng của Tôn Tĩnh Mông, tay thuận theo bụng nhỏ gọn săn chắc của Tôn Tĩnh Mông, ai ngờ đột nhiên chạm vào một thứ hình như làm bằng giấy. Tôn Tĩnh Mông cười khanh khách, nắm tay Trương Khác ném qua một bên, ai bảo anh không về sớm một ngày. Thấy Trương Khác thất vọng ngả mình ra ghế, Tôn Tĩnh Mông cười càng vui, hôm nay chỉ em được khiêu khích anh, không cho anh làm gì hết. Bị Tôn Tĩnh Mông đùa cợt, tâm tình Trương Khác lại tốt hơn rất nhiều, đưa cô đi ăn mì vằn thắn đặc sản Tân Vu, vừa ăn vừa nghe cô kể chuyện mấy tháng qua, không chỉ giúp chị gái trông coi việc xây dựng thành phố điện ảnh, cô còn qua Nam Ải chém sáu tướng, chạy lên Bắc Kinh và Thượng Hải, lôi kéo không ít người làm giám khảo tiết mục thi tài của mình. Trương Khác nghe Tôn Tĩnh Mông kể ra những cái tên hoặc quen hoặc lạ, tới khi nghe cô định đặt tên cho tiết mục là siêu cấp nữ sinh thiếu chút nữa phun mì ra, nuốt chửng miếng mì hỏi, chỉ chọn nữ sinh à? Tôn Tĩnh Mông gật đầu hết sức hiển nhiên, đúng, không có phần cho nam nhân thối đâu. Sao mặt anh lạ thế, định nhờ em giới thiệu cho anh mấy mỹ nữ à? Có em là đủ rồi. Trương Khác vội tỏ rõ lập trường, có điều cái tên hơi quái, em đọc vài lượt xem, siêu nữ, siêu nữ. Siêu nữ, nghe giống gái gọi. Tôn Tĩnh Mông nhẩm theo vài lượt, mày dựng ngược lên, sao đầu óc anh bẩn thỉu thế. Đọc thêm vài lần nữa, càng tức giận, bỏ đi, cái tên này giờ em nghe cũng ngứa tai, anh phải chịu trách nhiệm nghĩ cho em cái tên mới. Trương Khác chỉ biết nói, được, hay là lấy tên nữ sinh ái đạt. Sặc mùi tiền, để em nghĩ do dự cho xong, Tôn Tĩnh Mông phủ quyết không chút do dự. Trương Khác thầm thở phào không dám chen mồm vào việc này nữa. Dùng hết chiêu số dỗ cho Tôn Tĩnh Mông vui vẻ, rồi cùng cô mua một số đặc sản Tân Vu. Đưa Trương Khác tới gần khu tập thể thành ủy, thấy Trương Khác ánh mắt tha thiết không chịu xuống xe, Tôn Tĩnh Mông áp môi lên môi y, hồi lâu mới đẩy ra, than vãn, mũi anh cao như thế làm gì, ép cho em thở không ra hơi. Mặc dù đã đột phá bước cuối cùng với Trương Khác, nhưng Tôn Tĩnh Mông vẫn rất lãnh đạm với chuyện nam nữ, lại càng ngày càng thích hôn, lần nào cũng hôn Trương Khác thật lâu. Trương Khác cũng không đi nói ra chuyện giấu đầu lòi đuôi của cô, đưa mắt tiễn Tôn Tĩnh Mông rời đi, bỗng nhiên thấy rất muốn ở bên cô, hô lớn, vài ngày nữa anh sẽ tới Hong Kong. Tôn Tĩnh Mông vẫy tay với gương chiếu hậu, khóe miệng mỉm cười nhấn thêm ga. Chương 1366, phát hiện của Lưu Văn Đào. Trương Khác vừa đi bộ về nhà vừa tính toán thời gian sau Tết của mình còn mấy khoảng trống, tính đi tính lại. Phát hiện ra tới trước khi về trường chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào, chỉ biết lắc đầu thở dài. Mặc dù y ném hết chuyện cụ thể cho người khác lo rồi, nhưng vẫn còn không ít việc phải đích thân lo liệu, nhớ tới mỗi mỹ nhân của mình một vẻ khác nhau, Trương Khác cười bản thân sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Lương Cách Chân ở trong sân thấy con trai cười như thằng ngốc lững thững đi vào, tức không chỗ phát tiết, đi tới trước mặt y quát, cuối cùng cũng biết đường mò về nhà rồi đấy à. Kỳ nghỉ từ bao giờ rồi có nhớ không? Đưa tay ra định xách tai Trương Khác. Trương Khác cười hì hì né tránh, lấy trong cặp đựng laptop ra hộp trang sức Đường Thanh mua cho mẹ chồng, dùng hai tay dâng lên, trước tiên xem quả con dâu ngoan mua cho mẹ đã. Lương Cách Chân nhận lấy chiếc hộp, nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho Trương Khác, coi mẹ là trẻ con hả, nếu nói tặng quà, vậy quà của con trai tôi đâu? Trương Khác biết nếu nói cái vòng cổ là quà chung của mình và Đường Thanh là không qua ải được, đưa tay mò mẫm trong cặp, lấy máy nghe nhạc mang theo người ra. Cái này con trai hiếu thuận của mẹ chuyên môn tới Hong Kong mua tặng mẹ đấy. Lương Cách Chân nhìn thấy nhãn hiệu ái đạt lấp lánh trên vỏ máy, bị con trai làm tức tới bật cười, đưa tay bập tay tai một phát, nhìn xung quanh sân không có ai, hỏi, sao lại mời Cố Hiểu Mai tới ăn cơm? Con nhìn chúng tiểu nha đầu nhà đó thật đấy à? Đối với vấn đề này Trương Khác tuyệt đối không thẹn với lòng, làm gì có, chỉ là nghiệp vụ của Cẩm Hồ ở Tân Vu cần thị trưởng Cố phối hợp rất nhiều, nếu không để con đuổi người ta đi. Lương Cách Chân vừa cùng con vào nhà, vừa nói, cái tật ăn nói lung tung không chịu bỏ, đến rồi còn đuổi đi được à? Mẹ mời cả nhà người ta tới rồi. Nghe mẹ nói thế, tim Trương Khác đập lạc mất một nhịp, cố làm ra vẻ tùy ý hỏi, đến cả rồi ạ, có những ai vậy mẹ, có đủ chỗ ngồi không? Nghe Lương Cách Chân nói ngoài bốn người nhà y ra, chỉ có hai vợ chồng nhà cậu,
Trương Khắc thầm thở phào, đồng thời có chút mất mát dâng lên trong lòng. Đè tình cảm thầm kín xuống dưới đáy lòng, Trương Khắc đi vào nhà, hô lên, ba ơi, con về rồi đây này. Trương Chi Hành đang trò chuyện với Cố Hiểu Mai, thấy trai làm ra vẻ trẻ con hiếm có, cười vui vẻ giống như bao người cha khác, vò đầu y, hỏi han vài câu, rồi bảo Trương Khắc đi nói chuyện với Vu Trúc và Vu Tinh. Vu Tinh cuối cùng cũng được gặp thần tượng trong lòng, khẩn trương tới mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đẩy Vu Trúc ra nói chuyện với Trương Khắc, làm Vu Trúc không giỏi ăn nói cứ ấp a ấp úng. Còn Trương Khắc cũng chẳng hứng thú nói bất kỳ cái với Vu Trúc, có thể giữ được phép lịch sự là nhờ tâm tính thành thục rèn rũa bao năm, muốn biết tin về Trần Ninh, nhưng Trương Khắc càng không muốn nghe từ miệng Vu Trúc, chỉ có thể nói vài chuyện nhạt nhẽo ở trường học. Ba người cứ nói chuyện câu được câu chăng chừng nửa tiếng thì Vu Tinh dần buông lỏng được bản thân, bắt đầu dũng cảm đặt câu hỏi cho Trương Khắc, cứ như fan hâm mộ điều tra tư liệu thần tượng. Với Vu Tinh thì Trương Khắc không hề phản cảm, nhìn kỹ cô bé này, thực sự có phần hơi giống với Đường Thanh thời sơ chung, có chút cảm giác quen thuộc, y giỏi ăn nói, thể hiện một chút thôi tất nhiên đủ làm cô bé mười mấy tuổi đầu cười tít mắt, sung sướng vô cùng. Cùng lúc ở nhà Trương Khắc đợi mở tiệc, thì ở kiến nghiệp, cũng có một bữa tiệc gia đình đang đợi bắt đầu, chỉ có điều nhân vật chính vẫn đang ở trong thư phòng nói chuyện. Có lẽ Lưu Văn Đào ở Hải Châu chịu quá nhiều uất ức, sau khi nhận được chỉ thị của Giang Mẫn Chi, Phó tỉnh trưởng Lưu đích thân chạy tới rất nhiều ban ngành của tỉnh, còn đặc biệt kiếm cớ tìm mấy cán bộ của Hải Châu tới tìm hiểu tình hình, cuối cùng hôm nay phát hiện ra manh mối quan trọng, không kìm được hưng phấn, vội vàng tới tận nhà Giang Mẫn Chi báo cáo. Năm nay là cái Tết đầu tiên của Giang Mẫn Chi ở Đông Hải. An bài rất nhiều hoạt động, bữa cơm tất niên đổi sang buổi trưa, vì thế Lưu Văn Đào tùy tiện tới làm phiền, khiến ông ta hơi khó chịu. Có điều đây là chuyện chính ông ta chỉ thị, cho nên Giang Mẫn Chi không thể cự tuyệt không tiếp, gọi Lưu Văn Đào vào thư phòng, Tiết Minh Lâu pha trà xong cũng được giữ lại nghe. Lưu Văn Đào trước đó từ Tiết Minh Lâu có được tài liệu do Cát Kiến Đức cung cấp, trong đó nói tới tiền thân của thương vụ Cẩm Hồ là Việt Tú Hong Kong, Lưu Văn Đào thuận theo manh mối đó tra tiếp. Tìm tới tận Việt Tú Hải Châu đã bị xóa bỏ có đại diện pháp nhân là Hứa Tư, càng bất ngờ là ngay cả Cẩm Hồ cũng có đại diện pháp nhân là Hứa Tư. Tới khi hắn nghe ngóng từ cán bộ Hải Châu về Hứa Tư, mới ngạc nhiên phát hiện trên người nữ nhân này có quá khứ không hề tầm thường. Sáng sớm hôm nay, Lưu Văn Đào lợi dụng Kim Quốc Hải về nhà ăn Tết, vội vàng lấy danh nghĩa nghiên cứu cải cách quốc sĩ, lấy một đống tài liệu từ chính pháp ủy, trong đó có vụ án cải cách tập đoàn Tân Phong Hải Châu, sau khi đọc kỹ càng, lập tức như vớ được vàng. Nữ nhân tên Hứa Tư này rất không đơn giản, Lưu Văn Đào nhớ lại khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Hứa Tư, cho dù chỉ nhìn ảnh chụp hồ sơ cũng không che lấp được sự quyến rũ kinh hồn đó, hắn chưa bao giờ thấy cô gái đẹp mê người như vậy, nuốt nước bọt nói, năm 94, cô ta là giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Phong Hải Châu, vì chuyện cải cách nó, mà gây ra vụ án hối lộ mấy triệu và vụ án giết người, cuối cùng bí thư thành ủy Hải Châu khi ấy là Đinh Hướng Sơn bị phán 20 năm tù. Hứa Tư chính là nhân chứng trọng yếu của vụ án, trong vụ án Tân Phong, mới đầu cô ta thừa nhận mình là nhân tình của Đường Học Khiêm, Đường Học Khiêm thông qua cô ta nhận hối lộ của Khương Minh Thành, tổng giám đốc tập đoàn Tân Phong số tiền 27 vạn. Sau khi Đường Học Khiêm bị thẩm tra, vụ án giao lên tỉnh, cô gái này lại đổi khẩu cung, nói mình là tình nhân của Đinh Hướng Sơn, số tiền 27 vạn là Đinh Hướng Sơn bảo Khương Minh Thành đưa cho cô ta chữa bệnh cho em gái. Vì làm chứng tố giác, thêm vào tích cực trả lại số tiền kia, cho nên cuối cùng tránh được khởi tố. Lưu Văn Đào cố ý dừng lại một chút, để Giang Mẫn Chi có thời gian suy nghĩ, sau đó hưng phấn vỗ đùi nói, tôi nghe được một vài tin đồn ở Hải Châu, chuyện này thực ra là do Đường Học Khiêm và Đinh Hướng Sơn tranh giành tình nhân, chó cắn chó mà thôi. Hứa Tư thấy Đinh Hướng Sơn là bí thư thành ủy nên đứng về phía ông ta, lên tỉnh nhất định được nhân vật có thế lực mạnh hơn ám thị, cho nên mới cắn trả. Giang Mẫn Chi cũng có chút ấn tượng về vụ án này, nó được đưa lên tài liệu tham khảo nội bộ, vụ án bí thư thành ủy hãm hại phó thị trưởng đúng là làm người ta khó quên được, hơn nữa phó thị trưởng còn trở mình kéo ngã bí thư thành ủy, có điều ông ta chưa bao giờ liên hệ vụ án này với Cẩm Hồ. Lưu Văn Đào thấy Giang Mẫn Chi gật gù, được cổ vũ lớn, chẳng quản khát khô cổ, nói tiếp, khi đó bí thư chính pháp ủy tỉnh là Từ Học Bình, ở Hải Châu, thậm chí là ở trên tỉnh đều không ít người nói Trương Khắc là con nuôi của Từ Học Bình. Manh mối tới đây là rõ rồi, Trương Chi Hành là thân tín của Từ Học Bình, là cấp dưới cùng là bạn thân của Đường Học Khiêm. Nên Trương Khắc thông qua Từ Học Bình lợi dụng Hứa Tư lật lại vụ án cho Đường Học Khiêm. Hứa Tư sau khi thoát thân trở thành kẻ môi giới vơ tiền cho Từ Học Bình.
Vì vụ án này từ Học Bình lên làm tỉnh trưởng năm 95, đó cũng là năm tập đoàn Ái Đạt được thành lập. Vì thế tôi xin có một giả thiết lớn gan, vấn đề tài chính của tập đoàn Ái Đạt thế nào cũng liên quan tới từ Học Bình. Năm 97 từ Học Bình hiệp trợ Phó Thủ tướng Triệu Tề Đông Thanh kiểm tra các công ty đầu tư, trong thời gian đó ông ta muốn dở trò một chút không khó khăn gì. Chương 1367, sắp kết hôn rồi. Giang Mẫn Chi nghe xong Lưu Văn Đào suy đoán cảm thấy chấn động, nếu như 3 tỷ kia tới từ Học Bình, thì đó là vụ án kinh thiên động địa có thể đưa ông ta ra pháp trường, tới ngay cả Thủ tướng Triệu Tề Đông ít nhất cũng phải gánh trách nhiệm không biết nhìn người, thậm chí phải lui về cũng có khả năng. Giang Mẫn Chi kích động nhoài người tới, có chứng cứ gì không? Thấy Lưu Văn Đào lắc đầu, Giang Mẫn Chi ý thức được mình quá gấp gáp rồi, thời gian chưa bao lâu mà Lưu Văn Đào tìm ra được chừng này đã không dễ dàng. Giang Mẫn Chi đứng dậy, bắt đầu đi lại trong văn phòng, ông ta cần trấn tĩnh lại để suy nghĩ đưa ra quyết định chính xác, một lúc sau mới chậm rãi nói, Văn Đào à, tầm nghiêm trọng của chuyện này tôi không cần nói anh cũng biết. Trước tiên là trả hết tài liệu về chỗ cũ, tiếp theo là án binh bất động, tuyệt đối không làm đánh cỏ động rắn. Đợi khi hạng mục LCD của Ái Đạt thực thi đã rồi mới thong thả cha, không được nóng vội, nhất định phải nắm được chứng cứ xác thực, nếu cần hãy liên hệ với Tiểu Tiết, tôi sẽ có cách giúp đỡ anh. Lưu Văn Đào thấy Giang Mẫn Chi xưng hô với mình bằng tên thì toàn thân thân thư thái, đang muốn nói vài câu bày tỏ lòng trung thành thì Giang Mi gõ cửa gọi, ba, cơm đã xong rồi, mọi người còn muốn đợi tới bao giờ nữa. Lưu Văn Đào đành đứng dậy, không làm phiền tỉnh trưởng ăn cơm nữa, tôi về trước đây, chỉ thị của tỉnh trưởng tôi đã nhớ kỹ, tôi nhất định sẽ chú ý phương pháp. Giang Mẫn Chi muốn giữ Lưu Văn Đào ở lại ăn cơm, nhưng Lưu Văn Đào biết Đồng Giản Niên và Đồng Tương Nguyệt không thích mình. Nên vẫn cáo từ rời đi. Đợi Lưu Văn Đào ra khỏi cửa, Giang Mi khó chịu nổi, chuyện gì mà tới đây vào giờ này chứ? Giang Mẫn Chi không để ý con gái kêu ca, cười nói, công tác chính phủ làm gì có lúc nào là rảnh rỗi, mọi người ăn cơm thôi. Đồng Giản Niên nhắc, Lưu Văn Đào là kẻ tiểu nhân, anh dùng hắn phải đề phòng một chút. Giang Mẫn Chi chỉ nói, bên này thiếu người mà, có điều cho dù là tiểu nhân cũng hữu dụng. Biết dùng hạng trộm gà bắt chó có khi cũng làm nên chuyện lớn. Lời này không hoàn toàn là cái cớ, Giang Tĩnh Hàm là người Tân Đình, cán bộ Giang Nam và Đông Hải giao lưu khá nhiều, cho nên vì tị hiềm, ông ta không nhúng tay vào nhân sự hai tỉnh này, ngược lại bên phía Chiết Đông lại có mối quan hệ rộng. Đồng Tương Nguyệt mắt đảo quanh, thấy Giang Mẫn Chi không có ý nói tiếp nữa, mới cười nói, các anh làm chuyện lớn của các anh, còn nữ nhân bọn Gem làm việc kinh doanh là tốt nhất, chuyến này thu mua địa ốc Tinh Điển. Giang Mi giúp em rất nhiều, xem ra vài năm nữa là tự lập được rồi. Giang Mẫn Chi không hứng thú gì với việc kinh doanh của bà ta, chỉ thuận miệng đáp cho có, rồi mời mọi người ăn cơm, nói chuyện thường nhật. Ăn cơm xong Giang Mẫn Chi và Tiết Minh Lâu ra ngoài, hôm nay là giao thừa, Giang Mẫn Chi phải đi thăm hỏi chúc Tết rất nhiều nơi. Ngồi lên xe Giang Mẫn Chi rơi vào trầm tư, ông ta biết lần này mình tới Đông Hải là TW có ý đồ hạn chế Cẩm Hồ. Cũng là cho ông ta một mảnh ruộng thử nghiệm để ông ta thử tư tưởng kinh tế của mình. Mấy năm qua xí nghiệp dân doanh phát triển mau chóng, ở TW tiếng hô hào tiếp tục mở cửa cho xí nghiệp dân doanh ngày một nhiều, nhưng trong mắt Giang Mẫn Chi, xí nghiệp dân doanh thiếu trách nhiệm xã hội, tham cái lợi trước mắt, không thể gánh trách nhiệm và có địa vị cao hơn nữa. Xí nghiệp dân doanh phát triển nhanh chóng chẳng qua là dựa vào không có gánh nặng phúc lợi, chui vào khe hở của chính sách, trên không từ thủ đoạn hủ hóa quan viên. Dưới trăm phương nghìn kế bóc lột công nhân. Giang Mẫn Chi cho rằng, chỉ cần một mặt nghiêm khắc làm việc dựa theo pháp luật, cấm chỉ những thủ đoạn cạnh tranh bất chính, mặt khác dựa theo chế độ xí nghiệp hiện đại cải tạo quốc xí, đầu tư tài chính nâng đỡ cần thiết, quốc xí dựa bao nhân tài, kỹ thuật và ưu thế quy mô của mình hoàn toàn có thể đánh bại xí nghiệp dân doanh. Có điều Cẩm Hồ là một dị loại, nghĩ tới Cẩm Hồ, khóe miệng Giang Mẫn Chi giật giật, cảm giác của ông ta với Cẩm Hồ rất phức tạp. Người khác chỉ nhìn thấy nhãn quang thiên tài của Trương Khác và tốc độ phát triển kinh người của Cẩm Hồ, còn ông ta càng coi trọng khí phách hơn người một bậc và trách nhiệm xã hội mà quốc sĩ khó so bì của Cẩm Hồ. Thế nhưng chính vì Cẩm Hồ khác bầy đàn khiến cho Giang Mẫn Chi có cảm giác không thật. Giống như quốc tế Tĩnh Hải của Đồng Tương Nguyệt, sau khi lật đổ Hoành Tín Hệ liền tham lam nuốt lấy tài sản của Tinh Điển, nhưng Cẩm Hồ lại chỉ tiếp nhận cổ phần pháp nhân phiền phức nhất của Hải Túc. Với kinh nghiệm đã qua của Giang Mẫn Chi, khó mà tin nổi trong nước có xí nghiệp dân doanh như thế. Vừa vặn Lưu Văn Đào cho ông ta một cách giải thích, hợp lẽ thường, Cẩm Hồ đang ra sức tẩy sạch tội lỗi của mình. Suy đoán này làm ông ta thất vọng nhưng cũng làm ông ta thở phào,
nó kéo Cẩm Hồ lại cái thế giới mà ông ta biết. Có điều Lưu Văn Đào quá gấp rồi, hơn nữa hình như mình cũng có hơi lỗ mãng, nghĩ tới đó ông ta dặn Tiết Minh Lâu đang lái xe, cậu theo sát Lưu Văn Đào, đừng để hắn có hành động gì, lúc này e rằng Trương Khác đã nghe thấy phong thanh gì rồi, y luôn mở mắt theo dõi bên này. Tiết Minh Lâu gật đầu, do dự một lúc cuối cùng vẫn nói, hay là đánh tiếng với Giang Lão. Giang Mẫn chỉ ừng một tiếng, tới khi Trúc Tên nói với Lão Gia Tử một tiếng cũng được. Xa tận Tân Vu, Trương Khác vừa hắn hơi, y tất nhiên không đoán ra được tỉnh trưởng Đông Hải đang nhắc tới mình, nghĩ giờ này người nhắc tới mình chắc không ít, nhìn mẹ dọn dẹp bát đũa hỏi, mẹ, Tết này có an bài gì không? Lương Cách Chân đặt bát đũa xuống, nhìn Trương Khác mỉm cười, Tiểu Khác à, năm nay con đã 23 tuổi, cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, có tính toán gì cho tương lai không? Trương Khác lại cảm thấy nụ cười cả mẹ mình rất quỷ dị, thận trọng nói, mẹ, có việc gì mẹ cứ nói thẳng đi, mẹ làm thế con sợ lắm. Lương Cách Chân vỗ bàn bốp một cái, được, vậy con nghe cho kỹ đây, ngày mai nhà chúng ta đi Kim Sơn, gặp dì Cố và bác Đường con quyết định chuyện của con và Tiểu Thanh, đợi tốt nghiệp xong là kết hôn. Mẹ đã nói với Vãn Tình rồi, cô ấy sẽ làm bà Mai, tới lúc đó sẽ nhờ bí thư Từ làm chủ hôn. Lương Quốc Hưng ở bên hưởng ứng, hay lắm. Đây là chuyện vui lớn, lúc đó nhất định phải tổ chức ở Hải Châu, mọi người cùng náo nhiệt một phen. Mặc dù Đường Thành sớm được tất cả mọi người công nhận là vị hôn thê của y, mặc dù trong lòng muốn cả trăm lần, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện bày ra trước mắt, Trương Khác không biết nói sao, không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ nghĩ, cô bé năm nào sắp thành vợ mình rồi. Cảm giác như giấc mơ, đồng thời cũng hiểu ra, chẳng trách mấy ngày qua Hứa Tư lại nhiệt tình chủ động như thế. Chắc là biết từ chỗ Tả Vãn Tình rồi. Thấy con trai đứng ngây đơ chẳng có chút phản ứng nào, Lương Cách Chân nói, con có bằng lòng không? Sớm quyết định đi mẹ mới yên tâm được, nói xem con và con bé Tôn Tĩnh Mông kia có quan hệ gì. Cấm con làm việc gì có lỗi với Tiểu Thanh, đời này mẹ chỉ chấp nhận Tiểu Thanh làm con dâu nhà này thôi. Nhìn thấy chồng tiễn nhà Cố Hiểu Mai về, Lương Cách Chân quay sang nói, cái cô phó thị trưởng ấy cũng xinh đẹp lắm, anh đừng có bắt chước thằng con trai anh, thấy gái đẹp là tán tỉnh. Trương Chi Hành dở khóc dở cười, em nói gì thế, làm gì có chuyện cha học con. Lương Cách Chân mắt trợn trừng, anh nói thế tức là cái tính lăng nhăng của Tiểu Khác học từ anh hết đấy hả? Trương Chi Hành chỉ biết giơ tay đầu hàng, em nói với Tiểu Khác rồi à? Chương 1368, Tiểu Ninh, anh muốn gặp em. Thì ra mình bị tính kế sẵn rồi, thảo nào ánh mắt gì Cố hôm đó nhìn mình lại lạ như vậy. Thì ra là nhìn mình như con thú bị rơi vào bẫy do và mẹ mình giăng ra, dù trong lòng đã đồng ý, nhưng Trương Khác muốn đóng kịch xem hai bà mẹ còn trò gì nữa. Vợ xấu hổ nói, mẹ, con và Tiểu Thanh còn nhỏ mà, đâu cần vội như thế, đợi tốt nghiệp vài năm rồi hắn tính cũng đâu muộn. Sau khi tốt nghiệp con và Tiểu Thanh tính cả tuổi mụ đã là 24, 23 rồi, không phải là nhỏ nữa, hai đứa sớm kết hôn, sớm sinh con, mẹ và dì Cố hiện giờ sức khỏe còn tốt. Có thể giúp hai đứa trông con. Nói tới đó Lương Cách Chân làm bộ bất hạnh than, với con thì mẹ và cha con đã không còn tâm tư và lạc thú nuôi dạy con cái từ lâu rồi, chẳng lẽ con không nghĩ nên sớm sinh con cái để đền bù sự hụt hẫng của đôi vợ chồng già cô đơn này à? Ngoài ra bà nội con cũng rất muốn có chắt bế, tựa hồ quên sạch việc Trương Dịch đã có con. Yêu cầu này là của mẹ con, ba bận việc, chưa tính tới chuyện đó. Trương Chi Hành vội gạt bỏ liên can ở chuyện sinh con. Lương Cách Chân lườm chồng, tựa hồ trách ông sao vào giờ phút quan trọng lại đi ngược lại nguyên tắc thống nhất trận tuyến nhất trí đối ngoại, lại quay sang con trai, dụ khỉ, sớm sinh con cũng có lợi cho Tiểu Thanh, tuổi nó còn trẻ, khôi phục nhanh, không ảnh hưởng tới công việc, mẹ tính thế cũng là vì hai đứa. Dừng một lúc bồi thêm một câu, đương nhiên, sau này muốn sinh đứa thứ hai, thứ ba cũng được, trong nước không cho sinh thì ra Hong Kong, dù sao Tiểu Thanh làm việc ở Hong Kong, rất tiện. Ba đã nghe chưa? Nếu theo lời mẹ, con mà không nghe lời là bất trung với Trương gia, bất hiếu với cha mẹ, không quan tâm tới Tiểu Thanh, thành kẻ cực ác rồi. Trương Khác cười thầm, không biết mẹ mình có phải soạn ra giấy trước rồi học thuộc lòng không, cố tình nói ba lăng nhăng, vờ như chuyển đề tài, lừa mẹ tưởng là mình không chịu. Đừng có đánh trống lảng, Lương Cách Chân quả nhiên mắc bẫy, trước đó bà chuẩn bị rất đầy đủ, phân tích tỉ mỉ phong cách và đặc điểm tác chiến của kẻ địch, quỷ kế của Trương Khác bị bà nhìn ra ngay. Nhìn bộ mặt nhăn nhó vì nhịn cười của Trương Khác càng hiểu lầm, nhìn vẻ mặt của con có vẻ rất không muốn, chẳng lẽ con không hài lòng về Tiểu Thanh, có suy nghĩ khác. Thấy kế trong kế đã thành công,
Trương Khắc như bị mẹ phát hiện kế dương đông kích tây, vội làm bộ xua tay nói, tuyệt đối không, con rất hài lòng về Tiểu Thanh, không có suy nghĩ gì khác. Không có thì tốt, dù sao sớm muộn cũng phải kết hôn, muộn không bằng sớm, con cái sớm muộn cũng phải sinh, sinh muộn không bằng sinh sớm. Thấy kẻ địch bị đánh trúng chỗ yếu, khí thế đã xuống, Lương Cách Chân bắt đầu thế công tư tưởng mềm dẻo. Trương Khắc cúi gằm mặt xuống, nhịn cười đến khổ, theo hiểu biết của y về mẹ mình, theo đường lối chiến lược, trừ ác tận gốc, giặc cùng phải đuổi, nhất định sẽ còn lấy ra mấy thứ giấy tờ kiểu như giấy đảm bảo bắt mình ký, gian nan lắm mới nói được, mẹ nói đúng, con biết mẹ làm thế vì tốt cho bọn con, tất cả con nghe theo an bài của mẹ. Nếu con đã nói nghe mẹ thì mẹ có cái này, con ký trước đi. Y như rằng Lương Cách Chân mò trong túi ra một tờ giấy gấp gọn gàng, trải ra trên bàn, chữ in chi chít đầy một trang, chỉ để chỗ trống cho Trương Khắc ký tên. Lần này về con còn chưa gặp thím vệ, con tới thăm thím ấy đi, mọi người thong thả ăn. Nói xong không đợi mẹ ngăn cản, Trương Khắc co cẳng chạy vội ra khỏi cửa. Tiểu Khắc, đợi đã, ký xong cái này rồi đi. Trương Khắc chạy như có lửa đốt đít, không lên xe, chạy một lèo ra khỏi tiểu khu. Nhìn phía sau không có truy binh mới ôm bụng cười. Em đừng đuổi nữa, Tiểu Khắc nó lớn rồi, nó tự có chừng mực. Thấy vợ cầm giấy muốn đuổi theo, Trương Chi Hành gọi lại. Có chừng mực, nó mà có chừng mực ở phương diện này thì hôm nay em đã chẳng phải ép nó như thế. Thấy chiêu chí mạng của mình bị chống ngăn cản, Lương Cách Chân chút hết giận lên đầu chồng. Em đã bảo anh rồi, đừng để có quá nhiều nữ nhân vây quanh Tiểu Khắc, anh cứ nói nó biết xử lý ra sao. Vì nó đan thanh sẵn sàng hy sinh tính mạng, chẳng lẽ lại không có quan hệ kia với nó, trước đó nó còn cùng du học sinh có tai tiếng gì đó, lại còn phi dung suốt ngày ở bên nó, lại còn. Thấy vợ muốn giơ ngón tay ra đếm nhân số, Trương Chi Hành dở khóc dở cười, quan hệ này quan hệ kia cái gì, em nghe mấy cái tin đó ở đâu ra. Loại chuyện này nam nhân các anh không hiểu đâu, giữa nữ nhân với nhau tin tức luôn truyền đi nhanh nhất. Lương Cách Chân lườm chồng rồi lẩm bẩm. Đan Thanh trao cả trái tim cho Tiểu Khắc rồi, ngoài Tiểu Thanh ra thì em rất vừa ý Phi Dung, xinh đẹp lại dịu dàng, nếu mà. Thật đáng tiếc, nếu ở xã hội cũ, để Tiểu Khắc lấy cả về là mọi người cùng vui rồi, anh nói xem mỗi ngày đều có mấy cô con dâu tới vấn an, không tệ chút nào. Thấy vợ chìm vào suy nghĩ lung tung, Trương Chi Hành lẩm bẩm, một vợ cùng quá đủ rồi, thêm vài người thì không mệt chết cũng phiền chết. Thật không biết mấy bà mẹ thường ngày ở nhà bàn tính cái gì. Bày cả trò khế ước bán thân bắt mình ký, cũng cho thấy thường ngày mẹ mình tuy không nói, nhưng chuyện mình ở ngoài cũng biết không ít, cho nên mới không yên tâm như thế. Trương Khắc lắc đầu cười gọi điện cho Tạ Vãn Tình, nghe Trương Khắc nói tới chuyện kết hôn, Tạ Vãn Tình còn cười vỗ về lại y, cuộc hôn nhân này đối với mọi người đều là chuyện tốt, để mỗi người an tâm hơn. Bất kể là bản thân Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Trần Tĩnh hay Địch Đan Thanh đều không có ý kết hôn với Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông không để ý tới danh phận. Chỉ có Lý Hinh Dư vì Trương Khắc mà quyết liệt với gia đình, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Trương Khắc càng phải có trách nhiệm chiếu cố cho Lý Hinh Dư nhiều hơn. Có phải sao cảm thấy sau này còn trêu hoa ghẹo nguyệt sẽ thêm áp lực tâm lý không? Em đó, đôi khi phải học cách từ chối, đều tại em mà đám bọn chị mới lún vào không rút ra được. Em là đồ ma quỷ trộm trái tim của người ta. Cuối cùng Tạ Vãn Tình dịu dàng cảnh cáo, vì Đường Thanh cũng là vì bản thân mình. Đặt điện thoại xuống. Lời khuyên nửa đùa nửa thật của Tạ Vãn Tình vẫn còn vang vọng bên tai, từ nay về sau mình thực sự có thể tu tâm dưỡng tính sao? Trương Khắc cười tự chào, kiếp trước phóng túng quen rồi, cho nên kiếp này tính cách y có hơi tùy tiện, đối với cô gái bình thường còn đỡ, nhưng với mấy cô gái phong tư có 102 bên cạnh, làm y không kìm nổi muốn yêu thương. Thực sự sắp kết hôn rồi sao, sống hai kiếp, đây mới là lần đầu tiên. Kết hôn, tức là trách nhiệm, cái gì khác chưa nói. Những sự kiện như hoa hồng quảng trường, hay như bông hoa Hàn Quốc và người tình Trung Quốc, sẽ không thể diễn ra được nữa, vì như thế là không tôn trọng Đường Thanh. Cũng không thể buộc dép cho cô gái trong mưa nữa. Khuôn mặt Trần Ninh hiện ra trong đầu, Trần Ninh, đó là cô gái duy nhất kiếp trước muốn lấy làm vợ, trái tim Trương Khắc nhói đau, mười mấy năm trôi qua rồi, nỗi đau vẫn rõ ràng như thế. Tim Trương Khắc siết lại từng chút một, chua xót chảy ra, thấm đẫm lồng ngực, chảy ra ngoài mắt. Y siết chặt tay hàng rào sắt tiểu khu, tưởng chừng nếu không làm thế, người sẽ sụp đổ, không khí tựa hồ trở nên loãng hơn, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Không biết quá bao nhiêu, Trương Khắc đứng thẳng dậy, lao đi, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, Tiểu Ninh. Anh muốn gặp em, lúc này đường phố trống không, Trương Khắc chạy một hơi tới thẳng tiểu khu Tân Áp.
ngẩng đầu nhìn khu chung cư nơi Trần Ninh sống, lúc này hai chân Trương Khác như bị đóng đinh xuống dưới đất, trong đầu đủ các loại ý nghĩ liên tục đánh nhau, tìm cô ấy làm gì. Cuộc đời của cô ấy là ở bên Vu Trúc, mình chẳng qua chỉ là người chen ngang thôi. Cướp cô ấy lại, mình không thể thiếu cô ấy, mình không muốn mãi mãi đứng từ xa nhìn cô ấy. Cướp cô ấy lại làm gì, nói với cô ấy mình có thể chia một phần trái tim cho cô ấy sao? Rất lâu sau, Trương Khác ngửa đầu hít sâu một hơi, nhẹ nhẹ thở ra rồi quay lại, duyên đã hết, hãy để nó trôi đi theo gió vậy. Đúng lúc Trương Khác bước đi, đột nhiên một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên sau lưng, a, à, sao lại là anh? Chương 1369, như thế cũng tốt. Rất nhiều năm trước, một buổi chiều, Trần Ninh đi vào 1978, nhìn thấy y cũng thốt lên một câu như thế, đối diện với vận mệnh, Trương Khác nổi lên một cảm giác bất lực. Thấy Trương Khác không có phản ứng gì, Trần Ninh đi tới gần, dùng ngón tay chọc vào vai Trương Khác, hơi ngoẹo đầu sang nhìn y, anh làm sao thế? Có phải không khỏe không? Nhìn khuôn mặt ấy gần ngay trong gang tấc, tưởng chừng người thấy cả mùi thơm quen thuộc trên tóc trên người cô, Trương Khác thậm chí không muốn chớp mắt, tới khi Trần Ninh xua xua tay trước mặt, mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, là em à? Em muốn ra ngoài sao? Khóe môi Trần Ninh hơi cong lên, khuôn mặt thanh lệ giống như đóa sen trắng bùng nở, anh còn nhớ em sao? Nhìn nụ cười của Trần Ninh, Trương Khác ngây ra mất một giây, nhìn giày của cô, anh không thường xuyên buộc dép cho các cô gái đâu. Trần Ninh cười khanh khách, anh đúng là một quái nhân, vừa rồi anh làm sao thế? Em làm anh giật mình nữa à? Trương Khác dần khôi phục lại trạng thái bình thường, thuận miệng nói một cái là có ngay lời giải thích, anh tới nhà thím về ăn cơm, tới đây rồi mới không nhớ nhà thím ấy ở đâu, đứng suy nghĩ thành ra hơi thất thần. Mẹ chị Vệ Lan à, em biết nhà thím ấy ở đâu, để em dẫn anh đi. Trần Ninh vui vẻ nói, lần trước làm anh giật mình ngã cả xuống hồ, em còn tưởng mình đáng sợ lắm. Chị Vệ Lan là bạn học của em đấy, tiếc là chị ấy chuyển đi mất rồi, hiện giờ chị ấy có khỏe không? Chị ấy tới châu Úc học rồi, mọi việc đều ổn cả. Trương Khác mỉm cười, chẳng lẽ không ai nói dung mạo của em có thể khiến các chàng trai choáng váng sao? Bóng bay dưới ký túc xá nữ mới là danh bất hư truyền, anh là nhân vật truyền kỳ của Đại học Đông Hải đấy. Trương Khác mặt có dày đến mấy cũng hơi đỏ lên, chỉ là chút hư danh mà thôi, người khác nói xấu hủy danh dự của anh cũng chẳng để trong lòng. Tới nơi rồi, nhà thím ấy số 3 tầng 1, em không đi cùng anh nữa. Trần Ninh chỉ nhà cho Trương Khác, chúng ta làm quen nhé, em là Trần Ninh. Chúc anh năm mới vui vẻ. Trương Khác rất muốn nói, anh biết rồi, nhưng nhịn lại, chỉ lịch sự đưa danh thiếp cho Trần Ninh, cảm ơn em, chúc em năm mới nhiều niềm vui, đây là điện thoại của anh, mai anh đi rồi, hẹn gặp lại ở kiến nghiệp. Nhìn bóng lưng Trần Ninh rời đi, Trương Khác đột nhiên cảm thấy, như thế này cũng tốt. Ngày hôm sau, đợi Trương Chi Hành chúc Tết xong xuôi, cả nhà liền lái xe tới Kim Sơn, khác với Trương Khác, Lương Cách Chân lần đầu tiên mới tới Kim Sơn, cả nhà tụ họp xong định đi một vòng quanh Kim Sơn, trạm đầu tiên là khu công nghiệp điện tử. Khu công nghiệp điện tử vốn do Chu Cẩn Du cùng Chính Thái, Gia Tín gây dựng lên, năm 98 vỡ đê hồ Kim Sơn, gần như bị nhấn chìm, khiến tập đoàn Gia Tín lụi bại, Chính Thái lao đao, kinh tế tỉnh Kim Sơn cũng như tỉnh Giang Nam gần như tê liệt. Tới năm 99, Cẩm Hồ đưa vào 10 dây chuyền sản xuất tinh viên từ 0.35 tới 0.25 micron, lại kéo cao khoa KV và Tân Nguyên tới xây dựng cơ sở sản xuất. Qua hơn một năm xây dựng, dây chuyền 0.35 micron đã đi vào sản xuất, dây chuyền 0.25 micron mới sản xuất thử, đại khái tới tháng 5 mới sản xuất quy mô lớn, thực sự làm sống lại khu công nghiệp Kim Sơn này. Lương Cách Chân mới đầu còn hứng thú hỏi con trai xây cái xí nghiệp gì, nhưng lập tức bị một đống từ ngữ không hiểu tí gì làm ù đầu, thế là mọi người vội vã kết thúc chuyến tham gia nơi này, tới hồ Kim Sơn ngắm chim. Đi qua bia tưởng niệm kháng lũ ở Kim Sơn, nhìn thấy bức tượng khắc 6 giải phóng quân khoác chặt tay nhau, khuôn mặt kiên định, mọi người liền dừng xe đi xuống, đọc bia văn tưởng niệm. Lương Cách Chân nhớ lại trận lũ Kim Sơn năm đó Trương Khắc sốt cao hôn mê, nghe Trương Khắc kể chuyện về cái chết anh hùng 6 người bọn họ, tới khi tìm thấy xác rồi cả 6 người vẫn giữ chặt tay nhau. Lương Cách Chân chảy nước mắt, kéo con trai tới bên người, cứ như sợ y bất cất ngã xuống sông làm dòng nước cuốn đi. Quay lại xe, Trương Khác nói, tiếc là khi đó con bị ngất xỉu, nếu không đã được trải nghiệm chuyên cơ thủ tướng rồi, đãi ngộ này người thường đâu được hưởng thụ. Nghe con trai mồm mép ba hoa, Lương Cách Chân mới gạt nước mặt bật cười, có điều vẫn cằn nhằn bảo Trương Khác sức khỏe là vốn liếng cách mạng,
chú ý an toàn, những lời những bà mẹ khác cũng sẽ nói. Mùa đông giá rét, đa số chim đa di cư về phương Nam rồi, có điều tới hoàng hôn, chim vẫn tụ thành bầy lớn bay về hết sức tráng lệ. Mấy năm qua công tác trả đất, trả rừng cho hồ làm rất tốt, lại thành lập khu sinh thái, diện tích đất ngập nước tăng mạnh, không bị con người tàn phá, dưới sức phục hồi kinh người của tự nhiên, đàn chim bên hồ đã có quy mô không kém thời thịnh vượng mười mấy năm trước. Sông ngòi, ao nước, đầm lầy óng ánh sắc hồng kim chiều ta, từng đàn chim lớn bay kín trời đất, phóng mắt nhìn tới, trong vòng mới mấy dặm, đủ các loại chim kết thành bầy nối tiếp nhau, làm người ta nhìn không xuể. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp làm mọi người ngây ra nhìn tới hơn 2 tiếng đồng hồ, cho tới khi mặt trời hoàn toàn tắt nàng, xa gần trông như mực đen vẽ, mới lên xe trở về. Trên đường về Lương Cách Chân còn liên tục oán trách Trương Khác, có cảnh đẹp như thế mà không chịu nói cho bà trước, Tạ Vãn Tình mới giải thích vùng đất ngập nước Kim Sơn nhờ mấy năm qua chú trọng bảo vệ môi trường thiên nhiên mới có cảnh đẹp như thế, hơn nữa nhờ thế kỷ Cẩm Hồ xây dựng khu bảo hộ, xây chòi ngắm cảnh, mới có góc nhìn đẹp như thế, rồi hẹn Lương Cách Chân. Đợi tới mùa thu, khi đàn chim đông đủ nhất, khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng xây xong, mọi người sẽ tới đó ở vài ngày. Vì ngày mai mùng 2 Tết sẽ chính thức tới nhà Đường Học Khiêm đặt vấn đề hôn nhân của Trương Khác và Đường Thanh, cho nên tối hôm đó mọi người ở lại nhà Từ Học Bình. Tất nhiên nếu là quan viên trong tỉnh sẽ phải cố kỵ chuyện này, Trương Chi Hành làm quan tỉnh ngoài, mọi người cũng biết quan hệ hai nhà thân thiết nên chẳng sợ ai nói ra nói vào. Ăn cơm xong, Trương Khác tới thư phòng Từ Học Bình đánh cờ. Trương Chi Hành còn thương lượng chi tiết chuyện ngày mai với vợ và Tạ Vãn Tình, cho nên ở lại phòng khách nói chuyện. Từ Học Bình lớn tuổi rồi, khả năng tính toán không còn được như thời trẻ nữa, Trương Khác cũng quy củ lấn đất trên bàn cờ, mấy chục quân cờ đặt xuống, thế trận vẫn bình tĩnh. Từ Học Bình đặt một quân cờ xuống, nói, nghe nói sau Tết cháu có kế hoạch đi vài nơi. Bác thấy thời gian này tốt nhất cháu đừng đi lung tung, hôm qua Quốc Hải gọi điện cho bác, Lưu Văn Đào lấy cớ cải cách quốc sĩ. Lấy xem vài hồ sơ, trong đó có hồ sơ vụ án Tân Phong, Quốc Hải đoán những cái khác chỉ để che mắt, mục đích của hắn là nhắm vào vụ án Tân Phong, nên cảnh giác gọi điện cho bác. Xem ra tình hình Đông Hải không yên lặng như bề ngoài. Vụ án Tân Phong ạ, vụ án này còn có gì để lật lại nữa đâu. Trương Khắc sắc mặt vẫn như thường, đặt một quân trắng xuống ứng phó rồi mới nói, cháu thì lại nghe thấy chuyện Cát Kiến Đức hoài nghi nguồn vốn của Cẩm Hồ, đang lồng lộn lên ở Bắc Kinh. Cháu không lo lắng à? Từ Học Bình hỏi, Đinh Hướng Sơn nhận tội rồi, tài sản khổng lồ trong biệt thự của hắn bị phát giác, không nhận cũng không được, còn Khương Minh Thành tới giờ vẫn kháng cáo, khó tránh khỏi có kẻ muốn giở trò. Có gì phải lo ạ, bọn chúng muốn tra tài chính của Cẩm Hồ chẳng lẽ còn vòng qua được Bộ trưởng Diệp? Trương Khác lúc này mới chú ý hơn, Khương Minh Thành thì kháng cáo được gì ạ? Chẳng qua muốn giảm số tiền chiếm đoạt của quốc gia. Khi đó không tìm ra chứng cứ hắn giết người bịt miệng là dễ dàng cho hắn rồi. Chương 1370, ra mắt cha mẹ vợ. Từ Học Bình nhìn thẳng vào mắt Trương Khác, nghiêm nghị hỏi, vậy cháu thành thực nói cho bác biết, tài chính của Cẩm Hồ có vấn đề gì không? Trương Khác thấy vậy thu lại nụ cười, Cát Kiến Đức nói Cẩm Hồ có 3 tỷ lai lịch bất minh, cháu có thể trả lời. Số tiền đó bao gồm 2 bộ phận, một là khi sư ái đạt trợ giúp ty phát triển chip giải mã VCD. Hai bên đạt thành giao dịch ngầm, ái đạt có được 15% lợi nhuận từ chip giải mã, số đó khoảng 700, 800 triệu, hứa tư sang Hong Kong lập công ty chính là chặn lợi nhuận này bên đó. Số còn lại cơn bão tình chính châu Á năm 97, cháu cùng Diệp gia, Tôn gia liên hợp lập quỹ đầu cơ kiếm lợi từ đồng bát và đồng won. Những lời này chỉ nói ở đây thôi, ra ngoài cháu quyết không thừa nhận. Từ Học Bình nhìn Trương Khác, gật đầu rồi lại lắc đầu, cháu đi DOS, vẫn còn thích mạo hiểm. Hai chuyện này tách ra là cục diện chết, nhưng liên hệ lại người ta sẽ nghĩ thế nào? Người ta sẽ chỉ nhìn thấy Hứa Tư thoát thân từ trong vụ án Tân Phong, chưa tới 3 năm, chuyển mình từ Hong Kong mang về mấy tỷ đồng đầu tư. Chuyện này không thể để người ta tra ra được, bác liên hệ trước, mai cháu xong việc rồi thì cùng bác lên Bắc Kinh một chuyến. Chuyện này để thêm nhiều người biết khả năng bị lộ tin rất cao, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng và nghiệp vụ của Cẩm Hồ ở Đông Nam Á. Trương Khác không muốn chút nào. Cho cháu thêm chút thời gian, cháu sẽ biến số tiền đó thành khoản đầu tư nước ngoài, chắc chắn không để lại chút manh mối nào nữa. Cháu làm thế là hồ đồ, là không tin tưởng vào đảng và chính phủ. Từ Học Bình nổi giận, lần này cháu dùng thủ đoạn thông minh vặt là không được, chỉ cần nghi ngờ còn đó, bên trên sẽ cảnh giác với Cẩm Hồ, không có bức tường nào là không lọt gió, tới khi chuyện lộ ra cháu càng không giải thích được. Sao cháu phải tin bọn họ? Trương Khác nói ngay,
thấy Từ Học Bình mặt trắng bệch mới chợt nhớ kiếp này mình không phải trải qua chuyện cha bị vu oan, Đường Học Khiêm vào tù, nói câu đó là quá nặng. Mà Từ Học Bình lại là người máu đỏ lòng son, chính trực ngay thẳng, vội đầu hàng, cháu sai rồi, cháu nghe an bài của bác. Sắc mặt Từ Học Bình dịu đi một chút, nhưng cơn giận còn chưa tan hết, đang muốn tiếp tục chỉ điểm Trương Khác thì di động trên bàn y reo vang, ông biết điện thoại Trương Khác mang theo rất ít người biết, lo y có chuyện quan trọng, bảo y nhận điện thoại trước. Trương Khác vừa nhấc máy liền nghe thấy Diệp Kiến Bân hưng phấn reo hò luôn mồm, sinh rồi, 3 cân 2, đứa bé này khẳng định tốt số, sinh đúng vào mùng 1 Tết. Khi nào cậu tới xem, trông hồng hào yêu cực. Trương Khác chúc mừng một hồi, rồi nói mình phải đi Bắc Kinh, Diệp Kiến Bân hỏi nguyên do, im lặng một chút rồi nói dứt khoát, tôi sẽ quay về ngay, ngày kia gặp nhau ở Bắc Kinh. Trương Khác nói không cần, bị Diệp Kiến Bân làm nhảm một thôi một hồi, nói y chưa đủ thành thục, xử lý việc cảm tính, vừa làm cha được mấy phút đã lên mặt rồi, dù sao Diệp Kiến Bân cũng phải về báo tin mừng cho lão gia tử, nên đành tùy hắn. Ngày hôm sau mùng 2 Tết, từ sáng sớm cả nhà Trương Chi Hành đã tới cửa nhà Đường Học Khiêm, hai nhà có một thời gian rồi không gặp nhau, vui mừng thân thiết khỏi phải nói, bất kể Trương Khác bên ngoài thế nào, trước mặt bốn vị gia trưởng chỉ có phận nỗ lực đóng giả một sinh viên đại học thuần khiết. Đường Thanh thấy cả nhà Trương Khác tới thì ngạc nhiên lắm, đợi nghe thấy Trương Chi Hành đặt vấn đề, Đường Thanh thẹn đỏ mặt, chỉ nói một câu con không muốn lấy chồng, rồi chạy về phòng, vừa chạy vừa nhìn Trương Khác một cái, Trương Khác thấy thế vội vàng chạy theo. Đi vào phòng, thấy Đường Thanh ôm gối bông to đùng ngồi ngây ra trên giường, Trương Khác ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh, ôn nhu nói, hôm qua cha mẹ mình mới nói, mình cũng bất ngờ, vốn mình định làm một nghi thức cầu hôn thật đặc biệt. Đường Thanh bỏ gối xuống, nhìn chằm chằm Trương Khác, nghi thức hay không mình không bận tâm, chỉ không muốn bị gả đi một cách hồ đồ như thế. Rồi ôm lấy Trương Khác, bạn còn chưa nói yêu mình lần nào. Trương Khác ôm chặt Đường Thanh vào lòng, nhìn đôi mắt đẹp gần trong gang tấc. Chân thành nói, mình yêu bạn suốt đời. Đường Thanh cũng nhẹ nhàng nói, mình cũng yêu bạn. Trương Khác thở phào, chúng ta xuống nhé. Đợi lát nữa đi, hiện giờ xuống mất mặt lắm. Đường Thanh ôm Trương Khác như ôm gối, còn một chuyện nữa, nói cho mình biết, rốt cuộc bạn có bao nhiêu cô em gái yêu quý. Trương Khác cười, mình có mỗi mình bạn là em gái yêu quý thôi. Đường Thanh nghĩ một lúc mới nhớ ra tính tất cả nữ nhân chắc chắn có quan hệ với Trương Khác thì chỉ cô là ít tuổi hơn Trương Khác thôi, tức giận đấm liên tục lên ngực y, đồ khôn lỏi. Đấm chán ngả đầu lên vai y, bỏ đi, không hỏi nữa, chỉ chuốc lấy phiền não, chỉ cần bạn yêu mình cả đời là được. Mình phải làm một chuyện, xong rồi mình sẽ nói tất cả cho bạn, sau khi chúng ta kết hôn, mình sẽ không bao giờ để bạn buồn nữa. Cảm thấy bờ vai truyền tới cơn run rẩy. Trương Khác nghiêng đầu sang hôn lên môi Đường Thanh, dịu dàng nói, mình không chỉ yên bạn kiếp này, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, mình đều yêu bạn, vĩnh viễn đối tốt với bạn. Một lúc sau Đường Thanh mới ngẩng đầu lên, nỗ lực cười thật tươi, bạn là cái đồ đại phong lưu, chỉ biết nói mấy lời ngọt ngào dỗ cô gái ngốc nghếch như mình. Đường Thanh đứng dậy kéo Trương Khác ra ngoài, bạn cứ tha hồ mừng thầm đi, hừ. Tới cửa Đường Thanh do dự một lúc quay đầu lại, đừng bao giờ để cha mẹ mình biết. Mình sợ họ thương tâm. Trương Khác thấy day dứt vô cùng, ôm chặt lấy Đường Thanh không nói lên lời, Đường Thanh im lặng để y ôm một lúc lâu mới nói, thực ra mình được lợi hơn các cô ấy rất nhiều rồi, bạn đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ cần chúng ta vui vẻ ở bên nhau là đủ rồi. Thấy Trương Khác và Đường Thanh nắm tay nhau từ phòng ngủ đi ra, mấy người lớn trao đổi ánh mắt vui mừng, Lương Cách Chân đứng dậy kéo Đường Thanh tới bên cạnh, hạnh phúc nhìn con dâu xinh đẹp mãi không thấy chán, lấy ra một cái nhẫn. Tiểu Khác có phúc lắm mới có được cô vợ ngoan như con, cái nhẫn này là mẹ và cha Tiểu Khác tích góp mua được, không phải thứ quý trọng gì, chỉ cần con không chê, từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Đường Thanh cúi gằm mặt, má đỏ như có lửa đốt, gọi một tiếng, mẹ. Rồi quay sang phía Trương Chi Hành, ba. Trương Chi Hành cũng cười không khép miệng lại được, liên tục nói được. Lần này tới Trương Khác cũng hết sức quy củ tới trước mặt Đường Học Khiêm, Cố Kiến Bình, ba, mẹ. Đường Học Khiêm cười ha hả, ba không có gì tặng tiểu phú ông như con, thế này đi, hộp cờ vân tử ba tặng cho con, dù sao ba cũng không đánh thắng được con nữa rồi. Cố Kiến Bình thì càng vui khỏi phải nói, ba nhắm chuẩn chàng rể này lâu rồi, cũng đưa cho Trương Khác một cái nhẫn, cùng một cặp với cái của Đường Thanh. Hai nhà không có thân thích gì ở Kim Sơn, lại không muốn làm ầm ĩ, nên chỉ ăn với nhau một bữa cơm đính hôn, hẹn cả nhà Từ Học Bình tới, coi như cám hơn làm mai.
chỉ có Chỉ Đồng là cứ rầu rĩ không vui, đến lúc về kéo y hỏi riêng, anh kết hôn rồi, em phải gọi anh bằng chú à? Trương Khắc lén ước hẹn với Chỉ Đồng sau này vẫn gọi là anh, lại lấy laptop mang theo người ra, kiếm một bộ phim hoạt hình cho Chỉ Đồng xem, mới dỗ được Chỉ Đồng lẫn y lăn ra ngủ. Chương 1371, chuyến đi Bắc Kinh. Sáng hôm sau Trương Khắc và Từ Học Bình cùng tới Bắc Kinh, tất nhiên không dám ở trong biệt thự của Tả Vãn Tình ở tiểu trấn Hương Lâm, Trương Khắc đặt phòng ở khách sạn Vương Phủ, Từ Học Bình không ở cùng Trương Khắc mà ở văn phòng tỉnh Giang Nam đặt tại Bắc Kinh. An bài chỗ ăn ở xong, cả hai đem tài liệu cần thiết mà Trương Khắc cùng tới Trung Kỷ ủy báo cáo, sau đó Từ Học Bình tới Quốc vụ viện, bảo Trương Khắc trở về đợi tin. Quay về khách sạn Vương Phủ thì vừa lúc Diệp Kiến Bân cũng tới nơi, hắn cực kỳ bất mãn về việc này, đúng là đám ghen ăn tức ở, bao nhiêu kẻ trắng trợn phạm pháp rành rành ra đó không ai quản, cứ suốt ngày nhắm vào Cẩm Hồ. Trương Khắc cười, thế cũng hay, nhân chuyện này, Cẩm Hồ coi như hoàn toàn tẩy trắng rồi. Tiếp đó đòi Diệp Kiến Bân cho xem ảnh, Diệp Kiến Bân hớn hở lấy máy ảnh kỹ thuật số ra khoe con với Trương Khắc, mới hơn một ngày mà chụp cả trăm ảnh rồi. Trương Khắc nhìn đứa bé mới sinh tóc lưa thưa, da mặt nhăn nheo, khoa trương thốt lên, đứa bé này quá giống cha rồi. Diệp Kiến Bân hơn 35 tuổi mới có con, tâm tình cực tốt, mặc cho Trương Khắc thoải mái công kích chẳng đề trong lòng, kể cả chuyện Trương Khắc nói cả nhà hắn là vườn cây, vẫn cười tâu toét, Trương Khắc chịu thua. Trương Khắc lấy ra khóa trường mệnh mua hôm qua đưa cho Diệp Kiến Bân, tiếc là tôi không có mặt ở đó xem em bé, có điều tôi có chuyện vui báo cho anh đây, tôi và Tiểu Thanh đính hôn rồi. Diệp Kiến Bân nâng ly chúc mừng Trương Khắc, cười nói, tương lai sẽ đến lúc cậu phải đau đầu, chúng ta ăn mừng sau. Giờ nói chuyện phải phản kích làm sao đi, chẳng lẽ để yên cho bọn chúng. Trương Khắc làm bộ đáng thương, chúng ta là tiểu dân nhỏ bé thì làm được cái gì, quay lại nói người ta còn bảo đó là quan tâm tới chúng ta không chọc nổi chẳng lẽ không tránh nổi sao. Diệp Kiến Bân chỉ Trương Khắc nói, cậu có cái điểm này không hay, cái gì cũng che che giấu giấu. Dù sao tôi cũng nói với trong nhà rồi, cần bên tôi làm gì cứ nói một tiếng. Lúc này Trương Khắc nghiêm túc nói, người ta ngáng một cái, chúng ta đạp lại một cái, thế chẳng phải thành đánh lộn à. Cẩm Hồ chỉ cần phát triển thật nhanh, những thứ này sẽ tới lúc không còn trở thành chướng ngại nữa. Tôi còn định đi thăm Giang Tĩnh Hàm một chuyến, coi như đáp lễ lần gặp mặt ở Tân Đình. Diệp Kiến Bân đã tỏ rõ thái độ rồi, không định nói thêm gì nữa. Chuyển sang với nói với Trương Khắc suy tính về tổng hợp vận chuyển, Cẩm Hồ có nhiều ngành nghề khác nhau, cho nên Diệp Kiến Bân định chia làm hai bộ phận, một là xí nghiệp vận chuyển phía thứ ba thuần túy chuyên môn vào lưu trữ và điều phối, vận chuyển hàng hóa tới các công ty. Một bộ phận khác tổng hợp thành công ty chuyển phát nhanh, chuyên tâm vào nghiệp vụ khu Tam Giác Châu, rồi dần mở rộng ra cả nước. Ở mảng thứ nhất Diệp Kiến Bân định giao cho Đinh Văn Di làm, còn mảng thứ hai giao cho Trương Dịch, nghe an bài này, Trương Khắc cười nói. Cả nhà bốn người của anh xem ra sum họp ít, ly tán nhiều rồi, không bằng lấy gánh nghĩa công ty mua máy bay đi, anh thỏa nguyện, chị Tĩnh Hương cũng khỏi trách tôi. Nói chuyện tới giờ cơm tối, Từ Học Bình gọi điện thoại tới nói người của phòng nghiên cứu quốc vụ viện muốn gặp Trương Khắc, Diệp Kiến Bân không có hứng thú xen vào, một mình rời đi trước. Trương Khắc nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại, không lâu sau Hứa Từ tới nơi, bắt đầu từ năm 95, mỗi khi sinh nhật dương lịch của Trương Khắc. Hai người luôn tìm cách để được ở bên nhau, năm nay cũng không phải ngoại lệ, mặc dù có hơi khác so với kế hoạch, Hứa Từ vẫn tới Bắc Kinh tụ họp với Trương Khắc. Từ Học Bình không thích chỗ quá xa hoa, cho nên bữa cơm hẹn ở quán mì Văn Thắn lâu năm ở gần khách sạn Vương Phủ, cách đó chừng 200-300 mét, hai người bọn họ không lái xe, mà giống như đôi tình lữ bình thường, tay trong tay đi tới đó. Năm 2001 không khí ở Bắc Kinh còn trong lành hơn mấy năm sau đó nhiều, chỉ là gió lạnh băng. Hai bọn họ mới đầu còn thấy miệng phun ra khỏi rất hay, cười đùa thở vào mặt nhau, nhưng rất nhanh cảm thấy nhiệt lượng toàn thân sắp bay hết từ miệng rồi. Thế này không được, chúng ta phải tiết kiệm chút nhiệt lượng đi. Trương Khắc quay sang, hôn lên miệng Hứa Từ sau đó bế Hứa Từ đi về phía trước. Mới đi được vài bước Hứa Từ đã đẩy y ra, làm gì thế, lớn thế này rồi mà còn như trẻ con. Chị vĩnh viễn là chị Hứa Từ của em, trước mặt chị em không cần phải đóng giả người lớn. Trương Khắc nắm tay cô nói, lần này còn phải nhờ chị Hứa Từ giúp em. Hứa Từ vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trương Khắc không hề nhắc tới vụ án Tân Phong, chỉ nói qua loa là Từ Học Bình cho rằng nguồn gốc khoản tài chính thời gian đầu của Cẩm Hồ phải làm rõ với TW thì tốt hơn, Hứa Từ là người phụ trách cho nên Trương Khắc hy vọng do cô nói rõ.
mặc dù còn có chút hoang mang và không muốn, có điều Hứa Tư quen để Trương Khác định đoạt cho mình, cũng không hỏi nhiều, chỉ là hơi khẩn trương, bắt đầu nhớ lại sự việc. Hai người bọn họ đợi ở quán mì một lúc, thấy Từ Học Bình dẫn một người trung niên tới, người này tên Lưu Vĩ, cái tên rất bình thường, dáng vẻ cũng bình thường, đeo kính, trông có vài phần dáng vẻ học giả. Từ Học Bình giới thiệu Lưu Vĩ là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu kiêm chủ nhiệm văn phòng thủ tướng, Trương Khác mới biết đây là người ở bên thủ tướng Triệu Tể Đông. Lưu Vĩ quan sát đôi tiên đồng ngọc nữ, Trương Khác mặc áo jacket da, quần bò, giày thể thao, chữ ánh mắt mang vẻ trần ổn không phù hợp với tuổi thì trông vẫn trẻ trung chứ không giống đám ông cụ non trong bộ ủy TW. Lại nhìn danh thiếp Hứa Tư, Lưu Vĩ lập tức biết đây chính là nhân vật hạch tâm của sự kiện rồi, đúng là tiếng đồn không sai, một cô gái có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải phạm sai lầm, Trương Khác dẫn Hứa Tư tới đây như thế, làm Lưu Vĩ thầm tham đúng là còn tuổi trẻ khí thịnh. Bốn người đi vào gian phòng nhỏ, gọi món mì vằn thắn chiêu bài của cửa hiệu, rồi bắt đầu trò chuyện. Lưu Vĩ giới thiệu lịch sử món mì vằn thắn, khen ngợi Ái Đạt năm nay với doanh thu 50 tỷ, đoạt quán quân top 100 doanh nghiệp điện tử, rồi mới bước vào chính sự. Nằm ngoài dữ liệu của Hứa Tư là Lưu Vĩ không hỏi nhiều về vấn đề tài chính của Cẩm Hồ, hỏi vài vấn đề chi tiết cụ thể rồi gạt sang một bên, ngược lại rất hứng thú với chuyện đầu tư ngành nghiệp sắt thép của thương vụ Cẩm Hồ tại Perth, ngoài ra còn tò mò Cẩm Hồ có lòng tin kiên định như thế ở đâu ra. Trương Khác cũng không che giấu, trước tiên miêu tả tỉ mỉ một phen dự đoán của y về kết cấu và tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước, mới bắt đầu phân tích với Lưu Vĩ về hướng đi tương lai của sản nghiệp sắt thép và thông tin. Cụ thể tới chuyện kinh doanh của Cẩm Hồ, Trương Khác lấy ví dụ sự lũng đoạn của OPEC với dầu hỏa đem so với bốn công ty khoáng nghiệp lớn, giải thích nguyên do mình không tiếc mỗi năm lỗ hơn $100 triệu tiến vào sản nghiệp quặng sắt. Tiếp đó vạch rõ dã tâm của tập đoàn Mitsui không ngừng chuyển giao kỹ thuật cho Trung Quốc, là muốn thông qua khống chế xí nghiệp dầu hỏa sắt thép đầu nguồn để khống chế Trung Quốc, tiếp đó mới giải thích Cẩm Hồ một lòng muốn thoát khỏi trạng thái phụ thuộc kỹ thuật này. Cuối cùng trình bày thời cơ thị trường điện tử tiêu dùng khiến Cẩm Hồ phát triển mau chóng, và sách lược truy đuổi kỹ thuật ở sản nghiệp mới nổi. Trương Khác và Lưu Vĩ đối đáp với nhau một phen gần 3 tiếng đồng hồ, trong đó có rất nhiều chuyện ngay cả Từ Học Bình và Hứa Tư cũng chưa bao giờ nghe qua, Hứa Tư cũng hiểu rõ thâm ý hành động này của Trương Khác. Chương 1372, thỏa mãn tâm nguyện. Lưu Vĩ than, nghe những lời này mới biết Cẩm Hồ phát triển những năm qua tuyệt không phải nhờ may mắn, tôi muốn mời cậu một ly. Cạn chén xong Lưu Vĩ mới nói tiếp, trung tâm phát triển và phòng nghiên cứu của chúng tôi có tới mười mấy bài viết phân tích về Cẩm Hồ, có điều giống như thầy bói xem voi, cậu có hứng thú lên lớp một buổi cho những nghiên cứu viên này không? Không dám, Cẩm Hồ đi tới ngày hôm nay, không phải là công lao của cá nhân tôi. Trương Khác rất bình tĩnh. Sự phát triển của Cẩm Hồ thời kỳ đầu được chị Hứa Tư bỏ công sức rất lớn, về sau này thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ, tiến hành nghiên cứu về sản nghiệp. Nếu như có thể, tôi rất sẵn lòng cùng các lãnh đạo nghiên cứu thảo luận, để chúng tôi được góp một phần công sức vào sự phát triển của quốc gia. Ăn cơm xong, tiễn Lưu Vĩ rời đi, Từ Học Bình nói Trương Khác biết tài nhiều tất nhiên cần phải xác minh, nhưng chỉ cần tài liệu không có vấn đề gì, chuyện này coi như đã qua. Còn với sự xuất hiện của Hứa Tư, ông không nói gì, một mình trở về văn phòng chú ở Bắc Kinh. Từ Học Bình đi rồi Hứa Tư mới thở phào, hai tay ôm ngực, nhìn dáng vẻ khiến người ta thương yêu đó của Hứa Tư, Trương Khác ôm cô vào lòng, cười trấn an, bác Từ biết chị từ lâu rồi, có gì phải sợ, nói không chừng sau này chị phải thường xuyên tiếp xúc với bọn họ đấy. Hứa Tư thắc mắc, vì sao? Trương Khác vừa đi vừa giải thích, Cẩm Hồ càng lớn mạnh sẽ càng chịu nhiều ảnh hưởng của chính sách trong nước. Đồng thời cũng càng ảnh hưởng nhiều tới chính sách trong nước. Có một người kết nối với chính phủ để điều hòa lợi ích hai bên là rất quan trọng, người này, em hy vọng sẽ là chị. Sao lại là tôi? Hứa Tư cảm thấy khó tin, Diệp Kiến Bân không phải thích hợp hơn à? Nếu anh bận thì Đường Thanh mới là nhân tuyển tốt nhất chứ? Cả hai đều không hợp, Trương Khác lắc đầu, bối cảnh của chị đơn thuần nhất, lại là người hiểu rõ nhất về quá trình phát triển của Cẩm Hồ. Quan trọng hơn nữa em không hy vọng chị vĩnh viễn nấp trong bóng tối. Hứa Tư từng nhớ Trương Khác từng nói, bóng tối vĩnh viễn là địa bàn của em, không nhịn được cười, cũng không nói những lời đại khái như thực ra tôi chỉ muốn làm cô vợ nhỏ của cậu, chỉ dịu dàng nói, tôi luôn nghe cậu mà. Trương Khác thầm thở dao, sao y không hiểu tâm tư của cô, chỉ là thực sự y không muốn thấy Hứa Tư mỗi ngày chỉ biết chờ đợi mình, cũng không hy vọng bất kỳ ai lấy cô ra để nói này nói nọ. Nếu Hứa Tư được chính phủ chấp nhận là người phát ngôn của Cẩm Hồ, như thấy ít nhất có thể khiến kẻ nào đó phải chùn bước.
gạt hết đi những chuyện làm người ta không vui đó, Trương Khắc nắm tay Hứa Tư, cười xấu xa, hôm nay là sinh nhật của em, chỉ có thể thỏa mãn một ước nguyện của em không? Hứa Tư tỉnh lại từ giấc ngủ say, thấy Trương Khắc vẫn còn chưa tỉnh, ánh mặt trời chiếu lên mặt, một bên chiếc mũi thẳng là khuôn mặt ẩn sâu trong bóng tối, làm vẻ điển trai của y mang theo chút tà khí, ngủ mà khóe miệng còn hơi nhếch lên thành nụ cười tựa có tựa không, làm y trông càng thêm hấp dẫn. Nhìn nam nhân đột nhiên nhảy vào cuộc sống của mình, lại ôn nhu mà cố chấp thay đổi vận mệnh của mình, cúi xuống hôn lên môi y, nụ cười đó lan sang khuôn mặt cô. Gắng gượng đứng dậy, đi lại vẫn có hơi đau, Hứa Tư nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua, mặt không kìm được đỏ lên, chẳng biết y học đâu ra cái trò cổ quái đó, tập tễnh đi vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng cười khùng khục, Hứa Tư vừa thẹn vừa giận, người đổ xuống giường, vùi mặt vào đệm, nhưng cũng cười khúc khích. Trương Khắc bò tới bên cạnh Hứa Tư, khẽ gạt tay cô ra, em thích nhất nhìn dáng vẻ của chị lúc xấu hổ, toàn thân chị sẽ biến thành màu phấn hồng, giống như lúc. Hứa Tư càng xấu hổ không tả xiết, bịt ngay lấy miệng Trương Khắc, không cho y nói tiếp nữa, nhìn cái chuyện hay ho mà cậu làm đi, tới giờ tôi đi còn không vững, học đâu ra sở thích quái đản đó. Đây là chuyện phong nhã mà, Trương Khắc đường hoàng nói, năm xưa Trịnh Bản Kiều có nói, tuyết chi đồn. Phì Nga chi cổ, nói toàn thân chỗ đẹp nhất là mông. Hô hào đòi thay đổi lệ đánh mông thành đánh lưng. Chỉ có điều ông ta thích nam nhân, còn em thích nữ nhân, khác nhau rất nhiều, cho nên em chỉ có thể tính là học đòi phong nhã. Hứa Tư đưa tay béo má Trương Khắc, học đâu ra mấy tư tưởng méo mó sẹo sọ vậy hả, mau dậy đi. Ngồi yên trên giường, tôi đi gọi điểm tâm, thuận tiện xuống lầu mua ít thuốc xoa. Hai người nằm tâm tình trên giường tới tận 2 giờ chiều, đến khi Phó Tuấn, Đỗ Phi, Mông Nhạc tới Trương Khắc mới từ phòng ngủ đi ra, Phó Tuấn lo y một mình ở ngoài, hôm qua hay tin dẫn nhóm vệ sĩ tới, còn Đỗ Phi và Mông Nhạc thì Trương Khắc định giới thiệu cho Dương Dung Bình của Liên Thông, bọn họ xuất phát từ hôm qua, hôm nay mới tới nơi. Kế hoạch của Liên Thông năm nay là tăng hộ dùng mới thêm 30 triệu, đây là con số lớn, khiến Dương Dung Bình càng thêm coi trọng chuyện hợp tác với Ái Đạt, hôm qua nghe nói Trương Khắc tới Bắc Kinh, hiện tình thế sản nghiệp đã thay đổi. Ông ta còn hơi lo hiệp định quân tử năm ngoái, nhất định mời Trương Khắc ăn cơm cùng, kéo cả Tiêu Thụy Dân đi theo, hẹn tối nay ăn cơm ở Quý Tân Lâu. Trương Khắc dẫn theo cả Hứa Tư dự tiệc, tới nơi thấy không chỉ có Tiêu Thụy Dân, mà còn có cả Thành Ánh Hà, mới nhớ ra cô ta gọi Giang Mẫn Chi là chú, tám phần gia đình ở Bắc Kinh cũng có bối cảnh. Hứa Tư tất nhiên làm Dương Dung Bình chấn động, nhưng nữ nhân bên cạnh Trương Khắc, ông ta không dám có tâm tư gì, chỉ cảm khái hết Tống Uyển Bội lại tới cô gái này. Tên nhóc này thật quá hạnh phúc. Trong mắt người ngoài, Dương Dung Bình đang lúc gặp được thời vận, năm ngoài dù Ái Đạt kiềm chế một chút, có điều với 4 triệu người dùng di động đặt làm hộ dùng mới cả năm của Liên Thông tăng lên 10 triệu, lần đầu tiên bằng được một nửa di động. Năm ngoái Liên Thông dùng tốc độ chấn động giới thương nghiệp, trong vòng 7 tháng đã xây dựng xong công trình kỳ 1 của mạng CDMA, tranh thủ nổ pháo trước Tết. Có điều khi Trương Khắc chúc mừng Dương Dung Bình thì mặt mày ông ta lại nhăn nhó. Không đáng nói tới, vấn đề của Liên Thông quả nhiên bị Khác thiếu gia nói chúng rồi. Năm ngoái hộ dùng của Liên Thông tăng vọt, làm cơ sở hạ tầng mạng GMS Liên Thông không gánh nổi, Tết năm nay bộ phận vất vả nhất của Liên Thông là phòng khách hàng. Tiêu Thụy Dân ở bên cạnh cười trêu, giám đốc Dương đúng là phiền não trong hạnh phúc. Trương Khác hiểu Dương Dung Bình không phải chẳng bệnh mà rên, Liên Thông vừa duy trì mạng GMS vừa nâng cấp mạng CDMA, khiến Liên Thông tuy chiếm thị phần không tệ. Nhưng lợi nhuận vẫn thua kém xa di động. Biết thế nhưng chẳng tội gì phải lo lắng thay ông ta nên Trương Khắc không tiếp lời. Tiếp đó Tiêu Thụy Dân nhắc tới vấn đề di động đặt làm, với kế hoạch tăng thêm 30 triệu hộ dùng trong năm nay, theo ông ta tính, ít nhất cần 15 triệu di động đặt làm, đó là nguồn lợi nhuận ổn định được Tiêu Thụy Dân gửi gắm hy vọng lớn. Nghe Tiêu Thụy Dân hỏi, Trương Khắc cố ý làm ra vẻ khó khăn, cơ sở chế tạo di động ở Kim Sơn năm nay xây xong, số lượng không có vấn đề. Có điều năm ngoái Liên Thông làm mảng này quá tốt, năm nay di động thông qua khoa kiện, Hùng Miêu đề xuất muốn làm di động đặt làm, hy vọng Ái Đạt có thể cung cấp hàng, áp lực cả chúng tôi rất lớn. Chương 1373, tới gặp Giang Tĩnh Hàm. Dương Dung Bình nghe thế lòng giật đánh thót, hiện chip ISS của Cẩm Hồ hoàn toàn lũng đoạn thị trường di động giá rẻ, nếu như Cẩm Hồ mở cửa cho di động, vậy Liên Thông không còn ưu thế nào ở thị trường mạng GSM nữa, vội nói. Hiện di động chiếm 80% thị phần rồi, nếu để bọn họ thêm lớn mạnh, không phải chuyện tốt cho nhà cung cấp thiết bị như Ái Đạt và Liên Tín. Năm ngoái chúng ta hợp tác vui vẻ, năm nay phải tăng cường hợp tác hơn nữa mới đúng.
Trương Khắc nghe được câu này mới nói, hay là giám đốc Dương nói kế hoạch của Liên Thông, để tôi và giám đốc Tiêu suy nghĩ xem phải tăng cường hợp tác thế nào. Kế hoạch của Liên Thông không có gì bất ngờ, tiếp tục công trình kỳ 2 của mạng CDMA, sau khi hoàn thành tùy tình huống mở rộng hoặc nâng cấp, ngoài ra vẫn mở rộng mạng GSM, đồng thời mong nhà cung cấp thiết bị đưa ra di động sử dụng 2 SIM GSM lần CDMA, để người dùng có thể tận dụng mạng GSM khi không có tín hiệu CDMA hoặc ngược lại. Dương Dung Bình giới thiệu xong, nói, mong được Khác thiếu gia chỉ giáo. Không dám chỉ giáo, Trương Khác lắc đầu, có điều tôi có câu hỏi này, từ góc độ người dùng, thì CDMA và GPRS cái nào tốt hơn? CDMA và GPRS có tốc độ lên mạng không khác nhau là bao, dù có nhiều cái lợi hơn, nhưng với người dùng bình thường mà nói chẳng khác gì, điều này Dương Dung Bình tin Trương Khác sớm biết quá rõ. Thấy Dương Dung Bình không nói, Trương Khác tiếp tục. Di động 2 SIM là phải thêm một chip, chi phí ít nhất sẽ cao hơn di động GPRS từ 500, 600 đồng, nếu như tôi là người dùng không nhìn ra lý do phải bỏ thêm tiền mua lấy công năng tương tự, số tiền này để Liên Thông trợ cấp sẽ là gánh nặng không nhỏ. Liên Thông đúng là có kế hoạch này, chi phí trợ cấp tới mấy trăm triệu, sau đó dựa vào dịch vụ kiếm lại, Dương Dung Bình cười khổ, Khác thiếu gia có cao kiến gì? Trương Khác nghiêm túc. Liên Thông có nghĩ tới khả năng nâng cấp thẳng lên CDMALX không? Theo tôi biết chi phí nâng cấp hơn 20%, xây dựng cũng không phức tạp, nhưng cho phép tốc độ lên mạng nhanh gấp mấy lần, đó là kỹ thuật đi đầu. Chỉ có thể người dùng mới thấy mua một cái di động đắt tiền mới đáng. Di động muốn đối kháng chỉ có thể thăng cấp lên X, ít nhất tốt 1,5 năm, đủ cho Liên Thông làm rất nhiều việc. Dương Dung Bình trầm tư, đúng là nâng cấp không khó. Liên Thông có kế hoạch cuối năm nay hoặc đầu năm sau nâng cấp, nếu làm ngay tới giữa năm là xong, dự toán sẽ tăng lên thêm 8, 9 tỷ, nhưng nếu không cần phải bù đắp cho di động mạng CDMA nữa, tức là chỉ cần bỏ thêm chừng 5 tỷ, thêm vào CDMALX có nhiều dịch vụ hơn, thu hồi vốn nhanh hơn. Dương Dung Bình mắt sáng lên, có điều kế hoạch này đâu có lợi ích gì cho Ái Đạt. Nên nghi hoặc nhìn Trương Khác. Trương Khác lộ đề. Ái Đạt đang phát triển chiếc di động phát huy hoàn toàn công năng của mạng tốc độ cao. Tiêu Thụy Dân giật mình, chênh lệch với Ái Đạt ngày càng lớn rồi, thảo náo họ khẳng khái chia sẻ kỹ thuật di động âm nhạc, sau này Hạ Bệ Cát Kiến Đức, nhất định phải chỉnh hợp lực lượng kỹ thuật của Hoa Hạ. Dương Dung Bình vỡ lẽ, tôi nhất định về thảo luận kiến nghị của Khác thiếu gia, còn về chuyện di động đặt làm. Trương Khác cười, Liên Tín, Cao Khoa KV và Ái Đạt có thể ký hiệp nghị cung cấp dài hạn. Tôi nghĩ lúc đó năng lực sản xuất của Ái Đạt mạnh tới đâu cũng không đủ dùng rồi. Ăn cơm xong, Tiêu Thụy Dân dứt khoát mời Trương Khác đi chơi, Dương Dung Bình biết ông ta có chuyện muốn bàn với Trương Khác nên không theo. Đỗ Phi vừa bàn bạc xong việc thu mua nghiệp vụ quán net ở Kiến Nghiệp, còn muốn bàn luôn việc mua quán net ở Văn Chu, nên cùng Mông Nhạc đi theo Dương Dung Bình và Thành Ánh Hà. Chỉ còn lại 3 người Tiêu Thụy Dân, Trương Khác Hứa Tư, bọn họ tới thẳng câu lạc bộ Trường An. CLB Trường An luôn là nơi giải trí đỉnh cấp của Trung Quốc, tố chất nhân viên rất tốt, thấy ba bọn họ đi bộ tới chẳng hề ngạc nhiên, nhiệt tình tới chào hỏi, Trương Khác lần đầu tới đây, Tiêu Thụy Dân dẫn hai bọn họ đi xem Kim Loan Điện ở Đại Sảnh, thấy Trương Khác không hứng thú gì, liền đưa họ tới quán bar. Ba bọn họ chọn nơi yên tĩnh ngồi xuống, đợi phục vụ đi rồi Tiêu Thụy Dân mới nói, nghe nói ở bộ thương mại có người bảo vệ Cát Kiến Đức, ít nhất sẽ để ông ta ở lại vị trí bí thư đảng. Có kẻ phá thối ở đằng sau, tôi không giấu gì Khác thiếu gia, cho dù tôi có lên phó tổng giám đốc cũng chẳng làm được gì, hiện tôi nói gì cũng chỉ là sướng miệng thôi. Trương Khác trầm ngâm một chút nói, Cát Kiến Đức ở lại điện tử Hoa Hạ đúng là đáng ghét, có điều người bên trên cũng chẳng phải mù. Nếu giám đốc Tiêu ở bên đó không vui, tới Ái Đạt đi, một phó vị trí phó tổng giám đốc là chắn chắn trong tay. Tiêu Thụy Dân nghe thế không nói thêm nữa, bắt đầu thảo luận chuyện hợp tác năm sau. Biết Hứa Tư khả năng sẽ ở lại Bắc Kinh lâu dài, khuyên cô làm thể hội viên ở Bắc Kinh rồi rời đi. Sáng ngày hôm sau Trương Khác nhận được điện thoại của thư ký của Giang Tĩnh Hàm, hẹn y buổi trưa tới nhà ăn cơm, Giang Tĩnh Hàm sau khi nghỉ hưu liền chuyển vào Trung Nam Hải, hiện ở tại Hương Sơn, đường không gần, Giang Tĩnh Hàm hẹn thời gian phái lái xe tới đón. Trương Khác không ngờ sớm gặp được Giang Tĩnh Hàm như thế, vội cùng Hứa Tư đi mua ít quà chúc Tết. Xe của Giang Tĩnh Hàm là một chiếc Hồng Kỳ kiểu mới. Mang đậm phong cách của Lincoln, ngồi vào trong hết sức rộng rãi, Hứa Tư hơi căng thẳng, ngồi co ro trong góc, hai tay nắm chặt đầu gối, mắt thất thần. Trương Khác nắm lấy hai tay cô, nói, chị đừng căng thẳng, Giang lão rất hiền hòa.
sau đó kể chuyện lần đầu tiên gặp mặt Giang Tĩnh Hàm cho cô nghe, mới làm Hứa Tư thả lỏng một chút. Khác với mùa thu lá đỏ đầy núi, Hương Sơn vào mùa đông mang phong cảnh khác hẳn, cây tùng bách vươn cao thẳng tắp, mang tới cho Hương Sơn một không khí yên tĩnh trang nghiêm, xe vòng qua mấy chỗ rẽ, qua mấy trạm kiểm soát, đỗ lại phía trước tiểu viện, lái xe dẫn Trương Khác và Hứa Tư vào sân. Giang Tĩnh Hàm đang nằm phơi nắng ở trong sân, bên cạnh có một phụ nữ trung niên ngồi gọi hoa qua, thấy bọn họ đi vào, Giang Tĩnh Hàm vui vẻ vẫy tay gọi tới ngồi bên cạnh, "Tiểu Trương tới đó hả? Đây là con gái lớn Giang Bình Chi của ta." Trương Khác và Hứa Tư đi tới cung kính khom mình chào, "Chúc Giang lão, giáo sư Giang năm mới vui vẻ." Đưa quà cho Giang Bình Chi, mặc dù chưa gặp nhau bao giờ, có điều Trương Khác sớm nghe ngóng rõ ràng con gái lớn của Giang Tĩnh Hàm công tác ở Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh, là người con duy nhất ở bên cạnh ông ta. Trương Khác giới thiệu Hứa Tư, Giang Tĩnh Hàm hiền từ nhìn cô một lúc gật gù nói, "Cháu là Hứa Tư đó hả? Ta biết chuyện của cháu rồi, cháu là cô gái tốt." Hứa Tư nghe thấy lời này, sợi dây bó chặt quanh trái tim nứt tung, người loạng choạng, mắt không kìm được đỏ lên, Trương Khác khe khẽ vô lưng cô, Hứa Tư nỗ lực khống chế tình cảm của mình, cúi người thật sâu, "Cảm ơn Giang lão." Giang Bình Chi đưa cho Hứa Tư chén trà, "Hứa Tư cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với bà." Có câu nói này của Giang Tĩnh Hàm là Trương Khác hoàn toàn yên tâm rồi, sự bức bối khó chịu trong lòng mấy ngày qua đều tan đi, Trương Khác không hề sợ Giang Mẫn Chi hạn chế Cẩm Hồ, ông ta cứ thoải mái ghét Cẩm Hồ cả đời, lo lắng duy nhất là cho Hứa Tư bị tổn thương, hiện giờ lo lắng tan biến sạch, thoải mái nói chuyện với Giang Tĩnh Hàm. Công trình kỳ 1 của Cảng Đông Sơn năm nay sẽ xong, 2 ngày trước Giang Tĩnh Hàm được người ở Tân Đình tới báo cáo, 2 người bắt đầu câu chuyện ở đó. Tính cả ăn cơm, Trương Khác và Hứa Tư ở nhà Giang Tĩnh Hàm hơn 3 tiếng mới đi, lên xe rồi mới thầm cảm khái, mấy ngày qua liên tục có những cuộc nói chuyện dài, nhưng cuộc nói chuyện hôm nay là thoải mái cởi mở nhất, bản lĩnh nắm bắt lòng người của những người này mình có sống 2 đời cũng không ít, cũng tiếc khí độ lòng dạ của thế hệ trước thật khó sánh bằng, những người như thế hiện càng ít rồi. Hứa Tư thấy y lắc đầu, có chút lo lắng, Trương Khác vuốt má cô, chỉ thấy mình khẩn trương thừa chưa, Giang lão rất hiền mà. Hứa Tư gật đầu, đúng vậy, giáo sư Giang cũng thế, tôi đã nhận lời giúp cô ấy thiết kế nhà, cô ấy còn cổ vũ tôi tham gia cạnh tranh thiết kế khu nhà mới cho Đại học Nông nghiệp đấy. Trương Khác mừng lắm, tốt quá, như thế tới Bắc Kinh cũng không làm chị phải bỏ nghiệp vụ của mình rồi. Chương 1374, chiếc đồng hồ của Tôn Thượng Nghĩa. Ở Bắc Kinh chơi thêm một ngày, tới chúc Tết mấy nhà, Trương Khác đưa Hứa Tư lên máy bay về kiến nghiệp trước, sau đó cùng Diệp Kiến Bân sang Hong Kong, tới thẳng nhà Diệp Kiến Bân, thay y phục xong đi thăm Tôn Tĩnh Hương. Mới qua vài ngày mà Diệp Đinh Hương trông thuận mắt hơn nhiều, da rẻ hồng hồng, tóc lưa thưa, cái miệng nho nhỏ, ngón tay nho nhỏ, trông vô cùng đáng yêu, nhìn Diệp Kiến Bân bế con hết sức cẩn thận, lóng ngóng không biết lấy lòng tiểu bảo bối ra sao, Tôn Tĩnh Hương ngồi nhìn mặt tràn trề hạnh phúc của người mẹ, Trương Khác đột nhiên cảm thấy ghen tị, cũng muốn có con. Ăn tối xong Tôn Thượng Nghĩa, Trương Khác và Diệp Kiến Bân vào thư phòng, thời gian qua Tôn Thượng Nghĩa tranh thủ năm mới bái phỏng không ít người, đã định ra vài mục tiêu thu mua, Trương Khác tới là vì danh sách này. Hong Kong có hơn 30 ngân hàng bản địa, trừ 3 ngân hàng lớn phát hành tiền, còn có không ít ngân hàng vừa và nhỏ, mấy ngân hàng Tôn Thượng Nghĩa nhìn chung đều có quy mô không lớn, rất nhiều cổ đông muốn rút lui, xem như có giá khởi điểm không tệ. Ví dụ như ngân hàng thương nghiệp Á Châu quy mô chừng 20 tỷ, 10 chi nhánh, có điều nghe nói cũng có mấy người khác muốn mua. Ngân hàng quốc tế Hong Kong, trong cơn bão tài chính bị người ta đua nhau rút tiền, 2 năm qua kinh doanh không khởi sắc, đại cổ đông là ngân hàng Arab có ý muốn bán, nhưng ra giá cao, cho nên không ai hỏi. Trương Khắc hỏi, ngân hàng quốc tế Hong Kong ra giá bao nhiêu? Chúng ta còn bao nhiêu tiền có thể dùng? Viết tắt là cơ cảng. Ngân hàng Arab có 55% cổ phần, đối phương ra giá 6 tỷ. Tôn Thượng Nghĩa đáp, tài chính của chúng ta không thành vấn đề, có 6.6 tỷ thế chấp cổ phần của Tân Quang, thương vụ Cẩm Hồ còn 2 tỷ, chỗ tôi có chừng 300, 400 triệu, cậu có bao nhiêu thì tôi không biết. Diệp Kiến Bân bổ sung, cổ đông thứ hai là Quang Đại, bọn họ không có hứng thú mua lại. Trương Khác suy nghĩ một chút nói, cháu cũng chẳng biết mình có bao nhiêu tiền có thể dùng, chắc là đủ dùng. Nhưng cơ cảng có vết đen, phải đổi biển mới kinh doanh được. Nếu đối phương không chịu hạ giá thì chúng ta mua cái khác trước. Xem ra ở Hong Kong không có ngân hàng thích hợp, chúng ta tiếp tục với Hoa Liên của Singapore. Lại nói thêm vài chuyện, Diệp Kiến Bân đi chúc Tôn Tĩnh Hương ngủ ngon, Tôn Thượng Nghĩa nhìn Trương Khác,
lấy ra một cái đồng hồ, đưa cho y, hiện giờ tài sản của cậu cũng hàng chục tỷ, đeo một cái đồng hồ giả còn ra cái gì nữa. Người Hong Kong rất thực dụng, năm xưa Cát lão gia tử lần đầu gặp tôi, nhìn vào đồng hồ của tôi trước tiên, năm đó tôi đeo một chiếc Valet de Ju, ông ấy mới chịu nói chuyện với tôi. Trương Khác nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy đồng hồ đeo tay, lại nghe Tôn Thượng Nghĩa nói tiếp, tôi biết người trẻ tuổi các cậu thích thứ mới mẻ, chưa chắc thích cái đồng hồ này. Khoát tay ngăn Trương Khác đang định giải thích, nhưng cái đồng hồ này theo tôi nửa đời người, tôi vẫn mong cậu đối đãi với nó thật tốt, cho dù không đeo thường xuyên, cũng phải thường xuyên bảo dưỡng, được rồi thời gian không còn sớm nữa, Tiểu Mông đợi cậu đấy. Trương Khác chỉ biết vâng dạ từ thư phòng lui ra, thấy Diệp Kiến Bân, tóm lấy hắn hỏi, năm xưa bác Tôn có tặng anh một cái đồng hồ không? Diệp Kiến Bân nhìn chiếc đồng hồ trong tay Trương Khác, hạ thấp giọng, cười âm hiểm, cái đồng hồ này tới năm ngoái tôi mới trả lại cho cha vợ tôi đấy. Vỗ vai Trương Khác bày ra vẻ mặt, tôi hiểu mà, rồi bỏ đi, để lại một mình Trương Khác đứng ngây ra ở hành lang. Tôn Tĩnh Mông nằm úp mình trên giường, đầu hướng về phía cuối giường, miệng cắn bút, lật xem tài liệu, bên cạnh giường để chiếc bàn nhỏ, mấy đĩa thức ăn, một chai rượu, vì tránh ảnh hưởng tới tầm nhìn, mái tóc dày mềm mại được vén lên sau tai, kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc thủy tinh trong suốt, mái tóc cong như đuôi gà, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, người mặc một chiếc áo len trắng mỏng trễ cổ, loáng thoáng nhìn thấy diềm hoa của áo lót lụa màu đen, nhẹ nhàng nâng niu hai cái bánh bao tròn trịa đầy đặn, trông rất thích mắt. Khe ngực sâu không thấy đáy kia phát tán ra mị lực chí mạng quả thực làm người ta không kìm được lòng hươu dạ vượt, cô nàng vẫn ăn mặc theo phong cách đó, chỉ có áo không có quần, mép áo len che qua cặp mông vểnh, làm đôi chân thon thả càng thêm nổi bật. Trương Khác đứng ngoài ngắm nhìn chán mới khẽ gõ cửa đi vào. Còn tưởng anh đứng ngoài nhìn cả ngày chứ? Tôn Tĩnh Mông ngẩng đầu lên, giọng vừa vui vừa hờn, lại đây nếm thử mấy món đi. Trương Khác gãi gãi đầu, hoài nghi hỏi, em làm đấy à? Ăn vào có chết không? Tôn Tĩnh Mông tức tối ngồi bật dậy, đang định đạp cho y một cái thì nhìn thấy cái đồng hồ, kỳ quái hỏi, sao lại đeo cái đồng hồ giả chát thế này? Bác Tôn vừa mới tặng đấy. Tôn Tĩnh Mông, ồ, một tiếng, gật gù, thảo nào mà trông quen như thế, thì ra vì anh Kiến Bân cũng có một cái. Trương Khác đi tới bên bàn, định nhón một ít thức ăn thử xem sao thì thấy Tôn Tĩnh Mông mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, liền gọi, em đi đâu đấy? Tôn Tĩnh Mông tức giận nói, đi tìm ba em, cái ông già này, người ta không phải với con gái mình, đáng lẽ phải đánh cho một trận, lại còn tặng một cái đồng hồ, thế là có ý gì chứ? Trương Khác vội ôm lấy Tôn Tĩnh Mông từ đằng sau, ôn nhu nói, thực ra anh rất cảm kích bác Tôn, nếu không anh không mặt mũi nào mà gặp em nữa, may mà bác ấy rộng lượng, chúng ta mới có thể ở bên nhau như thế này. Tôn Tĩnh Mông vùng vẫy, nhưng Trương Khác ôm rất chặt, làm cô không thoát được, giỏi lắm. Mọi người đều cá mè một lứa, để em ra ngoài quyến rũ mấy chục nam nhân, xem cha em còn đồng hồ nữa mà tặng không. Nam nhân ưu tú như anh làm gì dễ kiếm, đừng nói bác Tôn có chấp nhận hay không, mà ngay Tôn tiểu thư em cũng chẳng thèm để mắt ấy chứ. Trương Khác xoay người Tôn Tĩnh Mông lại mặt dày nói, lúc này mới chú ý mặt cô có mấy vết bút bi như ria mèo, thiếu chút nữa bật cười, đi vào phòng tắm lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cô, thuận tiện thưởng thức xuân quang mê người lấp ló sau cổ áo. Hiện giờ chưa cho anh nhìn bậy, mau xem cái kế hoạch này của em xem thế nào. Tôn Tĩnh Mông cầm tài liệu chặn trước mắt Trương Khác, che cặp mặt bỉ ổi của y. Anh vừa từ Bắc Kinh chạy sang đây, bị cha em và anh rể em kéo đi bàn việc tới giờ. Mệt chết thôi, em cho anh ngủ cái đã, dậy rồi chúng ta tính tiếp. Lau mặt cho Tôn Tĩnh Mông xong, Trương Khác ném chiếc khăn sang ghế, lao đều xuống chiếc giường êm ái, kéo cái gối ụp lên đầu. Á, bẩn. Quần áo và giày còn chưa cởi đã nhảy lên giường của người ta rồi, mau xuống đi. Tôn Tĩnh Mông bỏ tài liệu xuống, lật người Trương Khác muốn đẩy y xuống giường, thấy y nhắm mắt, mặt mang vẻ mỏi mệt không che giấu được, lòng mềm xuống. Tôn Tĩnh Mông xuống giường, tới bên chân Trương Khác, cởi giày cho y, rồi ôm chân y đặt nằm lại ngăn ngắn, kéo chăn đắp lên người y, cả quá trình động tác cẩn thận nhẹ nhàng, như tân nương chăm sóc chồng say rượu, chu đáo trìu mến. Xong xuôi rồi Tôn Tĩnh Mông lại nhặt tài liệu lên, dựa vào đầu giường, lặng lẽ lật xem tài liệu. Có lẽ gì giường thơm của mỹ nhân, cũng có lẽ vì có mỹ nhân làm bạn bên cạnh, Trương Khác ngủ rất thoải mái, tỉnh dậy mệt mỏi đã tan biến, lúc này trời đã sáng hẳn rồi. Thấy Trương Khác tỉnh dậy tinh thần khôi phục hoàn toàn, Tôn Tĩnh Mông đuổi y xuống dưới nhà làm cơm cho mình, để tiện chăm sóc chị gái mới sinh con, cũng là tiện cho công việc, Tôn Tĩnh Mông hiện là trợ lý của Tôn Tĩnh Hương.
cho nên Tôn Tĩnh Mông dọn luôn đồ vào nhà Diệp Kiến Bân, ở trong tiểu lâu độc lập sát núi. Trương Khắc lục lọi trong cái tủ lạnh trống trải mới kiếm được một miếng thịt bò đông lạnh, ít khoai tây, cà ri, thế là nấu cơm cà ri bò. Chương 1375, Cát Kiến Đức cùng đường. Hạt cơm trắng trẻo, thêm khoai tây vàng, và thịt bò màu thấm kích thích cơn thèm ăn, cả hai ăn như ma đói rồi vứt hết nồi niêu xong chảo đấy, lên tầng 2, ngồi ở ban công trò chuyện. Nữ sinh tuyển ra từ cuộc thi sẽ có cơ hội tới các công ty thế kỷ hoa âm, thế kỷ hoa ảnh, thế kỷ hoa nghệ phát triển, còn tuyệt đối không cho những cô gái đã thành danh trong nước vào thi phá đám, chắc chắn sẽ được hưởng ứng nhiệt tình. Có điều 30 nữ sĩ đứng đầu chọn ra sẽ tổ chức lại ở một chỗ, việc sinh hoạt và huấn luyện thường ngày sẽ do ai quản lý. Đây là chuyện rất phiền phức đấy, anh thấy em không có nổi kiên nhân này, tinh lực của em cũng không nên đặt vào đó. Trương Khắc và xem tài liệu, siêu cấp nữ sinh, vừa đánh giá. Cái này em đã có nhân tuyển thích hợp nhất rồi, là người Tân Vu do Bân lão đại cho em, còn là một đại mỹ nữ. Tôn Tĩnh Mông mặt tràn đầy tự tin, chớp mắt lại nhìn Trương Khắc rất tội nghiệp, nhưng nhà tài trợ cả hoạt động còn chưa có. Lưu Bân giới thiệu, lại là người Tân Vũ, đại mỹ nữ, ngay lập tức trong đầu Trương Khắc lóe lên một cô gái mặc váy ngắn cuốn cơn, cặp mông tròn như vẽ bằng compa, cặp đùi trắng mịn. Tiểu Tuyết, anh Diệp hiện là anh rể của em rồi, em ném cái phương án này cho anh ấy, chẳng lẽ anh ấy còn nói không được, anh thấy em làm tốt lắm, ít nhất rất phù hợp hình tượng thương hiệu e-player. Trương Khắc lòng thầm chửi rủa Lưu Bân lắm chuyện, chẳng lẽ muốn để Tiểu Tuyết quản lý đám nữ sinh kia như quản gái Lý gọi, ai mà biết sẽ thành trò cười gì, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Cuối cùng quyết định tổ chức ở Kiến Nghiệp vào tháng 5, anh có giúp em không? Tôn Tĩnh Mông cúi người xuống nhìn Trương Khắc chằm chằm. Cuộc họp quý đầu năm nay anh đã an bài hết công việc nửa đầu năm rồi, bảo bọn họ không có chuyện gì lớn thì đừng làm phiền tới anh, để anh được sống thoải mái học kỳ cuối cùng. Trương Khắc nhìn mảng ngực trắng loa, nuốt nước bọt, ngữ khí không kiên định chút nào. Vậy bây giờ thì sao? Tôn Tĩnh Mông kéo áo len rộng cổ xuống một bên, lộ ra chiếc xương quai xanh mê người, bờ vai trơn mịn, một bên áo lót ren đen cực kỳ quyến rũ. Hành vi lớn gan của Tôn Tĩnh Mông làm Trương Khắc thiếu chút nữa phun máu mũi. Nhảy bật dậy bế Tôn Tĩnh Mông chạy vào phòng cả hai ngã ụp xuống giường. Có cần vội thế không? Anh thích làm chuyện này vậy sao? Hôm qua em cũng thấy mắt anh lờ đờ thiếu ngủ. Á, tay lạnh quá, đừng thò vào. Đồ ngốc, đây là loại cởi cúc đằng trước, thật mất mặt. Đừng cắn mạnh thế. Đừng hôn ở đó. Căng quá, không được nhúc nhích. Nữa, anh cho anh dừng mà dừng. Sâu quá. Chết mất. Từ khi đầu tư vào Hải Túc, bị Tiêu Thụy Dân đứng lên công khai phản đối, cuối cùng Hoành Tín Hệ tan rã, Cát Kiến Đức như con thú rơi vào đường cùng, suốt ngày nóng nảy bất an. Vấn đề Hải Túc bại lộ, không chỉ nói lên khi đó lão ta chuyên quyền độc đoán quyết định tăng cường đầu tư vào Hải Túc ngoài cực kỳ ngu xuẩn, còn có bí mật không thể nói. Mà Nét Hoa Hạ từ ngày ký hiệp nghị, đã định sẵn là cơ thể tàn tật rồi, không có đủ đội ngũ kỹ thuật tiến hành thăng cấp sản nghiệp, lại không có năng lực thiết kế chip, chỉ có thể làm nghiệp vụ gia công cấp thấp nhất. Thế nhưng cả nghiệp vụ tinh viên toàn cầu vừa mới bước ra khỏi bóng tối của cơn bão tài chính châu Á năm 97, lại gặp ngay phải bong bóng Internet tan vỡ, khiến nghiệp vụ tương quan đi xuống, bản thân nhà máy tinh viên của NEC ở Nhật Bản còn đủ việc mà làm, nói gì tới san sẻ cho NEC Hoa Hạ. Tọa lạc ở Kiến Nghiệp, được xưng là thủ đô chip bán dẫn của Trung Quốc, NEC Hoa Hạ vừa mới xây dựng, đi vào sản xuất thử xong. Qua một thời gian cố đấm ăn xôi sản xuất để tranh giành sự hỗ trợ của chính phủ với Trung Tinh Vi Tâm, lúc này đối diện với uy hiếp ngừng sản xuất, không khác gì sự nhạo báng. Thêm vào đó charter của Singapore đem mấy dây chuyền sản xuất tinh viên 0.35 micro sang Kiến Nghiệp, một khi lắp đặt xong, dựa vào ưu thế quản lý và kỹ thuật của bọn họ, ở cùng thị trường gia công ngang hàng với nhau, chắc chắn NEC Hoa Hạ sẽ bị ép cho không thể trở mình được. Chỉ là việc đầu tư vào Hải Thúc dù sao cũng chưa chính thức được thực thi. Cho nên Cát Kiến Đức không phải gánh mấy trách nhiệm nhiều, trước đó lão ta tìm đủ mọi trò kéo Cẩm Hồ xuống bùn, hy vọng di chuyển chú ý, giảm bớt áp lực, không ngờ Lâm Tuyết từ khi bị bắt không hé răng một lời, càng chẳng có chứng cứ gì nói ông ta có mưu đồ khác. Còn hạng mục NEC Hoa Hạ, sau lưng đa phần thể hiện ý muốn của Cảnh Trọng Dương khi đó muốn chân áp Cẩm Hồ, cho nên áp lực của Cát Kiến Đức không lớn. Thực sự khiến Cát Kiến Đức như ngồi trên bàn trông là thành tích năm 2000 của tập đoàn Hoa Hạ sụt giảm mạnh cùng Tôn Chí Cương của Liên Tấn, Tiêu Thụy Dân của Liên Tín, một trong sáng một ngoài tối trở mũi giáo phản bội. Năm 98 doanh thu của Hoa Hạ gần 20 tỷ,
lợi nhuận trên 2 tỷ, làm Cát Kiến Đức một thời vinh quang, mạnh miệng tuyên bố tới năm 2000, doanh thu sẽ đạt tới 40 tỷ. Thế nhưng năm 2000, China Telecom thực hiện nâng cấp mạng GPRS trước dự tính, khiến doanh nghiệp di động trong nước đang hể hả vì lời to ra sức chữ hàng kiếm thêm mẻ lớn cuối năm, tức thì đối diện nguy cơ chưa từng có, cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa vọt lên trên tức thì lao xuống dốc, hơn nữa rơi xuống rồi không nhìn thấy hy vọng gì vọt lên nữa. Cát Kiến Đức nằm trên giường, nếu như không phải hôm nay là cuộc họp đầu năm của tập đoàn thì lão ta chẳng muốn bỏ dậy khỏi giường, lúc mặc quần áo mới phát hiện khuôn mặt trong gương chỉ qua vài tháng đã già đi mấy tuổi. Ngày dài như năm chính là như thế này sao? Cát Kiến Đức xoa khuôn mặt già nua nhăn nheo của mình, cố lấy tinh thần lái xe tới công ty. Cát Kiến Đức đẩy cửa vào phòng họp, thấy Tiêu Thụy Dân mấy tháng không tham gia họp hành không ngờ xuất hiện, trong lòng cảm thấy bất an, chuyện gì trái với lẽ thường tức là có vấn đề sắp xảy ra. Quả nhiên cuộc họp mới bắt đầu, người mà trong mắt Cát Kiến Đức là kẻ tính cách mềm yếu, luôn nghe lời không ngờ lại lấy sự thua lỗ của Đông Hưng năm qua ra công kích trước, làm Cát Kiến Đức thấy hôm nay là ngày hạn của mình rồi. Tiêu Thụy Dân thì không ngoài dự liệu công khai đứng ra ủng hộ Lưu Hồng Lôi, đứng ra chỉ trích quyết sách sai lầm và sự vô dụng của Cát Kiến Đức là căn nguyên gây ra thua lỗ của tập đoàn. Ba cự đầu của xí nghiệp phía dưới hợp lực công kích tổng giám đốc tập đoàn trước mặt mọi người, những người khác thì lại không đủ phân lượng lên tiếng, cuộc họp này còn tiếp tục thế nào được nữa, Cát Kiến Đức thẹn quá hóa giận, ném báo cáo bỏ đi. Các người tưởng rằng như thế là làm cho Cát Kiến Đức này rớt đài được sao? Nằm mơ đi. Quay trở về văn phòng, Cát Kiến Đức lồng lộn hất văng tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất, ngồi phịch xuống ghế tựa, bắt đầu liên hệ với thế lực của mình, chuẩn bị phản kích, lão ta có thể đưa ra bao quyết định độc đoán như thế, hiển nhiên là bên trên còn có chỗ dựa. Chỉ là sự việc này còn chưa lắng xuống, ác mộng liên tiếp đổ tới. Sau khi gọi mấy cú điện thoại, nhận được khá nhiều lời đảm bảo ủng hộ, dù sao thì cấp dưới công kích cấp trên là chuyện rất kỵ húy, Cát Kiến Đức có được giấc ngủ ngon lành đầu tiên trong mấy tháng qua. Nhưng tới sáng hôm sau thức dậy, đọc báo Sáng Kiến Nghiệp, Cát Kiến Đức cảm giác bị đấm thẳng một cú vào mặt. Chương 1376, bóng đêm mê tình. Luận khốn cảnh xí nghiệp di động trong nước và căn nguyên của nó, đó là dòng chữ ngay trang đầu, bài viết trừ chỉ ra nguyên nhân khách quan là cục diện bất lợi cho xí nghiệp sản xuất di động trong nước, còn đặc biệt lấy tình hình Hoa Hạ ra làm ví dụ, nhất là đem so sánh Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng có thành tích hoàn khác nhau. Người hiểu nội tình đều biết chẳng khác nào chỉ thẳng mặt Cát Kiến Đức quát, ông chính là kẻ gây tội. Tới chừng 2 giờ chiều, Côn Đằng Online đưa ra bài viết tăng cường tác dụng Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Di động bồi thêm cho Cát Kiến Đức một cú trời giáng nữa. Trong bài viết, nhắc tới Hiệp hội có cống hiến cực lớn cho sản nghiệp, càng nhất mạnh tình thế đang thay đổi, Hiệp hội phải phát huy tác dụng lớn hơn nữa, kiến nghị giữa các hội viên, thông qua giao lưu kỹ thuật, khắc phục khó khăn, khiến sản nghiệp phát triển vững mạnh. Từng chữ trên màn hình như những thanh kiếm đâm vào ngực Cát Kiến Như C, tim lão ta đau nhói từng cơn, đây rõ ràng là mưu đồ có dự tính trước, đám Tiêu Thụy Dân xung phong phía trước, Cẩm Hồ Suối Bảy đằng sau. Trương Khác mày khinh người quá lắm, Cát Kiến Đức đứng bật dậy, còn chưa nói hết câu, máu dồn lên đầu làm trước mắt tối sầm, đầu ngoẹo sang bên ngã lăn ra đất. Lúc này Trương Khác đã rời Bắc bán cầu đang trong mùa đông rét mướt, để tới hưởng thụ mùa hè trời xanh mây trắng ở Pearl Harbor. Bớt đang vào mùa hè, ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm kính của sân bay, khắp nơi là cặp đùi hấp dẫn dưới chiếc váy nhẹ phất phơ ngắn tới mức khó có thể ngắn hơn được nữa, làm Trương Khác vừa mới xuống máy bay tinh thần rất phấn chấn. Ở đại sảnh có một cô gái đứng một mình, mái tóc đen nhánh như thác đổ, chiếc mũi cao thẳng mang theo vẻ tự tin và kiêu ngạo, cho thấy cô không phải là nữ nhân dễ bị khuất phục, cánh môi cong cong tươi non ướt át, nhìn chỉ muốn cắn, nhưng không phải ai dám có gan làm việc đó. Nhìn thấy Địch Đan Thanh tới đón máy bay, mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng, cúc cài tới tận cổ, nhưng không che được hai ngọn núi lửa bùng nổ trước ngực, cảm giác muốn xé tung ái bật ra, xuyên qua lớp áo trắng muốt, có thể loáng thoáng nhìn thấy áo lót màu đen, cùng tưởng tượng ra khe ngực sâu không đáy dưới đó, tỏa ra sức hút chí mạng, khiến người ta tơ tưởng vẩn vơ. Vậy mà Trương Khác lại oán trách, sao mặc kín đáo thế này? Địch Đan Thanh hơi thè lưỡi ra liếm môi, khoác cánh tay Trương Khác, cậu rộng rãi quá nhỉ? Muốn nhìn cái gì không đợi được tới lúc về nhà rồi nhìn à. Trương Khác thấy ánh mắt cô sóng sánh lưu chuyển, môi hồng he hé khẽ thổi một hơi, tức thì cả người ngứa ngáy. Đi ra ngoài đại sảnh, Vệ Lan và Lý Hình Dư đều ở trong xe đợi bọn họ, chào Vệ Lan ngồi ở chỗ lái xe, Trương Khác ngồi xuống bên Lý Hình Dư, mấy tháng không gặp, Lý Hình Dư hơi rám nắng một chút,
làn da càng thêm khỏe khoắn đầy sức sống, tóc tết thành đuôi ngựa vắt qua một bên vai, trông rất phấn chấn, trong đôi mắt cô nhìn Trương Khác, cũng không còn thấy sự thấp thỏm lúc rời Seoul nữa. Trương Khác thở ra một hơi, nắm lấy tay Lý Hinh Dư cười, anh cứ lo cho em, giờ thấy em thế này anh yên tâm rồi. Chị Đan Thanh rất quan tâm tới em, chị Vệ Lan cũng thường đưa em tới thư viện, em ở đây rất vui. Lý Hinh Dư ôm chặt cánh tay Trương Khác. Tới nhà Lương Quân ăn cơm tối, bốn người lên hải đảo của Trương Khác, qua một năm xây dựng, giấc mộng đảo chủ của Trương Khác đã thành hiện thực. Diện tích kiến thiết trên đảo rất lớn, dùng lời của Vệ Lan mà nói đây căn bản là một tiểu khu, bên bến tàu là một ngôi nhà ngói đỏ hai tầng, đó là nơi ở của công nhân, tiếp tục đi xuyên qua một mảnh rừng là nhà chính làm bằng đá hoa cương trắng, nhà và vườn hoa đều làm theo kiểu Tây, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt phẳng lì, điểm xuyết bằng bụi hoa thấp, đài phun nước lớn. Sau nhà chính là hồ bơi và nhà kính, hiện nhà kính còn để trống, Trương Khác tính trồng cây cacao trong đó, về sau có thể tự làm sô-cô-la để ăn. Giữa rừng cây bốn xung quanh có mấy con đường nhỏ, thuận theo mỗi một con đường có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ với phong cách khác nhau, có cái dùng đá hoa cương xám xếp lên như tòa thành, cái thì hoàn toàn làm bằng gỗ, có cái hình cây nấm giống hệt trong truyện cổ tích, mỗi một căn nhà xây theo hứng chí của một cô gái. Giữa đảo còn có một cái ao nhỏ. Mấy người bọn họ thay áo bơi xuống ao tắm, bóng đêm đã phủ xuống, trên đảo chẳng hề có một ánh đèn, từ bốn xung quanh nhìn tới đều chỉ thấy mảng tối đen, xung quanh lặng ngắn như tờ, chỉ có tiếng côn trùng hòa âm xa xa, tiếng gió thổi qua tàng cây nhắc nhở bọn họ còn đang ở nhân gian. Ngẩng đầu nhìn lên thấy sao lấp lánh đầy trời, Trương Khác lần đầu tiên thấy nhiều sao như thế, cứ nhìn tới gây ra, Lý Hinh Dư chỉ cho y từng ngôi sao một, ngay Địch Đan Thanh và Vệ Lan cũng ở bên im lặng lắng nghe. Tới khi ra phòng lên mọi người mới về nhà chính, Vệ Lan cầm đèn pin đi trước dẫn đường, Lý Hinh Dư đẩy Trương Khác cho Địch Đan Thanh. Vệ Lan và Lý Hinh Dư về nhà chính mới phát hiện không thấy hai người kia đâu, sợ họ bị lạc đường, định quay lại tìm, nhưng nghĩ lại ở trên đảo chẳng thể xảy ra chuyện gì, ngồi ở hiên đợi, nếu bọn họ có việc gì cứ lên tiếng là được. Hai người đợi một lúc, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ, Lý Hinh Dư chạy ngay lên lầu, Vệ Lan ngồi một mình đợi, chỉ thấy toàn thân nóng lên. Ý nghĩ kỳ quái không ngừng hiện ra trong đầu, cuối cùng cũng chạy nốt. Dưới ánh đèn nhu hòa, Địch Đan Thanh nằm trên chiếc giường chăn đệm sộc sạch, cơ thể trần truồng trắng muốn lộ ra trong làn gió biển mơn man, đẹp như bức tượng thần vệ nữ, hai búm vú đỏ nhạt xương tấy nhô cao, Trương Khác vùi mặt giữa hai khe vú cô, hai tay vầy vào trán lại dùng miệng say sưa thưởng thức, bộ ngực này nở của nữ nhân thành thục kích thích y mạnh mẽ, khiến y cắn mút thô bạo, có thể thấy được dấu răng mờ mờ trên bầu vú trắng hoàn mỹ đó. Y hiểu rõ mỗi cô gái của mình, Địch Đan Thanh không thích ôn nhu. Cô thích được chinh phục dữ dội nhất, Địch Đan Thanh dùng cả hai tay lùa trong tóc y, ấn vào ngực mình, như muốn Trương Khác mạnh mẽ, thô bạo hơn nữa, cổ ngửa ra sau tiếng rên rỉ hết sức sung sướng, đón nhận đòn tấn công không kém phần thô bạo của Trương Khác. Qua một lúc lâu, Trương Khác dừng lại, xoay người Địch Đan Thanh để cô quỳ trên giường, Địch Đan Thanh hết sức phối hợp, chống tay lên giường, mông hướng lên cao, đong đưa trước sau phối hợp. Theo cùng động tác Trương Khác mỗi lúc một dồn dập, lửa dục trong người Địch Đan Thanh càng lúc càng dữ dội, mặt đỏ hồng, da thịt cũng ửng hồng quyến rũ. Từng giọt mồ hôi từ làn da mịn màng của cô thấm ra, cánh môi quyến rũ rên xiết như nức nở. Một giọt mồ hôi từ cặp mông no căng của cô chảy ra, cơ thể lắc lư, giọt một hôi chậm chậm dung tinh lăn dọc theo sống lưng mịn như tơ lụa, va vào xương bả vai, đổi phương hướng, chảy xuống dưới, tới ngọn đồi tròn trắng như tuyết, đọng lại chấm đỏ hồng tươi. Lúc giọt mồ hôi sắp rơi, có một bàn tay vượt qua sơn xốp rậm rịt cỏ, dọc theo bình nguyên bóng loáng, bóp lấy đồi tuyết trắng, giọt mồ hôi mới từ trên người Địch Đan Thanh nhỏ xuống. Trương Khác phát hiện ra hậu môn Địch Đan Thanh thít lại mở, mở lại thít, như bông hoa cúc màu hồng chùm vào xòa da, rất đẹp, rất quyến rũ, làm y không kìm được hưng phấn cho ngón tay trổ vào đó máy mó. Á, không muốn nữa, cậu cảm thấy chưa đủ thì tìm hai con bé kia kìa, bọn chúng thèm lâu lắm rồi. Kích thích kỳ lạ, Địch Đan Thanh co giật nước ấm trong động hoa tuân ra ào ào, mắt lim dim, má đỏ hồng, hơi thở phả ra nóng hổi, toàn thân mềm nhũn nằm gục tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có hơi thở yếu ớt cũng bộ ngực khẽ nhấp nhô còn chứng minh cô còn sống, không nhớ đây là hiệp thứ mấy rồi, suốt từ bãi cỏ ngoài nhà vào đây, bọn họ quấn lấy nhau ân ái say sưa như không biết tới ngày mai. Chương 1377, phản ứng của các phía. Nhìn thấy Địch Đan Thanh chịu không nổi lên tiếng cầu xin. Mặc dù bản thân chưa đạt được đỉnh cao khoái lạc, Trương Khác vẫn dừng động tác, xuống giường kẽ vỗ lên cặp mông lớn nảy nở của cô,
vòng tay qua vòng eo mềm mại, để đùi cô ấp lấy hông mình, mang theo cơ thể nóng bỏng đó vào phòng tắm. Nước trong bồn tắm sớm đã được xả đầy, hai người chậm chậm chìm vào trong đó, cảm thụ kích thích nóng lạnh giao nhau, Địch Đan Thanh không kìm được phát ra tiếng kêu dài. Ở Hồng Kông chẳng phải có Đường Thanh và Tôn Tĩnh Mông sao, hai con bé đó không thỏa mãn được cậu à, còn tới đây hành hạ tôi. Ngâm mình trong nước, Địch Đan Thanh vẫn lặng lẽ giúp trong lòng Trương Khác, vuốt ve lồng ngực y. Đừng nói em xấu như thế, bỏ chị lại một mình ở chỗ thế này, em chỉ muốn bù đắp thêm cho chị thôi. Trương Khác vuốt ve mái tóc dày bóng mượt của Địch Đan Thanh, nhìn đôi mắt khép hờ mang vẻ thỏa mãn tột độ sau khi ân ái, sự uể oải phát ra phong tình quyến rũ không sao tả xiết. Ánh mắt si dại của Trương Khác làm Địch Đan Thanh hết sức kiêu ngạo, thoải mái duỗi mình cho y ngắm nghĩa thỏa thích, Trương Khác hai mắt căng to, nuốt nước bọt ừng ực nhìn hai bầu vú nửa chìm nửa nổi trong nước, nụ hoa hồng càng thêm ướt át, ngang bướng trồi lên mặt nước, nhìn xuyên qua làn nước trong vắt, thấy rõ đám cỏ thơm lay động, thi thoảng để lộ khe rãnh phấn hồng. Trương Khác nếu còn nhìn được thì không phải làm nam nhân nữa, ôm lấy Địch Đan Thanh, lấp kín miệng cô bằng nụ hôn đầy khao khát, tay nhẹ nhẹ luồn xuống dưới. Tiếp tục một lần cuồng dại nữa, hai người tắm rửa sạch sẽ quay trở lại giường, lúc này Trương Khác sức cùng lực kiệt, chẳng còn muốn nhúc nhích lấy một ngón tay. Ngược lại Địch Đan Thanh càng tinh thần phơi phới, nằm úp trong lòng y, nói chuyện xảy ra ở Perth, cổ chí nghị của Perth đã đem ý tứ của chúng ta truyền về nước, đoán chừng vài ngày nữa sẽ có câu trả lời. Khả năng cao tầng của Trung Giã sẽ sang Perth. Ngoài ra gia tộc Joy rất hứng thú với phương án của chúng ta, nghị sĩ Joy cũng có kế hoạch trở về suối Thánh Đản trong thời gian tới. Chuyện này mai chúng ta nói tiếp, một vài chuyện chẳng thể làm trong một ngày, em càng lo tình hình của Hinh Dư hơn. Trương Khác nhìn khuôn mặt Địch Đan Thanh như tỏa sáng, quyến rũ bội phần, người xưa nói nam nhân mạnh tới đâu cũng phải gục trên bụng nữ nhân, quả thật rất có đạo lý. Cậu lo cho Hinh Dư. Cô ấy ở đây không bị gì ràng buộc, mọi người đối xử với cô ấy rất tốt, sao cậu lại lo? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Địch Đan Thanh, không có chút ghen tuông nào, Trương Khác biết cô thật sự không để ý chuyện Lý Hinh Dư ở đây, cho dù không nói tới tình nghĩa ở kiến nghiệp, tin rằng Lý Hinh Dư hiền lành cũng sẽ được cô và Vệ Lan thực lòng tiếp nhận. Dù sao cô ấy còn có người nhà, lẻ loi một mình ở đây, tách biệt với quê hương, không biết có ngày về không, tạm thời không sao. Lâu dần không ổn, em cảm nhận được tâm trạng của cô ấy. Địch Đan Thanh nghe vậy cũng không hề có chút bất mãn nào, chính vì y luôn luôn biết quan tâm lo lắng, cho nên cô mới không kiềm được mình ngả vào vòng tay của y, không hề hối hận. Lần này cầm hồ cấp quyền kỹ thuật mới nhất của mình còn có ý nghĩa to lớn hơn lần miễn phí chuyển nhượng kỹ thuật của ti. Tiết Minh Lâu cùng Giang Mẫn Chi xem hết thời sự ngày hôm đó, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, nhìn sang thấy sắc mặt Giang Mẫn Chi âm trầm. Cũng hiểu với góc độ của Giang Mẫn Chi càng quan tâm tới chuyện Cát Kiến Đức bị xuất huyết não cuối cùng phải nằm liệt giường. Một quan viên cũng ở cấp tỉnh bộ ngang hàng với mình mà có kết cục như thế, không thể không khiến Giang Mẫn Chi nảy sinh liên tưởng cùng suy nghĩ tới ảnh hưởng xấu của nó. Tiết Minh Lâu biết chủ đề này mẫn cảm nên chỉ giữ im lặng. Thủ đoạn của tên đó lợi hại thật, không ngờ kéo đổ được một quan viên cấp tỉnh như thế. Trái với sự cẩn thận của Tiết Minh Lâu, Giang Mi chẳng hề cố kỵ gì nói. Tiết Minh Lâu thời gian gần đây luôn thu thập tư liệu liên quan tới Cẩm Hồ, hắn biết khá rõ chuyện ân oán giữa Cát Kiến Đức và Cẩm Hồ, nghe Giang Mi nói bừa thiếu suy nghĩ, nhíu mày lại, lòng hơi bực mình, len lén nhìn Giang Mẫn Chi, thấy khóe miệng ông ta dần giật, tựa hồ bị lời của Giang Mi kích động. Chị Giang Mi, cái tên đó là ai? Tào Hổ chỉ nghe người xung quanh hay nói tới, tên đó, hình như là nhân vật rất khiến người ta kiêng kỵ, rốt cuộc tới giờ vẫn không rõ đó là ai. Em quan tâm làm gì? Giang Mi cũng không muốn bàn luận về kẻ đó, khẽ gõ đầu Tào Hổ, chuyện của em thế nào? Tán được tiểu mỹ nữ kia chưa? Đừng nói với chị là bị người khác nhanh chân chiếm mất rồi. Sao có thể thế được? Chị quá thiếu lòng tin vào em rồi, chỉ có điều cảm thấy cô bé đó thanh thuần lay động lòng người, không ngờ tới bất chuyện vài lần đều bị cô ta lơ đi, khiến em càng thấy thú vị, không muốn mạnh tay thôi. Tào Hổ mặc đầy hưởng thụ, tựa hồ có cảm giác mèo vờn chuột. Không phải là không tán được người ta nên kiếm cớ chứ, bị hộ hoa sứ giả của người ta chặn lại rồi hả? Giang Mi hất luôn một chậu nước lạnh. Em mà không tán được à? Thằng ngốc kia chẳng phải là bạn trai gì của cô ta, chẳng qua là tên hàng xóm lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng lắm là yêu đơn phương thôi. Nghe nói mẹ hắn là phó thị trưởng Tân Vu, Tào Hổ vẻ mặt khinh bỉ, rồi chuyện sang kiêu ngạo, nếu chẳng phải lão gia tử muốn kiểm tra thành tích cuối kỳ, em phải ôn tập thì đã xong việc rồi.
nhất định qua Tết em sẽ có cô bé đó trong tay. Chị Giang Mi, chị với em không, nếu em không tán đổ cô bé đó, chị bảo em làm gì, em làm cái đó. Thành phố Tân Vu, cha người đó đang làm thị trưởng ở đó, Tiết Minh Lâu giật mình, nhìn sang Giang Mẫn Chi, thấy ông ta tự hồ suy nghĩ gì đó, không có phản ứng, Tiết Minh Lâu áp lo lắng trong lòng xuống, không muốn nhiều lời. Mặc dù tới giờ Tiết Minh Lâu vẫn không biết rằng vì sao Giang Mi lại nhiệt tình với chuyện Tào Hổ theo đuổi cô bé chỉ có duyên gặp mặt một lần đó, nhưng cực kỳ phản cảm cô ta và Tào Hổ đem cô gái ngây thơ ra làm đối tượng đánh cược, không muốn nghe tiếp nữa, đứng dậy cáo từ, bác Giang, thời gian không còn sớm nữa, bác nên nghỉ ngơi đi ạ. Bác Giang, cháu cùng về trường đây, làm phiền anh Tiết cho đi nhờ một đoạn. Tào Hổ thấy vậy cũng đứng lên theo, miệng tuy nói khách khí, nhưng vẻ mặt thì đó như là chuyện hết sức hiển nhiên. Trong mắt hắn, Tiết Minh Lâu chẳng qua bám váy Giang Mi mới có địa vị hôm nay. Lúc Lý Tại Thù đang ở kiến nghiệp cùng Kim Nam Dũng thương lượng đối sách xong, bật tivi lên xem tin tức, đúng lúc đưa tin Ái Đạt thông qua Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật tăng cường giao lưu hợp tác kỹ thuật, thậm chí sẽ thông qua Hiệp hội tiến hành cấp quyền kỹ thuật. Rốt cuộc y muốn làm cái gì? Y điên rồi sao? Xem hết thời sự, Lý Tại Thù đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ mãi, cuối cùng nhấc điện thoại lên, hội trưởng. Mặc dù Cát Kiến Đức có kết cục này cũng là xứng đáng, nhưng cậu không lo khiến một số người phản cảm à. Sáng sớm thức dậy, nghe tin về Cát Kiến Đức, Địch Đan Thanh không khỏi lo lắng. Người có suy nghĩ thỏ chết cáo thương cũng khó tránh khỏi, chẳng lẽ em đi nói với người ta rằng thực ra ông ta ngã bệnh là không liên quan tới em à. Sớm biết ông ta yếu đuối như thế thì em đã chẳng tung ra hai bài viết đó rồi. Trương Khắc mặt rất vô tội và hối hận. Người biết nội tình còn đỡ. Cho dù có bất mãn cũng sẽ không cố ý nhắm vào Cẩm Hồ, chỉ lo những người không rõ chân tướng sẽ làm lớn chuyện, nhận định Cẩm Hồ làm thế là vì lật đổ Cát Kiến Đức. Địch Đan Thanh vẫn còn có chút lo lắng, thấy Trương Khác vẫn cười thiếu nghiêm túc, cũng bật cười, cậu vẫn không thay đổi được cái thói quen đó, trước kia vì chuyện Tân Vu cũng làm ầm lên, rồi lần này cũng thế. Còn chưa nói hết, di động trên bàn nhá đèn rung lên, Địch Đan Thanh đi tới nhận điện thoại nói vài câu, cúp máy bảo Trương Khác. Trung Dã còn nóng vội hơn trong tưởng tượng, Lưu Trường Chỉ người đứng đầu Trung Dã đích thân tới, sáng lên máy bay, an bài tiệc vào tối nay. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, trước khi hội đàm phải cho người ta chút thời gian khảo sát thực địa. Buổi tối bảo Lương Quân đi cùng. Chương 1378, nhân vật lớn tới. Lương Quân là do Trương Chi Phi phái tới Perth để phụ trách xây dựng hải đảo, đồng thời vì Hoành Viễn tham gia xây dựng chuối sản nghiệp quặng sắt của Cẩm Hồ. Mặc dù đường sắt, đường bộ, hải cảng chủ yếu là do xí nghiệp lớn có kinh nghiệm trong nước như xây dựng Trung Quốc đảm nhận, nhưng từ suối Thánh Đản tới bến tàu Hadalan vẫn có khá nhiều kiến trúc hỗ trợ đủ cho Hoành Viễn bận rộn ở Tây Úc. Trang thiết bị và kiến trúc chủ thể trên ba hòn đảo sẽ kết thúc vào cuối tháng, chỉnh thể sẽ xong vào chừng tháng 5 tháng 6, đại khái là trước lễ tốt nghiệp của cậu. Bữa cơm hôm qua chỉ nói chuyện gia đình, hôm nay Lương Quân mới cáo cáo công tác với Trương Khác. Thời gian thế là ổn. Tháng 6 có lẽ đợt quặng sắt đầu tiên sẽ được khai thác, chỉ là tới khi ấy còn phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nếu thời gian mà trùng vào nhau thì đau đầu. Nhìn thấy Trương Khác ôm đầu tựa hồ đau khổ không biết phải lựa chọn thế nào, Lương Quân không khỏi buồn cười, chỉ có đứa em họ này của hắn mới phải đau đầu so sánh chuyện thi tốt nghiệp với đại sự hàng đầu như mỏ quặng suối Thánh Đản thuận lợi đi vào sản xuất. Bữa tiệc tối được tổ chức ở trong quán ăn tại lãnh sự quán Trung Quốc. Nhìn thấy trong đám đông đón tiếp ngoài cổng lãnh sự quán có Tổng lãnh sự Trương Thụ Hòa, tham tán kinh tế Hoàng Minh Sinh, Tổng giám đốc chi nhánh Trung Dã tại Perth là Cố Chí Nghị xúng quanh một người trung niên cao gầy, biết ngay đó là người đứng đầu Trung Dã, Tổng giám đốc kiêm bí thư đảng Lưu Trường Trì. Nghe người khác kể mà không sao hình dung được phong thái của Khác thiếu gia, hôm nay được gặp mới hiểu một số thứ đúng là không thể dùng lời diễn tả. Lưu Trường Trì nhìn thấy Trương Khác, liền chủ động xuống thềm nghênh đón. Trương Khác đi nhanh tới vài bước, đưa tay ra bắt tay Lưu Trường Trì, để giám đốc Lưu phải vất vả tới Perth, thực sự khiến tôi hết sức áy náy. Nên mà, hơn nữa mùa này ở Perth, không thể nói là vất vả được, ha ha ha. Từ tiếng cười của Lưu Trường Trì lộ ra tính cách hào sảng của người phương Bắc. Thức ăn toàn là sơn hào hải vị, rượu cũng toàn vang lâu năm, nhưng bất kể chủ hay khách đều không đặt tâm tư vào đó. Sau một lượt chúc rượu, mọi người nói vài câu chuyện xã giao. Coi như kết thúc bữa tiệc tẩy trần cho Lưu Trường Trì. Sau bữa tiệc chỉ có vài người đi vào một gian phòng nhỏ, bắt đầu đàm phán việc hợp tác hai bên. Buổi chiều tôi đã tới khu mỏ quặng ở suối Thánh Đản rồi,
so với tưởng tượng trước kia còn tốt hơn nhiều, khi ở Bắc Kinh nghe tin tức, đúng là chỉ thấy rất bất ngờ về quyết định của Cẩm Hồ. Lưu Trường Chỉ nhìn Cố Chí Nghị, trong ánh mắt mang theo sự tán thưởng và khẳng định. Vội vàng đem cổ phần chuyển nhượng đi, kỳ thực tôi còn cảm thấy sợ người ta hiểu lầm. Trương Khắc mặt làm ra vẻ buồn khổ vì không được người khác hiểu. Cẩm Hồ, không không, khí độ của Khắc thiếu gia không thể lấy tư duy người thường ra lý giải, giống như sự việc Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật di động lần này, người ngoài chỉ nhìn thấy một quan viên cấp tỉnh bộ ngã bệnh mà không nhìn thấy sự kiện này có ảnh hưởng thế nào với toàn bộ sản nghiệp di động sản xuất trong nước. Lưu Trường Chỉ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Trương Khắc đắc ý đưa mắt Địch Đan Thanh ngồi bên, bị cô đáp lại bằng một cái lườm, tựa hồ hiểu ý tứ y muốn nói. Chị xem, trước mắt chẳng phải có một người sáng suốt sao? Trước mặt giám đốc Lưu, Cẩm Hồ chẳng nói dối được, Cẩm Hồ được lãnh sự quán và trung giã hỗ trợ, phát triển ở Tây Úc hơn một năm, nhưng so với Rio Tinto và PSB Billiton chưa là cái gì. Cẩm Hồ cần xí nghiệp có thực lực như trung giã trợ giúp, chút ý đồ trẻ con này của tôi tin rằng sớm bị tuệ nhãn của giám đốc Lưu nhìn ra. Chuẩn bị hợp tác lâu dài, Trương Khắc không che giấu thế yếu của Cẩm Hồ. Có thể nhìn ra chỗ yếu của mình không khó, nhưng có khí phách thừa nhận, từ bỏ lợi ích lớn, có tầm nhìn như thế, chỉ có thể là Khắc thiếu gia. Trương Khắc nghe mà sởn gai ốc, đó là nguyên nhân y không thích tiếp xúc nhiều với các quan viên, có điều nghe Lưu Trường Chỉ nói thế, biết sau khi ông ta khảo sát tình hình mỏ quặng và con số liên quan, nghi ngờ lớn nhất của trung giã đã bị loại bỏ. Mặc dù hiện giờ quặng sắt đang tăng giá, nhưng không ai dự đoán được cuối cùng nó sẽ tăng tới mức giá nào. Lần chuyển nhượng cổ phần lần này phải cân nhắc kỹ hơn, tới giờ chúng ta đã đầu tư gần 1 tỷ, 40% cổ phần không thể tính với giá 400 triệu chứ. Trên đường về, Địch Đan Thanh cố ý lên chiếc xe khác, Lương Quân ngồi cùng xe với Trương Khắc. Em mà làm như thế thì thành nhà từ thiện rồi, 20% cổ phần định chuyển nhượng cho trung giã sẽ có giá 500 triệu đô la Mỹ, 10% cho thương nhân người Hoa Đông Nam Á và 10% có thế lực Tây Úc cũng sẽ có giá tương tự. Sau này theo nhu cầu tăng vốn đầu tư. Trương Khắc tính toán trong chừng một năm, tăng giá chỉ tới trên 50% cũng là cuộc mua bán không tệ, không chỉ giải quyết được nhu cầu vốn cho cơ sở sản xuất LCD mà quan trọng hơn là có thêm được một đồng minh. Có thể mời người thân của Trương Thụ Hòa, Hoàng Minh Sinh tới khu mỏ giúp đỡ. Khi xuống xe, Trương Khắc lại bảo. Sau khi Lưu Trường Chỉ đi rồi, Trương Khắc nhận được lời mời của gia tộc Roy tới tiểu trấn Suối Thánh Khê nghỉ ngơi. Nhân vật trùng hương gia tộc, nghị sĩ Roy cũng về quê. Xem ra ngày mai hoạt động giao lưu sẽ rất kịch liệt, tối nay phải nghỉ ngơi cho đầy đủ mới được. Nhìn thấy người làm của gia tộc Roy đặc biệt đưa trang phục tới, Trương Khắc cười xấu với Địch Đan Thanh. Á, trời vừa mới tối đã lại muốn làm gì đấy, vừa nói phải nghỉ ngơi đầy đủ mà. Thấy Trương Khắc xoay người đóng cửa vào, Địch Đan Thanh như con dê tội nghiệp lạc lối. Muốn nghỉ ngơi đầy đủ thì phải ngủ sớm chứ làm gì. Ngủ sớm dậy sớm mới khỏe được. Trương Khắc ôm lấy vòng eo đẫy đà mềm mại của Địch Đan Thanh, kéo vào lòng, khẽ liếm vành tai non mềm của cô. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Khắc và Địch Đan Thanh thay y phục mới từ đầu tới chân, nhìn thấy người làm đã đợi sẵn, dắt hai con ngựa cao lớn được đeo yên thắng cương đầy đủ đứng ở viện. Trương Khắc điều chỉnh mũ cưỡi ngựa màu trắng, nhìn trang phục cưỡi ngựa theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế trên người, áo trắng, quần bó đen cùng với giày ống cao, với roi ngựa đúng chuẩn mực. Cũng ngoài phong ra phết. Bây giờ mặc chuyên nghiệp thế này, nếu tí nữa cưỡi ngựa không ra sao thì bẽ mặt, thật ra em thích cưỡi một loại ngựa khác hơn. Trương Khắc quay đầu lại nhìn Địch Đan Thanh, trang phục cưỡi ngựa nữ làm cô vốn lộng lẫy quyến rũ càng thêm vài phần hào khí, nổi bật đường cong lả lướt đáng kiêu ngạo của cô. Địch Đan Thanh mặc kệ Trương Khắc nói năng bậy bạ, đi tới nhận lấy dây cương trong tay người làm, châm trái dẫm lên bàn đạp, chân phải đạp mạnh một cái, người nhẹ nhàng như chim én. Ngồi vững vàng trên yên ngựa, toàn bộ một loạt động tác khéo léo gọn gàng, con ngựa gần như không hề nhúc nhích. Trương Khắc có nghe Địch Đan Thanh kể sau khi cô tới Tây Úc mới thi thoảng cưỡi ngựa, giờ nhìn thấy cô lên ngựa dễ dàng như thế, lòng yên tâm hẳn, nhận lấy cương của con ngựa đen, chuẩn bị bắt chước cô lên ngựa. Ai ngờ tay vừa dùng lực bám vào yên ngựa, chân phải mới đạp đất, con ngựa đen lắc người, chân phải Trương Khắc không vượt qua lưng ngựa được, chỉ có cái mông lên yên. Hai chân còn ở một phía, chân trái kẹt vào bàn đạp, chân phải lắc lư. Nhìn thấy Trương Khắc được hai người làm bên đẩy bên kéo mới khó khăn ngồi được lên ngựa, mũ áo sộc sạch, chán ứa mồ hôi, Địch Đan Thanh cười gập mình lên lưng ngựa, hối hận vừa rồi không mang theo máy quay. Chương 1379, đua ngựa. Biết ngay là loại ngựa này không dễ cưỡi đâu,
con ngựa hôm qua cưỡi mới dễ chịu. Nhìn Địch Đan Thanh cười tới mặt đỏ như hoa đào, Trương Khắc nuốt nước bọt hồi tưởng. Ngồi trên lưng ngựa có người dắt, cảm giác rất vững vàng, giờ Trang Viên đi về phía đông chưa tới 100 mét, đi qua cầu đá, tới một nơi cây bụi rậm rạp, mở ra trước mắt là khoảng đất rộng rãi bằng phẳng, lấy gỗ quây thành một đường chạy hình tròn, trên đường chạy có mấy người đang khởi động, có thể đoán ra đây là trường đua ngựa đơn giản. Nghị sĩ Roi trước đó có duyên gặp mặt một lần cùng một nam nhân da trắng béo tốt mặc trang phục cưỡi ngựa ngồi trên ngựa của mình nhìn tuyển thủ ở dưới. Đây là ngài Wister ủy viên chấp hành Tây Úc, trước đó tôi kể cho ông ấy nghe chuyện về ngài Trương, ngài ấy rất hứng thú, biết hôm nay ngài Trương tới suối Thánh Đản làm khách, đặc biệt từ Zeraton tới đây. Nhìn thấy Trương Khác và Địch Đan Thanh cưỡi ngựa đi tới, Roi giới thiệu người da trắng kia. Zeraton cách bớt 400 km về phía bắc, cách suối Thánh Đản không xa. Người khách bẩn ngờ này lại là ủy viên chấp hành, Trương Khác mừng lắm, biết đây mới là nhân vật lớn thực sự ở Tây Úc. Địa vị của Tây Úc ở Australia khá đặc biệt, căn cứ vào Hiến pháp Australia, Tây Úc trừ một phần lập pháp và tư pháp nằm trong tay liên bang thì có đại bộ phận quyền lực lập pháp và tư pháp, quyền hành chính độc lập, hơn nữa được quyền hành chính quyết định bởi ủy viên chấp hành, cùng Thủ tướng Tây Úc và nội các. Wister chính là ủy viên chấp hành lâu năm, người ủng hộ kiên định của Thủ tướng Tây Úc. Wister là đồng minh của gia tộc Roi tại Tây Úc, lần này ông ta tới hẳn đại biểu cho một thế lực chính trị ở Tây Úc, tất nhiên Trương Khác biết chẳng phải nhân phẩm của mình được hoan nghênh, mà là các đa phần các loại thế lực sở hữu mỏ quặng vừa và nhỏ ở Tây Úc và một phần quan viên Tây Úc đã bất mãn với hiện trạng. Rio Tinto, PSB Billiton và các tập đoàn Nhật hệ thẩm thấu lẫn nhau, thông qua hệ thống vật chuyển và đường sắt, cửa cảng trong tay gián tiếp khống chế sự phát triển tài nguyên khoáng sản Tây Úc, khiến đại đa số xí nghiệp khai khoáng vừa và nhỏ sinh tồn khó khăn. Trước đó không có thể lực thứ ba phá vỡ được sự cân bằng này, cho dù lòng bất mãn, chính phủ Tây Úc cũng bó tay chịu chết, hiện giờ có Cẩm Hồ đầu tư khoản tiền lớn vào, xây dựng một hệ thống sản nghiệp độc lập, tất nhiên thu hút sự chú ý của những người sớm đã bất mãn với hiện trạng kia. Mới đầu sản nghiệp quặng sắt vẫn lờ đờ, tuyệt đại đa số mọi người trong lòng kêu hay, nhưng không đánh giá cao hành động của Cẩm Hồ. Dựa vào hành động mà bọn họ coi là mù quáng này để gây áp lực với Rio Tinto, PSB Billiton và tập đoàn Nhật, để họ phải nới lỏng khống chế hệ thống vận chuyển, để bọn họ sống dễ chịu hơn, cho nên bọn họ không chủ động tiếp xúc với Cẩm Hồ. Nhưng tình thế đột nhiên thay đổi, chỉ nửa năm sau thôi, bọn họ nhìn thấy hy vọng ấm lên của giá thị quặng sắt, phá vỡ thế độc quyền trước kia, một vài nhân vật có tầm nhìn ở Tây Úc chuẩn bị ra mặt tiếp xúc với Cẩm Hồ. Trương Khác nhìn khuôn mặt trắng trẻo béo mập của Wister, cố nhịn chạy tới ôm ông ta hôn chụt một cái hô to, chú thỏ béo trắng, anh đợi chú lâu lắm rồi đấy. Mùa đua ngựa thực sự Australia mỗi năm tổ chức vào tháng 10, lúc đó mới là đầu mùa hè, đa phần ánh mặt trời chan hòa, nhiệt độ trên 20 độ, hết sức phù hợp với các loại vận động ngoài trời. Trương Khác mặc dù không rõ lắm, nhưng hiện là tháng 1 nhiệt độ cao, trời khô nóng, không thích hợp để đua ngựa, cuộc đua ngựa nhỏ tổ chức vào sáng sớm này. Hẳn là tổ chức riêng cho y. Đua ngựa là truyền thống của Australia chúng tôi, mỗi năm tới tháng 10 là mùa đua ngựa, khắp nơi tổ chức đua ngựa, cũng tiến hành cá cược, ngài Trương Khác nếu có hứng thú thì có thể cùng đặt cược, cao nhất là $100. Sau khi Roi giới thiệu hai bên, Wister đột nhiên chỉ vào các tuyển thủ chuẩn bị tham gia cuộc đua nói, đôi mắt vốn đã nhỏ bị thịt trên mặt chèn ép thành khe hẹp, rõ ràng đang quan sát phản ứng của Trương Khác. Không ngờ thỏ béo lại chơi chiêu này. Có điều Trương Khác cũng hiểu, Wister đại biểu toàn bộ thế lực đương địa Tây Úc, khác với Trung Giã và Cẩm Hồ có cơ sở đồng minh trời sinh, dù có gia tộc Roi đứng ra giới thiệu và tiến cử, nhưng Cẩm Hồ mới chỉ bố cục ở Tây Úc hơn một năm, muốn thế lực Tây Úc quyết tâm ủng hộ không phải là chuyện nhỏ, dù sao Rio Tinto và PSB Billiton đã cắm rễ ở Tây Úc mấy chục năm, có vốn liếng chính trị khá lớn, trước khi có được nhiều tư liệu hơn, bất kỳ một chính khách chín chắn nào cũng không dễ dàng tỏ thái độ. Ngược lại nếu Wister dễ dàng biểu thị ủng hộ Cẩm Hồ, Trương Khác lại còn phải suy nghĩ đại biểu của thế lực có trình độ này, liệu có đủ tiêu chuẩn hợp tác với Cẩm Hồ hay không? Cuộc đua ngựa trông có vẻ bình thường này là ván cờ giữa Cẩm Hồ và thế lực bản địa Tây Úc. Con người tôi thích đặt cửa dưới, như thế một khi thu được toàn thắng, sẽ có được báo đáp lớn. Cẩm Hồ lúc này trong mắt một số người cũng là con ngựa ở cửa dưới, Wister hiểu ý của Trương Khác. Nhìn kỹ 6 con ngựa và tuyển thủ. Cuối cùng Trương Khác chỉ con số 6, tôi cược $100 cho con số 6. Địch Đan Thanh thấy trong 6 con ngựa thì con số 6 màu đỏ là con có thể hình nhỏ nhất.
Ngài Trương sợ rằng không có kinh nghiệm cá cược đua ngựa rồi, con số 6 này ít tuổi nhất, mới chỉ 3 tuổi rưỡi, tôi nghĩ nên giới thiệu đặc điểm và chiến tích các con ngựa trước, để Ngài Trương lựa chọn sẽ thỏa đáng hơn. Nghị sĩ Joy lo Trương Khác lựa chọn bừa bãi sẽ để lại ấn tượng không tốt với Wister, liền vội lên tiếng. Một khi cuối sản nghiệp quặng sắt của Cẩm Hồ ở Tây Úc phát triển lớn mạnh, bất kể là xây dựng nhà xưởng lớn ở suối Thánh Khê, hay xây cảng nước sâu ở Hadaland, đều đem lại lợi ích lớn cho gia tộc Joy, cho nên trong mấy người ở đây hôm nay, nghị sĩ Joy là người muốn tác thành cuộc họp tác lần này nhất. Sớm nghe Ngài Trương có ánh mắt vô cùng độc đáo, nếu Ngài Trương có đủ lý do, vậy tôi cũng đặt 100 vào con số 6. Hiển nhiên Wister chẳng bận tâm tới thông tin về con ngựa số 6, mà quan tâm tới việc vì sao Trương Khác căn bản không hiểu ngựa đua, không biết hành trình cuộc đua ngắn dài, đã lựa chọn con ngựa số 6. Nếu lát nữa chỉ đua 400-500 mét thì tôi nhận thua luôn, có điều tôi thấy cuộc đua này hẳn là cuộc đua đường trường gian khổ. Con ngựa số 6 tuy gầy nhỏ, nhưng tôi cũng chú ý thấy tuyển thủ trên người nó cũng nhỏ nhắn, khi đua gánh nặng sẽ ít nhất. Những con ngựa khác tuy lớn hơn, nhưng các tuyển thủ cũng cao lớn, ưu thế thể hình của nó cũng bị triệt tiêu rồi. Địch Đan Thanh hiểu Trương Khác đang ám thị hai doanh nghiệp khai khoáng lớn Úc có dễ sâu tán dày, ưu thế cường đại, nhưng nhìn ở góc độ khác, nó biến thành gánh nặng lịch sử lớn, khiến tạo thành tác phong quan liêu, phản ứng chậm chạp, Cẩm Hồ tuy nhỏ bé, nhưng trên người không có gánh nặng, một khi có chiến tranh là có thể nhẹ nhàng ra trận, nhìn từ góc độ này, Cẩm Hồ chẳng phải ở thế yếu. Trong quá trình thi đấu trường kỳ, con ngựa ít tuổi nhất này còn có không gian tiến bộ lớn, cho dù giai đoạn đầu cuộc đua có nhất thời tụt lại, bằng vào sự trưởng thành của nó, hoàn toàn có thể vượt đối thủ của nó trong giai đoạn sau này. Còn những con ngựa khác, chỉ e càng đua lâu, sẽ càng xuống sức. Chương 1380, người Guli. Liên tưởng tới hai cự đầu quặng sắt kia vì bảo vệ lợi ích của mình, ra sức áp chế các xí nghiệp khác phát triển, khiến tài nguyên của Tây Úc không thể khai thác được trọn vẹn, làm kinh tế Tây Úc thời gian dài không có khởi sắc. Wister thầm thở dài, Rio Tinto và PSB Billiton nhìn thì mạnh mẽ, nhưng những năm qua không chịu thay đổi, ngược lại Cẩm Hồ tới Tây Úc hơn một năm đã khiến suối Thánh Đản và Hadaland bừng bừng sinh cơ. Đương nhiên cũng phải xét tới trong cuộc đua có khả năng phát sinh bất kỳ sự cố nào, con ngựa số 6 có khả năng bị chèn ép, xô ngã, hay bị roi ngựa người khác quất phải, cho nên cần trọng tài duy trì trật tự. Trương Khác quay sang roi, cuộc đua này tiến hành ở suối Thành Đản, tin rằng nghị sĩ roi đã có chuẩn bị tốt đảm bảo công bằng. Đương nhiên, tôi vô cùng vinh hạnh chủ trì công tác này, sẽ tận lực đảm bảo công bằng cho cuộc đua. Nghị sĩ roi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển gia tộc tốt như thế, trả lời dứt khoát và kiên định. Chỉ là kiến giải nông cạn thôi, tin rằng ngài Wister sẽ còn có nhãn quang chuẩn xác hơn. Trương Khắc Phụng về kẹp bùng ngựa chuyển hướng, nhìn Wister. Quan điểm của ngài Trương rất đặc sắc, vậy chúng ta xem kết cục có như ngài Trương phán đoán không? Wister gian xảo không nói ra suy nghĩ của mình, ra hiệu cuộc đua có thể bắt đầu. Một tiếng còi vang lên. Sau con ngựa gần như tung vó cùng một lúc, như dự đoán của Trương Khác trước đó, ở 1.000 mét đầu tiên, con ngựa số 6 tụt lại cuối cùng, nhưng tuyển thủ kỹ thuật hiển nhiên cao hơn một bậc, khoảng cách duy trì không xa. Đợi tiến vào 1.000 mét cuối, con ngựa số 6 đột nhiên tăng tốc, trong hai khúc cua tận dụng ưu thế thể hình nhỏ nhắn, liên tục vượt qua 4 con ngựa, theo sát con số 1 to khỏe nhất, ở khúc cua cuối cùng vượt qua ngựa số 1, dẫn trước nửa thân. Con ngựa số 1 dốc sức đuổi theo. Nhưng tốc độ đã tới cực hạn, trong 50 mét cuối cùng, chẳng những không rút ngắn được khoảng cách mà còn tụt lại sau con ngựa số 6 một thân ngựa. Xem ra lựa chọn vừa rồi của ngài Trương là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhìn cuộc thi kết thúc, Wister chúc mừng Trương Khác. Sao cậu có thể đoán được con số 6 nhất định sẽ thắng? Ban đêm, Địch Đan Thanh trần truống nằm trong lòng Trương Khác, vẫn thắc mắc về kết quả cuộc đua hôm nay. Em chỉ đoán bừa thôi. Trương Khác vuốt ve tấm lưng trơn mịn như tơ lụa thượng hạng của cô, hồi tưởng dư âm vừa rồi, thấy Địch Đan Thanh không vừa lòng với câu trả lời, định chờ người ngồi lên người mình, cười ấn vai cô, chỉ có chú ý không, khi khởi động năm người kia đứng nói chuyện với nhau, có thể thấy bọn họ khá thân thiết, hẳn đều là người đương địa, chỉ có tuyển thủ số 6 đứng một mình làm nóng. Dừng một lúc Trương Khác lại nói thêm, hôm qua chị ngủ rồi, em ra cửa sổ hút thuốc, nhìn thấy con ngựa đỏ số 6 được đưa riêng tới. Nếu như thế còn không nhìn ra, thì có lỗi với an bài của người ta rồi, cuộc đua này thực ra chỉ là vở kịch thể hiện câu trả lời có sẵn của Wister, chẳng qua họ muốn xem chúng ta quyết tâm tới đâu, bản thân chúng ta không biết thế mạnh của mình, không tự tin, họ sao ủng hộ chúng ta được.
Wister không ở lại suối Thánh Đản lâu, trưa hôm sau cùng ăn cơm với Trương Khác và Địch Đan Thanh xong liền vội vàng cáo từ rời đi. Buổi chiều trời đang trong xanh đột nhiên đổ xuống trận mưa lớn, sau cơn mưa, không khí trở nên ướt át mát lạnh, nghị sĩ Roy mời riêng Trương Khác đi cưỡi ngựa. Wister và bạn ông ấy muốn hạ quyết tâm không phải là chuyện dễ, hy vọng ngài Trương không để ý tới cách làm của ông ấy. Nghị sĩ Roy là chủ nhà cũng là người trung gian, thế nào cũng không muốn trong lòng Trương Khác có vướng mặc gì, cho nên hai người thong thả cưỡi ngựa rời tiểu trấn không lâu, liền lên tiếng xin lỗi thay cho Wister. Trước khi thế cục chưa rõ ràng, thần ở vị trí cao phải đưa ra quyết định lớn ảnh hưởng sâu xa là điều khó khăn, nhưng tôi tin ngài Wister và những người bạn của ngài ấy có đủ dũng khí và trí tuệ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Trương Khắc căn bản không để chuyện này trong lòng, hiện y đang cố gắng học cưỡi ngựa sao cho vững vàng một chút, không tới mức mất mặt. Sự phát triển của Cẩm Hồ sẽ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghiệp từ suối Thánh Đản tới Hendalan, ở suối Thánh Đản trừ đặt làm khu vực gia công hạch tâm, còn tiến một bước khuếch đại ảnh hưởng xung quanh, xây dựng khu dân cư, trung tâm thương nghiệp, giải trí, bệnh viện suối Thành Đản, cung cấp chất lượng sinh hoạt cao cho công nhân viên. Trương Khác nói ra hướng phát triển của mình, để công nhân có cuộc sống có chất lượng, có tôn nghiêm là tinh thần nhất quán của Cẩm Hồ. Hy vọng ngài Roy cùng gia tộc tới lúc đó hỗ trợ Cẩm Hồ nhiều hơn, cũng hy vọng được ngài giới thiệu nhân tài kiệt xuất của gia tộc, cùng Cẩm Hồ ra sức vì sự phát triển của Tây Úc. Một kiến nghị hấp dẫn như thế tất nhiên nghị sĩ Roy đồng ý ngay. Tiếp đó hai bọn họ giống chú khách bình thường, cưỡi ngựa dạo chơi, nghị sĩ Roy dạy Trương Khác kỹ xảo cưỡi ngựa, còn giới thiệu các loại động thực vật dọc đường đi cho y, không thua kém hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Ý, những người kia là ai? Thổ dân Australia sao? Trương Khác nhìn thấy đằng xa có một đám người từ trong bụi cỏ đi ra, ăn mặc kỳ dị, da đen đúa, đầu cắm lông chim. Mặt và người để trần đều bôi những thứ màu sắc bắt mắt, hông quấn da thú, hai chân thô khỏe đi đất, tay cầm trường mâu và thứ vũ khí như loan đao, toàn thân từ trên xuống dưới mang đầy dã tính thô sơ nguyên thủy. Đó là người Guli, mấy bọn họ hẳn là người của bộ lạc gần đây, bộ lạc này vẫn giữ truyền thống thị tộc nguyên thủy, lấy săn bắn các loại động vật làm chủ, cũng đi hái các loại rau quả mọc hoang, sống tự cấp tự túc, ít tiếp xúc với bên ngoài. Nghị sĩ Roy quan sát hoa văn vẽ trên người bọn họ rồi phán đoán, thấy Trương Khác nhấp nhổm trên lưng ngựa, liền trấn an, những người Guli này mặc dù trông tướng mạo hung ác quái dị, nhưng rất thân thiện, chỉ cần không chủ động có hành vi ác ý, bọn họ sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Nói thì nói thế, nhưng đang ở thế giới văn minh lọt vào đám đông nguyên thủy, bất kỳ ai cũng giận người, Trương Khác khẩn trương ngồi im trên ngựa không dám nhúc nhích, mắt cẩn thận theo dõi đầu mũi giáo nhọn hoắt ánh lên dưới mặt trời. Năm sau người Guli này được một người tráng niên vạm vỡ cầm đầu, có vẻ là thủ lĩnh vì Trương Khác thấy trên đầu hắn có nhiều lông chim đủ màu hơn các người khác. Bọn họ nhìn nghị sĩ Roy một lúc rồi đem sự chú ý đổ dồn lên người Trương Khác, khả năng là thấy người da trắng nhiều rồi, nên người Guli tỏ ra hứng thú với người da vàng hơn. Bị một đám người nguyên thủy nhìn chăm chăm, Trương Khác có dũng cảm tới đâu cũng run run, huống hồ y chẳng phải dũng cảm lắm, tay nắm chặt lấy dây cương run run. Làm chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng loáng qua mặt thủ lĩnh cười Guli. Thăng đô la phần trăm mũ, thủ lĩnh giật mình phát ra tiếng kêu cổ quái, hô lớn với tộc nhân vài câu, sau đó lấy một vòng xương thú trên tay mình, đưa cho Trương Khác, tay còn lại chỉ vào cái đồng hồ, miệng tuôn ra một tràng thổ ngữ mà Trương Khác không hiểu. Hắn muốn đổi vòng tay lấy cái đồng hồ của ngài Trương, nhưng nếu như ngài từ chối, bọn họ cũng không làm khó đâu. Nghị sĩ Roy giải thích cho Trương Khác. Cái loại đồng hồ bỏ tiền ra là mua được này làm sao so được với đồ thủ công của thiên nhiên. Trương Khác thở phào, may mà y không đeo đồng hồ do Tôn Thượng Nghĩa tặng, cái đồng hồ đó thường ngày đeo thì đường, nhưng ở những buổi tiếp xúc xã giao này thì đúng là không phù hợp. Địch Đan Thanh có chuẩn bị cho y một chiếc đồng hồ đặt làm với số lượng hạn chế giá tới mấy vạn USD, nhưng với Trương Khác thì chẳng khác gì mấy cái đồng hồ nhái mấy chục đồng mà y vẫn đeo cho nên thoải mái cởi đồng hồ đưa cho người thủ lĩnh kia. Thủ lĩnh vạm vỡ kia hết sức phấn chấn nhận lấy cái đồng hồ đắt tiền, ngắm nghĩa một hồi rất vui, nhìn ngó quay người, rồi lấy vòng tay, tự mình đeo lên tay Trương Khác, còn đồng hồ của Trương Khác thì lấy dây thường xuyên qua đeo lủng lẳng phát sáng như đeo mặt dây chuyền. Suy nghĩ và việc làm của ngài Trương đúng là khác người. Nhìn mấy người Guli gieo hò rời đi, nghị sĩ Roy tán dương. Chương 1381, anh đưa em về Hàn Quốc. Cậu đổi đồng hồ với họ chẳng qua là sợ quá không dám từ chối chứ gì. Trên đường về, Địch Đan Thanh nhìn thấy Trương Khác cứ mân mê cái vòng tay làm bằng xương có vẻ thích thú, không khỏi buồn cười.
Cái thứ đồ công nghiệp hóa cho dù có đắt đến mấy cũng là thứ do máy móc sản xuất, từ góc độ độ nào đó mà nói, chỉ có thứ thuần thiên nhiên mới phù hợp với đạo tự nhiên, bất kỳ thứ đồ máy móc công nghệ nào, dù có nói sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường tới đâu, cũng là thứ phá hoại thiên nhiên. Thấy Địch Đan Thanh bĩu môi, Trương Khắc nhe răng cười vỗ má cô, đúng là không bệnh tự dên rồi. Về tới Perth, Địch Đan Thanh vào biệt thự lấy tài liệu, thấy Vệ Lan đứng ở cửa sổ, nhìn Trương Khắc và Lý Hinh Dư đi trên bãi biển. Sao không ra đi dạo cùng họ? Từ xa nhìn thế này không tốt sao? Nhìn thấy Địch Đan Thanh đi tới bên cạnh, Vệ Lan nhoẻn miệng cười, em cũng không muốn đi tới gần cậu ấy, nhìn từ xa thế này cảm giác đủ rồi. Nhà đầu ngốc, chị đúng là không nên giữ em ở lại Perth, năm xưa cũng không nên ủng hộ em thi vào Đỡ Ết Đông Hải, nếu em thi vào trường khác thành phố khác, tránh xa cái tên hại người ấy ra, có lẽ em đã tìm được hạnh phúc trọn vẹn thuộc về mình rồi. Địch Đan Thanh sao chẳng hiểu tâm tư của Vệ Lan, nhìn thấy Trương Khắc đang cẩn thận đỡ Lý Hinh Dư nhảy qua một tảng đá, thầm mắng tên lưu manh khốn kiếp này quá dịu dàng chu đáo, làm mỗi nữ nhân tiếp xúc với y quá gần đều bị lún vào không thoát ra được. Chị Đan Thanh, kiếp này em có thể quên cậu ấy được không? Vệ Lan xoay người lại, mắt long lánh nước. Địch Đan Thanh đi tới ôm lấy vai Vệ Lan, an ủi, tên khốn kiếp đó đúng là hạng ăn thịt người không nhả xương, trước kia suốt ngày ba hoa mồm mép với em, giờ em mở lòng với y làm chính nhân quân tử, cả cái đèn ô tô bị y lừa tới bớt lâu như thế cũng không thấy y làm gì. Em nói xem, trước kia hai bọn chúng bị người ta bắt tận giường, có phải là chúng cũng trách nhầm không? Khi đó em chẳng suy nghĩ gì, ngược lại chị và Tĩnh Mông lại làm đổ mấy bình dâm chua. Nhớ lại hôm đó Trương Khắc và Lý Hinh Dư quần áo sộc sạch trở về, Địch Đan Thanh, Tôn Tĩnh Mông mặt đầy ghen tuông nhưng phải cố sức che giấu, Vệ Lan thiếu chút nữa bật cười, chút thương cảm liền nhạt đi. Địch Đan Thanh và Vệ Lan rất thân nhau, cho nên thường lấy chủ đề riêng tư ra đùa giỡn, con nhà đầu dám nói chị à, thế ai nhìn một cái nhận ra Hinh Dư không mặc đồ lót hả? Mặc dù quan hệ giữa mình và Trương Khắc chẳng cần che giấu gì với Vệ Lan, nhưng bị Vệ Lan lấy chuyện cũ ra trêu, vẫn có chút lúng túng, miệng phản kích, tay cũng chọc nách Vệ Lan, dám lấy nói chị ghen à, chị thấy mồm miệng em mới đang chua lẻ ấy, hay là tối nay chúng ta cho tên khốn kiếp đó uống ít thuốc, để em động phòng hoa chúc luôn. Đừng, em không thèm làm thế. Mặc dù Vệ Lan đã cười tới đứng không vững, Địch Đan Thanh vẫn nghe ra quyết tâm trong đó, con bé này vẫn có kiêu ngạo của mình. Không biết sau này cùng tên nhóc kia phải làm sao. Địch Đan Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Khắc và Lý Hinh Dư đã dần dần đi xa, lo lắng cho Vệ Lan, cho dù không nhìn đèn ô tô này rồi ghen tị thì ở Hong Kong còn có hai cái mầm họa Trần Phi Dung và Hà Huyền. Nếu tên nhóc Trương Khắc với mỗi cô gái đều chọn ngày lành tháng tốt mới ra tay, không biết bao giờ mới tới lượt Vệ Lan, hay mình cứ cho hai đứa nó ít thuốc đẩy vào cùng một phòng cho xong, tiếp đó tên nhóc phong lưu đó thừa thủ đoạn vỗ về Vệ Lan. Tựa hồ cảm giác được có người đang oán trách mình, Trương Khắc quay đầu lại nhìn biệt thự bên hồ, chỉ thấy hai bóng người mơ hồ ở cửa sổ, quay đầu lại nhìn Lý Hinh Dư đi chân đất chạy tung tăng trên bãi biển, từng cơn gió mang đậm hơi mặt của biển thổi tung mái tóc dài đen nhánh của cô, xuyên qua sợi tóc là dung nhan thuần khiết như thiên sứ. Thời tiết nóng bức làm Lý Hinh Dư mặc hết sức mỏng manh, trên người chỉ có chiếc áo ba lỗ sáng màu, lộ ra hai cánh tay sáng bóng và chiếc cổ cao thon thả, thấp thoáng nhìn thấy cả đường nét áo lót đen bên trong. Chiếc áo bó ép khe vú sâu hun hút, làm ánh mắt bất cứ ai cũng bị hút chặt vào đó. Vòng eo thon nhỏ càng làm nổi bật lên đồi ngực lớn tới mức phải dùng từ độ sộ để hình dung, phía dưới mặc quấn sót, lộ hết cặp đùi thon dài, chiếc dép xăng đan được cô cầm trên tay, hai bàn chân trắng trẻo để lại vết chân dài trên bãi cát mềm. Khuôn mặt thiên thần thuần khiết, phối hợp cơ thể ma quỷ nóng bỏng, làm toàn thân Trương Khắc sôi lên. Gần đây phơi nắng thời gian dài. Làn da vốn trắng hơn tuyết của Lý Hinh Dư biến thành làn da rám nắng khỏe khoắn, Trương Khắc đoán ra được nguyên nhân sâu xa hơn trong đó. Mặc dù Địch Đan Thanh và Vệ Lan không kể, nhưng y hiểu Địch Đan Thanh dù sao cũng sẽ cố kỵ thân phận đặc thù của Lý Hinh Dư, những công việc của Cẩm Hồ ở Tây Úc, cô chỉ để Vệ Lan giúp, tuyệt đối không cho Lý Hinh Dư tham dự, cho nên mặc dù ở Perth không có gì ràng buộc, nhưng Lý Hinh Dư lại thành chẳng có việc gì để lại, đa phần thời gian một mình đi trên bãi cát. Trước kia ăn Tết ở nhà, em thường làm gì? Nghĩ tới cảnh Lý Hinh Dư lẻ loi một mình đi trên bãi cát này hết ngày này sang ngày khác, có lẽ còn nhìn về phía Hàn Quốc, nhớ người thân trong nhà, Trương Khắc cảm thấy trong lòng nhói đau, liền nói tới chủ đề hy vọng cô hứng thú. Đêm 30 Tết trẻ con không được ra khỏi nhà chơi, cũng không được đi ngủ, cùng người trong nhà đón mùng 1, sau đó cúng tế tổ tiên, rồi ăn bữa cơm đầu tiên của năm mới.
quả nhiên nói tới Tết ở quê nhà, mặt Lý Hinh Dư hưng phấn không nói lên lời. Món Hàn Quốc thì anh chỉ biết có kim chi thôi, đêm giao thừa có phải chỉ ăn kim chi không? Trương Khác mấy lần tới quán ăn Hàn Quốc, ấn tượng sâu nhất trừ các món nướng là các loại kim chi cải thảo, kim chi củ cải, kim chi su hào. Sao chỉ ăn kim chi được, đêm giao thừa mọi người ngồi quây quần bên nhau ăn cơm ngũ cốc, có tới mười mấy món ăn truyền thống bắt buộc phải có, kim chi là món ăn kìm không tính vào đó. Kiến thức thô thiển về ẩm thực Hàn Quốc của Trương Khác làm Lý Hinh Dư không nhịn được cười, thấy y chẳng hiểu cơm ngũ cốc là gì, lại giải thích, dùng đỗ tương, đỗ lửa, đỗ đen, đỗ đỏ nấu với gạo, gọi là cơm ngũ cốc, khi em còn nhỏ, ông nội còn làm bánh bao. Chỉ là sau khi ông nội mất rồi, trong nhà không làm nữa. Vậy trong dịp Tết ở Hàn Quốc có phong tục tập quán gì thú vị không? Nghe giọng Lý Hinh Dư truyền sang buồn buồn, Trương Khác vội chuyển đề tài. Năm mới vui nhất là đuổi quỷ dạ quang. Nhắc tới đuổi quỷ dạ quang, mặt Lý Hinh Dư tỏ ra hưng phấn vô cùng. Vào buổi tối mùng 1 tháng giêng, quỷ dạ quang sẽ lượn qua từng nhà một, thử đi giày của mọi người. Nếu như nó tìm được cái giày vừa chân sẽ mang đi, người nào mất giày sẽ đen đủi trong cả năm. Cho nên tối hôm đó, mọi người đều cất giày vào trong nhà sớm tắt đèn đi ngủ, vì đề phòng giày bị quỷ dạ quang mang giày đi, còn dựng gậy chống rổ hoặc là sọt ở cửa. Vì quỷ dạ quang có thói quen thấy cái gì cũng đếm, cho nên khi nó đếm hết lỗ ở sàng hoặc rổ thì trời đã sáng, nó không có thời gian thử giày nữa, đành bỏ trốn. Trương Khác gãi đầu, phong tục thì thú vị, nhưng tắt đèn đi ngủ sớm thì có gì vui, Lý Hinh Dư đúng là trẻ con, lại hỏi, rằm nguyên tiêu với người Trung Quốc rất quan trọng vậy ở Hàn Quốc có rằm nguyên tiêu không? Ở Hàn Quốc gọi là yêu nguồn đê bo ưng, còn vui hơn nữa. Lý Hinh Dư mặt bừng sáng. Trong suốt ngày Tết có rất nhiều nghi lễ phải làm, đôi khi thật là mệt, còn yêu nguồn đê bo ưng là ngày mọi người tụ tập với người thân, láng giếng dưới ánh trăng, vui chơi xua đi hết ưu phiền rủi ro năm cũ. Nhìn Lý Hinh Dư hưng phấn như đứa trẻ kể chuyện thú vị về năm mới ở Hàn Quốc, gò má ửng hồng, Trương Khác đi tới trước mặt cô, để mái tóc tung bay phất lên mặt, khẽ ôm lấy khuôn mặt Lý Hinh Dư, dịu dàng nói, Tết năm nay không kịp rồi, để anh đưa em về Hàn Quốc tham gia yêu nguồn đê bo ưng nhé. Chương 1382, băng từ từ tan chảy. Xét thấy chủ tịch, bí thư đảng ủy điện tử Hoa Hạ là Cát Kiến Đức có vấn đề về sức khỏe. Tập đoàn điện tử Hoa Hạ qua nghiên cứu thận trọng, đưa ra quyết định điều chỉnh nhân sự, nguyên phó bộ trưởng Bộ Thông tin Dịch Vân Phi nhậm chức chủ tịch kiêm bí thư tỉnh ủy, nguyên giám đốc Liên Tín Tiêu Thụy Dân đảm nhận chức tổng giám đốc, nguyên giám đốc Liên Tín Tôn Chí Cương, nguyên giám đốc Đông Hưng Lưu Hồng Lôi thăng chức phó tổng giám đốc. Tân Tổng Giám đốc Tiêu Thụy Dân trên buổi lễ nhậm chức tuyên bố tiến hành cải tổ mạnh mẽ nội bộ tập đoàn, chỉnh hợp tối ưu hóa tài nguyên, đồng thời tăng cường đầu tư vào nghiên cứu. Cháu có ý kiến gì về việc này? Xem xong tin tức, Giang Mẫn Chi ngẩng đầu nhìn Tiết Minh Lâu đứng bên cạnh. Từ thành tích của điện tử Hoa Hạ 2 năm qua mà xét, tổ hợp nhân sự thế này là điều mọi người đều mong muốn, có lợi nhất cho sự phát triển của điện tử Hoa Hạ. Từ khuôn mặt Giang Mẫn Chi không nhìn ra chút tính khuynh hướng nào. Tiết Minh Lâu cẩn thận trình bày ý kiến, chỉ là nếu như biến động nhân sự này sớm nằm trong dự liệu của kẻ đó thì thật khó hiểu, chẳng lẽ y không sợ nuôi hổ gây họa? Biến bản thân thành anh hùng dạy hổ, nuôi nhiều hổ hơn nữa cũng không sợ thành họa. Tân Nguyên đã thành đảm bảo lớn nhất cho năng lực sản xuất không đủ của bản thân, Cao Khoa KV và Liên Tín thành khách hàng linh kiện lớn nhất của Cẩm Hồ. Chỉ là điện tử Hoa Hạ sau khi cải cách. Mặc dù Giang Mẫn Chi chưa nói hết câu, nhưng Tiết Minh Lâu vẫn hiểu được ý chưa nói đó. Bất kể Tân Nguyên, Cao Khoa KV hay Liên Tín, trong mắt người ngoài đều là xí nghiệp lớn phát triển nhanh thực lực mạnh, nhưng đem so với Cẩm Hồ thì căn bản không cùng một cấp bậc, nhưng Hoa Hạ sau khi chỉnh đốn sẽ hoàn toàn khác. Có Tiêu Thụy Dân, Tôn Chí Cương và Lưu Hồng Lôi đảm nhận chức vụ cao tầng tập đoàn, sẽ thay đổi cục diện tam cường cát cứ trong nội bộ Hoa Hạ, thêm vào một loạt cải cách, cái hàng không mẫu hạm siêu cấp có tổng tài sản trên 30 tỷ này sẽ ra khơi với tư thế hoàn toàn mới, cùng bối cảnh quốc sĩ. Nó sẽ được đãi ngộ đặc thù, tiến hành so sánh với Cẩm Hồ ở sản nghiệp tương quan không ở thế yếu rõ ràng. Huống hồ Cẩm Hồ còn cấp quyền nghiên cứu kỹ thuật mới của mình cho Hoa Hạ. Giang Mẫn Chi hiển nhiên ý thức được điều này, nhìn từ góc độ ấy, một loạt hành động nhắm vào Cát Kiến Đức của Cẩm Hồ lại giống như mua dây buộc mình, tạo nên một đối thủ cạnh tranh cường đại. Chẳng lẽ suy nghĩ trước kia của mình đã sao, mục đích của y không phải là nhắm vào một ai đó? Chẳng lẽ y có lòng dạ và khí phách lớn như thế? Hay y có mục đích khác? Những lời này chỉ hiện lên trong đầu Giang Mẫn Chi, nhưng ông ta không nói ra miệng. Tiết Minh Lâu thu thập tài liệu về Cẩm Hồ một thời gian dài,
có thể nói hắn là một trong người ngoài hiểu nhất về Cẩm Hồ và Trương Khác, nhưng một vài điều là thư ký thì hắn phải giấu trong lòng, trước khi Giang Mẫn Chi tỏ thái độ, hắn không có lập trường bày tỏ thái độ của mình. Nhìn thấy mặt Giang Mẫn Chi biến đổi liên tục, tựa hồ đang suy đoán dụng tâm của Cẩm Hồ, Tiết Minh Lâu biết một vài quan điểm không phải ngay tức thì có thể thay đổi được, nhất là người có tính cách mạnh mẽ, lại luôn có thành kiến với tư bản dân doanh như Giang Mẫn Chi. Là cấp dưới, Tiết Minh Lâu chỉ thầm hy vọng hai bên có thể hiểu nhau hơn, giống như tỉnh trưởng Lý Viễn Hồ năm xưa, chứ không muốn hai bên phát sinh xung đột, xảy ra cục diện lương bại câu thương, khiến toàn bộ nền kinh tế Đông Hải bị ảnh hưởng. Cái hạng mục cơ sở sản xuất LCD của Cẩm Hồ đề xuất được một thời gian rồi, đã có tin tức mới nhất chưa? Giang Mẫn Chi không muốn nói chuyện trước nữa, thay đổi chủ đề. Cháu có nghe ngóng được từ chỗ tỉnh trưởng Lục, nội bộ Cẩm Hồ hình như còn chưa có quyết định cuối cùng, tài chính khởi động hạng mục cũng đang trong quá trình huy động, có điều lần này Trung Dã và một số tư bản hải ngoại hình như có ý đầu tư vào sản nghiệp quặng sắt của Cẩm Hồ ở Perth, phương diện tài chính khả năng sẽ giải quyết trong thời gian gần. Tiết Minh Lâu biết từ sau khi Cẩm Hồ công bố kế hoạch đầu tư lớn đó, bề ngoài Giang Mẫn Chi không hỏi tới, nhưng hết sức chú ý, thậm chí lấy chuyện này gián tiếp nhắc nhở Đồng Giản Niên tân bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp. Một hạng mục đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhìn khắp toàn quốc đủ khiến cho bất kỳ tỉnh nào cũng thèm chảy nước dãi. Giang Mẫn Chi là tỉnh trưởng, có thể không bận tâm cuối cùng hạng mục này đặt ở Hải Châu, Kiến Nghiệp hay Huệ Sơn, nhưng phải đề phòng hai tỉnh láng giềng Giang Nam, Chiết Đông phân chia miếng thịt béo bở này. Hạng mục này với tỉnh Đông Hải là tối quan trọng, thêm vào hạng mục bột giấy của Cẩm Hồ ở Hải Châu, có thể đảm bảo cho tỉnh Đông Hải năm nay phát triển hơn năm 2000. Giang Mẫn Chi cân nhắc trong lòng, hạ quyết tâm nói, hạng mục này giao cho Phó tỉnh trưởng Lục, cháu ghi lại đi, thêm náo vào nội dung cuộc họp chính phủ lần sau. Nghe thấy quyết định này, Tiết Minh Lâu thầm thở phào, sau khi Lưu Văn Đào lên làm Phó tỉnh trưởng, chính phủ tỉnh điều chỉnh công tác, đem mảng công tác có liên quan tới hợp tác với Cẩm Hồ chuyển giao cho Lưu Văn Đào. Hiện chuyển lại hạng mục này cho Lục Văn Phu phụ trách, hẳn chuyện của điện tử Hoa Hạ khiến cái nhìn của ông ta về Cẩm Hồ thay đổi. Băng giá phải tan từ từ, đây là xu thế tốt rồi, Tiết Minh Lâu lạc quan nghĩ. Sáng hôm sau Lưu Văn Đào tới văn phòng Giang Mẫn Chi báo cáo chuyện Hương Tuyết Hải lên TTCK, Giang Mẫn Chi nghe xong, lại xem báo cáo, nói, Ái Đạt vẫn còn chưa nói lập cơ sở sản xuất LCD ở đâu. Hoàng Khắc Quần đã nói với ông ta Trương Khác ra nước ngoài khoảng 2 tuần mới về. Giang Mẫn Chi biết một trong hai cự đầu của Ái Đạt là Trần Tín Sinh qua năm mới liền tới Thượng Hải, tuy danh nghĩa là mua nhà máy, nhưng ông ta không tin chính phủ Thượng Hải không động lòng với hạng mục lớn như thế. Gần đây Tô Tân Đông không chỉ tới Trùng Khánh mà còn qua Thâm Quyến, làm ông ta cảm thấy không yên tâm chút nào. Giang Mẫn Chi ngẩng đầu nhìn Lưu Văn Đào, chuyện hắn không cẩn thận làm kinh động tới Kim Quốc Hải tất nhiên khiến ông ta bất mãn, có lẽ Cát Kiến Đức vì hành động đó mà gặp phải đòn phản kích dữ dội của Trương Khác. Nhưng phân do hắn làm dây ra ngoài thì Giang Mẫn Chi vẫn phải ra tay dọn dẹp. Nếu không hạng mục đầu tư cả chục tỷ của một xí nghiệp tỉnh Đông Hải cuối cùng phải làm ở tỉnh khác, ông ta sẽ biến thành trò cười, một chút lợi thế thu được từ việc xử lý Hoành Tín Hệ cũng sẽ biến mất. Giang Mẫn Chi nhìn Lưu Văn Đào, cảnh cáo hắn một câu, Trương Khác đã tới TW nói rõ nguồn gốc tài chính, anh đừng tra tiếp nữa, sau này làm việc cẩn thận hơn một chút. Lưu Văn Đào cả kinh. Hắn cũng không ngờ Trương Khác sớm đưa ra phản ứng như thế, suy nghĩ kỹ lại liền phát hiện ra sơ hở ở đâu, nhìn vẻ mặt Giang Mẫn Chi lạnh tanh, càng thêm thấp thỏm, là do tôi công tác không tốt, tôi xin kiểm điểm, vậy sau này quan hệ với phía Cẩm Hồ. Giang Mẫn Chi cười khổ, tổng giá trị sản nghiệp của Cẩm Hồ ở Đông Hải năm qua đạt 100 tỷ tệ, thêm vào các xí nghiệp phụ trợ cho Cẩm Hồ và xí nghiệp được Cẩm Hồ nâng đỡ, có thể nói Cẩm Hồ đã chiếm được 3 phần thiên hạ Đông Hải, bản thân ông ta chỉ chiếm được chút chủ động thôi. Lưu Văn Đào thì làm được gì? Mọi chuyện hãy để như cũ. Lưu Văn Đào lòng trầm xuống, biết như cũ không phải là như mấy tháng trước, mà là như 2 năm ông ta ở Hải Châu, thầm than chẳng bằng ở lại Hải Châu cho xong, danh nghĩa còn là người đứng đầu, công lao của Cẩm Hồ còn chia được ít nhiều, giờ vừa làm chó cho người ta, lại còn mang tiếng xấu. Chương 1383, hoan nghênh tới Seoul. Từ Perth không có chuyến bay trực tiếp tới Seoul, nên phải chuyển máy bay ở Sydney. Khi tới sân bay Sydney ăn sáng, Trương Khác nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân. Bất hiện là thời gian nghỉ mát tốt trong năm, biển xanh cát trắng, lại hoa thơm cỏ lạ nhiều như mây, cậu không làm đảo chủ vui quên đường về, định cư luôn ở đó chứ. Diệp Kiến Bân cười hả trêu. Bất có nhiều hoa thơm cỏ lạ đến đâu cũng sao nhiều bằng hoa cỏ nhà anh Diệp.
Trương Khác gật đầu với Lý Hinh Dư và Phó Tuấn, bảo họ ăn trước, không cần đợi y. Lúc này câu chuyện cười liên quan tới vườn cây nhà họ Diệp đã lan truyền khắp nơi, Diệp Kiến Bân chỉ biết cười khổ, sau này thanh danh của mình gắn liền với vườn cây rồi. Cậu hẳn đã biết biến động nhân sự của Hoa Hạ, chuyến này cậu ép nhảy ra một con hổ rồi đấy. Nghe giọng Diệp Kiến Bân chẳng có vẻ gì là lo lắng, ngược lại còn có chút đùa cợt. Tôi cũng đang đau đầu đây, khi ở Bắc Kinh sớm đã dự liệu được thế nào cũng ép cho một con hổ nhảy ra chỉ không phải chỉ là một bầy sói, chỉ là không ngờ động tác ở bên trên nhảy như thế. Trương Khác vỗ trán, biết biến động nhân sự nhanh như thế đoán chừng Cảnh Trọng Dương ở đằng sau ra sức không ít, cho dù hiện giờ thái độ của ông ta với Cẩm Hồ đã có thay đổi ít nhiều, nhưng nhân vật như ông ta, luôn mong quốc sĩ có biểu hiện xuất sắc hơn, sau này tới kiến nghiệp tôi không dám đi gặp Đinh Hòe nữa, sợ bị ông ấy chửi là đồ phá gia chi tử. Ha ha ha, Diệp Kiến Bân cười lớn, đúng là làm người ta hơi đáng lo, nhưng đi bước này, Cẩm Hồ đã thực sự ngồi lên đỉnh cao của kim tự tháp rồi. Nghĩ mấy tháng sau tuyệt đại đa số mặt sau di động sản xuất trong nước đều có tiêu chí, idea inside, Diệp Kiến Bân không kìm được hưng phấn. Cây to đón gió lớn, thực ra tôi không muốn ngồi lên chiếc ghế này. Trương Khác nhìn đồng hồ trên tường nhà ăn, sắp tới 9 giờ rồi, còn chuyện gì khác không? Tôi sắp lên máy bay rồi. Mấy ngày trước Khâu Diệu tổ chủ tịch Ngân hàng Hoa Liên Singapore tỏ ra có hứng thú với việc Cẩm Hồ đầu tư vào ngân hàng bọn họ, muốn hỏi thời gian tới cậu có thể qua Hong Kong một chuyến gặp ông ấy không? Diệp Kiến Bân tranh thủ hỏi nhanh. Tôi phải tới Hàn Quốc giải quyết một số chuyện, sau đó mới tới Hong Kong được, anh và cha vợ anh bàn chuyện này đi, Cẩm Hồ không cần khống chế cổ phần, chỉ cần 20-30%, đảm bảo chúng ta có sức ảnh hưởng tương đối là được. 9 giờ 30 phút. Chuyến bay từ Sydney sang Seoul cất cánh, sau gần 9 giờ bay, 6 giờ chiều ngày hôm đó, bọn họ tới được sân bay quốc tế Seoul. Lúc này trời đã tới hẳn, trừ trên máy bay đã nhìn thấy ánh đèn lung linh của một trong những thành phố phồn hoa nhất châu Á. Mặc dù trước khi lên máy bay đã chuẩn bị sẵn trang phục mùa đông, nhưng bước ra khỏi máy bay, Trương Khác bị gió lạnh ập tới làm run lên cầm cập, quay đầu lại nhìn Lý Hinh Dư bọc mình trong áo len trắng cao cổ, trông như con búp bê. Nhất thời chưa thích ứng được với khí hậu làm gò má hồng hào, càng khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy dễ chịu. Đừng lo, anh đã liên hệ với nhà em trước rồi, nếu khi đó vẫn bị ném ra khỏi cửa, anh sẽ ngã xuống đất trước làm đệm cho em. Trương Khác khẽ vỗ má Hinh Dư trấn an. Người nhà em không bao giờ vô lễ như vậy đâu. Lý Hinh Dư lườm Trương Khác một cái, nhưng trong lòng hết sức ấm áp, đột nhiên khẽ hô lên, á. Sao lại là anh tại thù tới đón chúng ta? Anh liên hệ với anh ấy trước à? Lý Tại Thù nghe thấy tình hình của điện tử Hoa Hạ, lập tức hiểu ra chuyện có biến hóa là do kết quả của chuyến đi tới Bắc Kinh sau Tết Dương lịch của Trương Khác, bí mật gặp mặt người của Liên Tấn, Liên Tín, nực cười cho Chí Tá Tú Tàng khi đó còn khinh miệt nói đó là sự kết minh của đám tàn binh bại tướng không làm nên trò trống gì. Hắn tuy sớm nhận ra sự việc không phải tầm thường, nhưng không ngờ tên Tổng Giám Đốc vô dụng Cát Kiến Đức lại trực tiếp kéo ngã ngựa, điện tử Hoa Hạ tiến hành chỉnh đốn cải tổ. Lạp có được cấp quyền kỹ thuật mới nhất của Cẩm Hồ. Như thế thị trường di động của Trung Quốc sắp có thay đổi mang tính căn bản, các cự đầu di động Âu Mỹ và Nhật trước đó muốn ỷ vào ưu thế kỹ thuật sau khi nâng cấp mạng đánh bật hết doanh nghiệp di động Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường, giờ đối phó với kẻ địch còn mạnh hơn trước đó. Đối với người có nhãn quang và khí phách, cháu có thể không thích, nhưng tuyệt đối phải tôn trọng, không làm được điều này, cháu mãi mãi không thể trở thành một người tương tự. Câu nói đó của hội trưởng vẫn còn vang bên tai. Nhìn Trương Khác và Lý Hinh Dư từ chỗ băng chuyển lấy hành lý đi ra, Lý Tại Thù đi tới hơi khom người chào, hoan nghênh tới Seoul. Dọc đường ăn một bữa cơm thật ngon kiểu Hàn, xe đi thẳng tới cổng lớn nhà họ Lý tại Hán Nam Động. Trước cửa rất yên tĩnh, không một ai ra tiếp đón, một lúc sau cổng lớn chậm chậm mở ra, chiếc xe màu đen lặng lẽ đi vào. Trên xe Trương Khác quan sát đình viện kiểu Viên Lâm này, nương theo ánh đèn từ nhà hắt ra, có thể nhìn thấy hai bên đường là thảm cỏ. Góc tường có một mảnh rừng trúc, bên trên phủ lớp tuyết trắng chưa tan hết. Cuối cùng xe dừng lại, Lý Hinh Dư nhìn cha mẹ đứng dưới mái hiên, hai mắt đỏ hoe, khi xuống xe, giọt nước mắt long lanh rốt cuộc cũng rơi xuống. Ba, mẹ, nhìn khuôn mặt cha thêm già nua, tóc mai thêm vài sợi bạc, khuôn mặt mẹ đầy lo lắng đôi mắt thì sưng lên vì khóc, Lý Hinh Dư đi tới bậc thềm, quỳ sụp xuống sàn mặt đất băng giá, muốn nói gì đó nhưng thương cảm làm cổ họng nghẹn lại. Bờ vai nhỏ run lên, nước mắt tuôn lã chã làm ướt cả mặt đất. Lý Kiện Hy nhìn con gái quỳ dưới đất khóc không ra tiếng,
mặc trái tim được tôi rèn sắt đá lúc này cũng bị một thứ gọi là tình thân đánh vỡ. Đưa Sảo Trinh về phòng, hôm nay nó ngồi máy bay cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm. Khóe miệng Lý Kiện Hy giật giật mấy cái, không biết phải nói gì với con gái, quay đầu sang bảo vợ. Nghe chồng nói thế, mẹ Lý Hình Dư mặt ướt đẫm nước mắt lúc này mới dám đỡ con gái đứng dậy ôm vào lòng. Trương Khắc lúc này không thích hợp có hành động gì, đứng nhìn hai mẹ con Lý Hình Dư ôm nhau khóc thút thít, tới khi Lý Kiện Hy đưa tay ra mời, khẽ gật đầu với mẹ con Lý Hình Dư, cùng Lý Tại Thủ bước lên thềm, cởi giày ra vào phòng trà. Phòng trà rộng rãi được quét dọn sạch bong không có một hạt bụi, bên trong ngoại trừ một cái bàn trà nhỏ, một bộ dụng cụ pha trà, một cái lò nhỏ thì hoàn toàn không có thứ gì khác. Ba người ngồi vây quanh bàn trà, Lý Tại Thủ lấy nước được đun sôi rửa chén trà xinh xảo nhỏ nhắn, sau đó đổ nước trà lần thứ nhất đi, pha nước trà thứ hai, rót trà đầy 7 phần vào cốc của ba người, hơi nóng lượn lờ bay lên, hương trà thơm ngát lan tỏa khắp phòng, làm lòng người khoan khoái. Xuất phát từ suy nghĩ gì khiến cậu sẵn lòng nâng đỡ đối thủ trong nước có khả năng uy hiếp mình? Giọng Lý Kiện Hy với Trương Khác vẫn khô khốc như cũ, nhưng mời y ngồi uống trà cùng là một thay đổi rất lớn. Người trước mặt không chỉ là bậc tiền bối trong nghề mà Trương Khắc khâm phục lại còn là cha của cô gái y yêu, trước kia vì nhiều nguyên nhân thái độ của trước kia đôi lúc không đúng mực, lúc này Trương Khắc cung kính trả lời, Cẩm Hồ không muốn làm một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc bài ngoại, nhưng cũng hy vọng quốc gia của mình có một nhóm xí nghiệp ưu tú, để ở trên một võ đài bình đẳng, cùng cạnh tranh, cùng trưởng thành với xí nghiệp ưu tú nước ngoài, đó là điều có lợi cho người khác, có lợi với bản thân. Cuối cùng đều có lợi. Chương 1384, uy lực không gì kháng cự nổi. Lý tưởng chủ nghĩa, Lý Kiện Hy khẽ hừ một tiếng. Trương Khác cũng không cãi, cầm cốc trà lên, nhìn nước trà vàng bên trong, nói tiếp, ở hoàn cảnh hiện thực không thể cung cấp, Cẩm Hồ muốn trong phạm vi năng lực của mình, nỗ lực sáng tạo ra cục diện tương đối bình đẳng. Lý Kiện Hy khẽ gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt khó đoán được đó có phải là sự khẳng định không, nhìn Lý Tại Thù ở bên cạnh, nói, Cẩm Hồ sẽ phát triển như thế nào? Trong lòng cậu đạt tới mục tiêu thế nào mới gọi là thành công? Đối với cháu lý giải về cái gọi là thành công không giống với người thường, nếu dựa vào ưu thế của bản thân, một mình một ngựa lũng đoạn thị trường trong nước, ở thị trường công thành chiếm đất, giành lấy lợi nhuận lớn nhất, với cháu để Cẩm Hồ rơi vào tình trạng đó sẽ là một kẻ thất bại không có trách nhiệm với quốc gia xã hội. Mục đích phát triển cuối cùng của Cẩm Hồ ở phương diện lớn cần giữ nhất trí với lợi ích quốc gia dân tộc, ở phương diện nhỏ chiếu cố tới lợi ích người dân bình thường. Có thể làm được điều đó xem như đạt được mục đích ban đầu cháu sáng lập Cẩm Hồ. Nghe Trương Khác chân thành trình bày lý tưởng của mình, mặt Lý Kiện Hy chẳng có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh điềm đạm, nhưng trong lòng Lý Tại Thủ sôi lên như ấm nước bên cạnh. Trước đó hắn không sao lý giải được những việc làm của Trương Khác, giờ hắn mới hiểu ra, Trương Khác không muốn đả kích ai, cũng không muốn làm thánh nhân, mà giống chúng mình. Tự trói buộc lên người tinh thần trách nhiệm cực lớn với quốc gia với dân chúng. Lý Tại Thù hiểu rồi, hắn đã hiểu được đối thủ của mình, hắn biết tại sao mình thất bại ngồi đối diện hắn là một người trung niên dần già đi, một mới quá đôi mươi ngày càng trưởng thành, nhưng đều có thành tựu chói lóa, cùng khiến người ta phải kính ngưỡng, Lý Tại Thù thầm hạ quyết tâm không chịu thua kém. Chú, mấy ngày tới hãy để cháu đưa anh Trương Khác và Sảo Trinh du lãm Seoul. Trương Khác cáo từ rời đi rồi. Lý Tại Thù quỳ xuống đất thỉnh cầu. Trong mắt Lý Kiện Hy thoáng hiện vẻ vui mừng, tới lúc này trên mặt mới xuất hiện nụ cười, cho dù biết đời này Lý Tại Thù chưa chắc đạt được tầm cao như thanh niên đó, nhưng hiểu ra được chỗ yếu của mình, thực sự dụng tâm học hỏi đã là một sự trưởng thành. Sảo Trinh, kỳ thực trong lòng ba, con cũng có năng lực sánh ngang với cậu ta, chỉ là... Nghĩ tới con gái, Lý Kiện Hy thở dài buồn bã. Hôm sau... Lý Tại Thù đưa Trương Khác và Lý Hình Dư du ngoạn khắp Seoul, hai bên bờ sông Hán là trung tâm thành phố, tòa nhà cao tầng kề nhau san sát, đầy phong thái một đô thị hiện đại hóa, còn vương cung Triều Tiên cổ kích, ngôi nhà mái ngói tường phấn truyền thống của Hàn Quốc lặng lẽ nằm giữa tòa nhà cao tầng, không những không làm người ta cảm thấy thiếu hài hòa, ngược lại vẻ đẹp hiện đại và cổ điển hòa trộn với nhau càng thể hiện trầm tích lịch sử lâu đời của thành phố đầy hơi thở hiện đại này. Thời học Bân nói cũng đúng, bây giờ mình không ghét Hàn Quốc nữa. Trước khi Trương Khác chuẩn bị về Hong Kong, Lý Tại Thù mời riêng y đi uống rượu. Trước kia ở Kiến Nghiệp, tôi có nói những lời mạo phạm anh và quốc gia của anh, tôi bày tỏ xin lỗi sâu sắc, mặc dù đây là lời xin lỗi tới quá muộn, nhưng mong anh chấp nhận. Sau này tôi sẵn lòng học tập, cạnh tranh, cùng nhau phát triển. Nhìn thấy Lý Tại Thù cúi mình xin lỗi, Trương Khác hiểu,
những lời trong phòng trà hôm nọ, với Lý Kiện Hy mà nói chỉ là muốn xác nhận mà thôi, với Lý Tại Thù mà nói, lại có cảm xúc cực lớn, chẳng trách đưa mình và Hinh Dư đi chơi lại có thái độ thân thiện như thế. Thế là mình biến thành dụng cụ giáo dục miễn phí của ông ấy mất rồi, sau này mình có thêm một đối thủ cực kỳ khó chơi đây, Trương Khắc dở khóc dở cười, nhưng mà nghĩ lại, người ta nuôi được cô con gái xinh đẹp đến lớn vất vả bao nhiêu, lại bị mình lừa mất, tựa hồ không nên than vãn gì. Hôm sau Trương Khắc và Phó Tuấn phải về Hong Kong, Lý Hinh Dư và Lý Tại Thù ngồi cùng xe tới tiễn, đến sân bay, Lý Tại Thù và Phó Tuấn lấy cớ đi hút thuốc, tránh xa, để lại không gian cho đôi tình nhân sắp ly biệt. Trương Khắc nhìn Lý Hinh Dư đứng trước mặt mình, hơi thở phả ra hương thơm dịu, mấy ngày qua sắc mặt cô trở nên hồng nhuận, mái tóc dày càng thêm bóng, khuôn mặt thanh thuần đầy sinh khí, cặp môi ướt át căng mọng, còn bầu ngực vẫn khiến người ta phun máu. Sau này, em muốn về Perth, anh sẽ đưa em tới Perth, em muốn sang Đài Loan, anh cùng em sang Đài Loan, em muốn đến kiến nghiệp, anh sẽ tới đón em tới kiến nghiệp. Trương Khắc vội lên tiếng di chuyển sự chú ý, áp lại nhịp tim đập không có quy luật. Đưa tay ra nắm vai cô, có điều anh nghĩ lần này cha em sẽ nghe theo ý nguyện của em, để em tự an bài chuyện của mình. Đương nhiên, nếu ông ấy có an bài đi trái ý nguyện của em, anh sẽ xông thẳng vào nhà em cướp người. Lý Hinh Dư không cười như dự liệu của Trương Khắc, mà khẽ mím chặt môi nhìn y thật chăm chú, như muốn in sâu hình ảnh của vào mắt, cuối cùng ghi dấu trong tim mình. Cảm ơn anh làm em có cảm giác được trở về nhà như trước kia. Dũng cảm nhìn mấy giây liền. Lý Hinh Dư đi tới ôm chặt hông Trương Khắc, áp mặt vào ngực y, nhỏ nhẹ nói. Cơ thể ngọc ngà ấm áp nhào vào lòng, dù Trương Khắc là tay lão luyện hoa cỏ, trong chớp mắt bị sức công kích cực lớn của đôi hung khí nhân gian trước ngực Lý Hinh Dư tạo thành nội thương nghiêm trọng, hô hấp gấp gáp, khí huyết hỗn loạn, tim đập với tốc độ vượt ngoài khả năng chịu đựng của con người, thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng không phải từ miệng mà là từ mũi. Uy lực đèn ô tô không gì kháng cự nổi. Cho tới tận khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hong Kong, Trương Khắc vẫn hồi tưởng lại cảm giác tiêu hồn đó. Nhìn bộ mặt cậu kìa, hình như chuyến đi Hàn Quốc này có thu hoạch lớn hả? Diệp Kiến Bân dẫn Trần Phi Dung ra sân bay đón y. Lần này đi Hàn Quốc, thu hoạch lớn nhất là hòa giải quan hệ căng thẳng với Samsung, mặc dù mọi người vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng dù sao cũng không phải là đối thủ nhìn thấy nhau hận không thể cắn đối phương một cái nữa. Trương Khắc vừa đáp vừa cẩn thận nhìn Trần Phi Dung nhận cặp tài liệu của y từ tay Phó Tuấn rồi yên lặng đứng một bên, sao có mỗi một mình bạn, Hà Huyền đâu rồi? Đường Thanh đã vào kỳ học cuối, thời gian lên lớp ít hơn, chủ yếu làm bài luận và thực tập, lại thêm năm sau đã là người nhà Trương gia rồi, không ăn Tết ở nhà nữa, cho nên bị Cố Kiến Bình giữ lại Kim Sơn, đợi tới sau rằm tháng giêng mới tới Hong Kong. Một mình tới đón bạn chưa đủ à? Vừa nói ra khỏi miệng Trần Phi Dung hơi hối hận rồi, mặt ửng hồng, Hà Huyền theo giám đốc Tương đi công tác rồi, trong thời gian ngắn sẽ không về Hong Kong. Trương Khắc rất thích nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Trần Phi Dung, tới khi thấy cô nhướng mày lên, hung dữ nhìn mình đe dọa mới kéo Diệp Kiến Bân rời khỏi sân bay. Trần Phi Dung biết Diệp Kiến Bân tới đón là có chuyện muốn bàn với Trương Khắc, thêm vào câu nói ái muội vừa rồi với Trương Khắc, chui vào ghế phụ chiếc xe thương vụ. Khâu Diệu Tổ của Ngân hàng Hoa Liên Singapore vừa mới rồi Hong Kong hôm qua, trước khi đi đã đồng ý chuyển nhượng cho Cẩm Hồ 25% cổ phần, ngoài ra chuyển nhượng cho Mã Văn Cừ, Quách Tùng Duyên tổng cộng 25% cổ phần. Lên xe rồi, Diệp Kiến Bân kể qua tình hình mua Ngân hàng Hoa Liên. Chương 1385, khách không mời. Chuyển nhượng gần một nửa số cổ phần ngay trong một lần, có thể thấy tình cảnh của Hoa Liên không tốt, đoán chừng bọn họ tới Hong Kong là để tìm cứu hỏa rồi. Chỗ ngồi của Trương Khắc vừa vặn nhìn thấy nửa bên mặt của Trần Phi Dung, mái tóc đen thẳng mượt che đi khuôn mặt trái xoan và chiếc tai xinh xắn, dưới hàng mi dài mỏng cong cong, là đôi mắt linh động sáng tựa ánh trăng, sống mũi thẳng, cặp môi với đường cong mềm mại, hồng nhuận sáng bóng, thêm vào chiếc cằm thon nhỏ, dưới ánh sáng mặt trời, chỉ nửa khuôn mặt thôi làm người ta không dứt mắt ra được. Tầm nhìn của y chuyển xuống phía dưới, chiếc áo sơ mi bị đội lên cao, mái tóc thẳng gấp khúc nơi bờ ngực căng đầy. Hòa với làn da trắng muốt, tạo thành một bức tranh hai màu tương phản đặc tả những gì gợi cảm nhất của một người con gái, làm người ta chỉ muốn vươn tay tới cảm thụ hơi ấm và sức đàn hồi trong đó. Tựa hồ cảm nhận ánh mắt Trương Khắc nhìn mình bằng ánh mắt không lành mạnh, gò má trắng trẻo của Trần Phi Dung nổi lên dáng hồng quyến rũ, lòng vừa ngượng lại hơi giận, nhưng không hề phản cảm, tối hôm đó ở Hải Châu, làm quan hệ hai người có biến hóa nho nhỏ, tựa hồ luôn có cái gì thôi thúc tiến tới bước cuối cùng đó.
Chúng tôi đã điều tra qua tình hình tài vụ của Hoa Liên, ngân hàng này liên tục thua lỗ 3 năm, tình thế không lạc quan, nghiệp vụ ở Singapore liên tục bị đối thủ chèn ép, nghiệp vụ ở nước ngoài không khai thác nổi, đã tới bờ vực phá sản. Trước đó Khâu Diệu Tổ đã chào mời mấy người mua, ngân hàng Đại Hoa Singapore là hứng thú với Hoa Liên nhất, chỉ là Khâu Diệu Tổ không muốn bán cho đối thủ cạnh tranh của mình. Diệp Kiến Bân tựa hồ không nhìn thấy sự tình tứ im lặng giữa Trương Khác và Trần Phi Dung, cứ giảng giải tình huống. Ăn qua loa cơm tối ở tòa nhà văn phòng của Thương vụ Cẩm Hồ, Trương Khác và Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa cùng mấy cao tầng Cẩm Hồ ở Hong Kong vào phòng hội nghị, tiếp tục bàn bạc việc thu mua Hoa Liên. Lối thoát cuối cùng của Hoa Liên là ở bên ngoài, thị trường bản địa Singapore nhỏ bé, cạnh tranh kịch liệt, nếu như ở thời kỳ đầu thị trường không có ưu thế làm chỗ dựa, sẽ khó sinh tồn được. Tôn Thượng Nghĩa sống ở Hong Kong thời gian dài, cho nên hiểu rõ tình hình Singapore còn hơn Trương Khác và Diệp Kiến Bân. Hiện trong nước đang dần nới lỏng cho ngân hàng nước ngoài tiến vào thị trường tài chính, một khi Cẩm Hồ nhập cổ phần thành công vào Hoa Liên, có thể hỗ trợ Hoa Liên khai thác thị trường trong nước. Diệp Kiến Bân gật đầu, ngân hàng thương nghiệp Hải Châu và Kiến Nghiệp có thể là đối tượng hợp tác đầu tiên ở Hoa Liên. Hiện khai phát thị trường trong nước vẫn còn có giới hạn lớn, ngược lại thị trường tài chính Hong Kong càng mở cửa hơn, nên là thị trường hải ngoại đầu tiên mà Hoa Liên nên khai thác. Tôi nghe nói tập đoàn Quốc Hạo Hong Kong chuẩn bị bán ngân hàng Đạo Hành cùng ngân hàng đầu tư phía dưới, có lẽ chúng ta nên có động tác sớm hơn. Trương Khác nói rồi bảo Trần Phi Dung chia tài liệu y bảo cô chuẩn bị lúc ở Seoul cho mọi người. Mặc dù chuyện liên quan tới ngân hàng Đạo Hành là bước thứ hai sau khi nhập cổ phần vào Hoa Liên trong chiến lược tiến tài chính hóa của Cẩm Hồ, nhưng với thói quen của Cẩm Hồ, chuyện này luôn sớm tốt hơn muộn, bọn họ tiếp tục thảo luận tới nửa đêm mới xong. Trần Phi Dung cũng ở bên cạnh hỗ trợ cho tới khi cuộc họp kết thúc. Thời gian đã muộn thế này rồi, một mình bạn về không tiện, để mình đưa bạn về. Thấy kim đồng hồ chỉ tới 11 giờ, rời phòng hội nghị Trương Khác nói với Trần Phi Dung. Ừ, Trần Phi Dung khẽ đồng ý. Phó Tuấn lái xe, Trương Khác và Trần Phi Dung ngồi ở phía sau, lúc này Trần Phi Dung, ngửi mùi hương thiếu nữ trên người cô, Trương Khác bất giác trở nên gò bó, không dám nhìn ngắm cô phóng túng như buổi chiều nữa. Thi thoảng khóe mắt liếc qua, phát hiện Trần Phi Dung tựa hồ mặt cũng ửng hồng, nhịp thở hơi loạn, bầu ngực phập phồng chẳng khác nào dụ dỗ người ta phạm tội, Trương Khác thầm nuốt nước bọt. Đưa Trần Phi Dung tới cổng chung cư, nhìn cô xuống xe vào tòa nhà, tới khi bóng dáng cô biến mất tầm nhìn, Trương Khác mới thở phào, bảo Phó Tuấn lái xe. Vừa rồi ở đèn đường cạnh chung cư, tôi thấy có bóng người, cảm giác quen quen, có điều không chắc lắm. Lái xe tới đầu đường, Phó Tuấn đột nhiên nói. Cô thích ở bên cạnh y, cho dù thi thoảng chỉ là cái gật đầu khi công tác, thích nghe y nói những lời ám muội, cho dù chỉ là chút ám muội tự mình tưởng tượng ra, thích ánh mắt y nhìn mình, từ làm tim mình đập loạn nhịp nhưng không có chút phản cảm nào. Từ cửa thang máy đi ra, Trần Phi Dung dựa vào tường thở phào một hơi, sau cái ngày hôm đó ở Hải Châu, quan hệ hai người không cách nào quay về thời tự nhiên đối diện với nhau như trước nữa, thầm mắng bản thân, hôm đó mình không nên xúc động như thế. Khiến hiện giờ làm bản thân ngày càng không có sức để kháng với Trương Khác nữa rồi. Không thể để giống như những cô gái khác, không thể để mình lún vào, mặc dù Tiểu Thanh nói. Nhưng làm sao có thể như thế được? Trần Phi Dung cởi áo ngoài, đứng trước gương phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, không ngờ ánh mắt chan chứa xuân tình, má đỏ như hoa đào, môi ướt át, áo sơ mi lụa bọc lấy bầu ngực đầy đặn vẫn còn đang rung rinh theo nhịp thở hơi gấp gáp. Kính cong. Chính lúc Trần Phi Dung gạt bỏ tâm tình phức tạp của bản thân, cởi chiếc cúc áo đầu tiên để đi tắm thì tiếng chuông cửa vang lên. Á, chẳng lẽ cậu ấy lên rồi? Mình làm thế nào đây? Không mở cửa, đứng bên trong nói mình chuẩn bị ngủ rồi, có chuyện gì mai hãng nói. Hay là mở cửa mời cậu ấy vào, nhưng chẳng may. Trần Phi Dung đi đi lại lại trong phòng tắm, không biết phải làm thế nào. Cậu ấy tới muộn như thế, chắc là có chuyện gấp, hơn nữa có anh Phó Tuấn đi theo cơ mà. Chắc cậu ấy chẳng làm gì mình đâu. Trần Phi Dung cuối cùng kiếm được lý do mở cửa, rời khỏi phòng tắm đi ra cửa. Trần Phi Dung không dám mở lỗ mắt mèo ra nhìn, sợ nếu như chỉ có một mình Trương Khác, ngay cả cái cớ duy nhất cho mình mở cửa cũng không còn nữa. Khi mở khóa chìm, cầm tay nắm cửa, trong đầu Trần Phi Dung vẫn còn đấu tranh, chẳng may cậu ấy tới một mình, vào rồi muốn. Muốn, thì mình phải làm sao, từ chối, hay không? Do dự một lúc. Cánh cửa cuối cùng chậm chậm mở ra, Trần Phi Dung thấp thỏm nhìn ra cửa, đợi tới khi nhìn rõ người thực sự ở ngoài cửa, không kìm được kêu lên, á! Sao lại là anh? Sao anh lại ở Hong Kong?
Người đứng ngoài cửa làm Trần Phi Dung cảm thấy bất ngờ mặc áo thể thao có mũ, mù trùm lên đầu, dưới ánh đèn không sáng lắm ngoài hành lang, khuôn mặt nửa sáng nửa tối đó vẫn có thể nhận ra được là Hồ Kim Tinh, người tới không ngờ lại là Hồ Kim Tinh. Là anh, em bất ngờ lắm phải không? Chúng ta lâu lắm rồi không gặp, em không mời anh vào uống một cốc cà phê à? Thấy Trần Phi Dung mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, Hồ Kim Tinh không khỏi đắc ý, cuối cùng cũng đợi được tới lúc em ở nhà một mình rồi. Chương 1386, cơ hội cuối cùng. Từ khi tỉnh chính thức lập tổ điều tra liên hợp tiến hành điều tra Hải Túc, Hồ Tôn Khánh biết chuyện gay gâu to rồi, với tình hình khi đó của Hải Túc, đoán chừng khó tránh khỏi kiếp nạn, bản thân ông ta tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Hồ Tôn Khánh muốn bỏ trốn, nhưng cuối cùng không dũng khí vứt bỏ lại cơ sở gây dựng ở Kiến Nghiệp, cũng biết mình là một mục tiêu quá lớn, không khéo chưa qua được biên giới đã bị kẻ nào đó có dụng tâm tóm gọn. Hồ Tôn Khánh hiểu bản thân không đi được, nhưng Hồ Kim Tinh có thể, là người đại diện của ông ta ở Hải Túc, rất nhiều chuyện lấy danh nghĩa Hồ Kim Tinh làm, một khi sự việc bại lộ, Hồ Kim Tinh nhất định bị liên lụy, Hồ Tôn Khánh không thể để độc đinh của Hồ gia bị tổn hại. Hơn nữa Hồ Kim Tinh còn trẻ, Hồ Tôn Khánh lo hắn không biết chừng mực, tới khi đó khai cả những chuyện không nên khai, không ai biết, lúc đó ông ta hết đường sống. Thế nên Hồ Tôn Khánh ngầm an bài, cuối cùng trước khi bản thân bị song quy, đưa Hồ Kim Tinh tới Hong Kong, dặn dò hắn từ Hong Kong bay sang Canada, trong thời gian ngắn tuyệt đối không được về. Nhưng đúng như Hồ Tôn Khánh lo lắng, Hồ Kim Tinh còn trẻ, làm sao cam tâm bản thân bỏ trốn như chó nhà tang, trong thời gian ở cùng Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết. Hồ Kim Tinh đã biết rốt cuộc Trương Khác có thân phận gì, cũng biết cục diện khốn cùng của Hải Túc có liên quan gì tới y. Mày làm tao mất hết, tao không cam tâm, tao phải báo thù, tao nhất định phải báo thù, tao sẽ cho mày phải nếm mùi đau khổ. Hồ Kim Tinh sớm đã biết Trần Phi Dung công tác ở thương vụ Cẩm Hồ, hắn chờ đợi ở bên ngoài tòa nhà Cẩm Hồ nhiều lần, cuối cùng phát hiện ra được bóng dáng Trần Phi Dung, rồi thầm theo dõi, nắm bắt được nơi ở và quy luật sinh hoạt của Trần Phi Dung ở Hong Kong. Chỉ là ở Trần Phi Dung ở cùng Hà Huyền, bình thường rất ít khi ra ngoài hoặc ở nhà một mình, thường xuyên ở cùng Đường Thanh và Hà Huyền, mặc dù biết Đường Thanh mới là bạn gái chính thức của Trương Khác, nhưng với Hồ Kim Tinh mà nói, Trần Phi Dung là cô gái khiến hắn khuynh đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên, là người tình trong mộng của hắn cho tới tận bây giờ, càng có sức hấp dẫn hơn. Rất nhiều lần nấp trong bóng tối nhìn dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn và vóc dáng yêu kiều mê đắm của Trần Phi Dung, chính bản thân Hồ Kim Tinh cũng không biết mình ra tay với Trần Phi Dung là vì báo thù Trương Khác hay là vì một lần thỏa mãn khao khát của bản thân, thực sự làm chuyện đã làm vô số lần trong mơ với Trần Phi Dung. Cho nên mãi không tìm ra được cơ hội ra tay, cũng biết bản thân ở lại Hong Kong là không an toàn, nhưng trong gần 2 tháng qua, Hồ Kim Tinh vẫn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối. Cuối cùng công sức không uổng phí, tối nay Hồ Kim Tinh thấy đã sắp 12 giờ mà Trần Phi Dung còn chưa về. Đoán hôm nay chắc cô không về nữa, định ngày mai lại tiếp tục, Trần đã bước được bước đầu tiên ra khỏi vị trí kín đáo hắn ẩn nấp theo dõi, chuẩn bị về chỗ ở thì nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen từ phía kia đường đi tới, đỗ lại ở cổng chung cư, Trần Phi Dung từ trên chiếc xe đó đẩy cửa đi ra. Hồ Kim Tinh theo dõi Trần Phi Dung ở Hong Kong thời gian dài như thế, chẳng cần nhìn biển số Hồ Kim Tinh cũng biết đó là xe riêng của Trương Khác tại Hong Kong, thấy xe đi về phía mình, vội rụt người nấp sau đèn đường, tránh để người trong xe chú ý. Nhìn chiếc Mercedes đi qua một con đường Hồ Kim Tinh mới yên tâm, từ bóng tối đi ra tiến về phía cửa chung cư, nhớ lại vừa rồi Trần Phi Dung từ xe đi xuống, tựa hồ mặt đỏ lựng mang theo hưng phấn khác thường, trong lòng không khỏi nổi giận, chẳng lẽ ở cùng thằng khốn đó làm em vui vẻ như thế, lát nữa anh sẽ cho em biết vui vẻ thực sự là thế nào. Nhìn thấy Hồ Kim Tinh, Trần Phi Dung sửng sốt một lúc mới tỉnh lại, thấy hắn cười lạnh, ánh mắt bất thiện và ngữ khí cợt nhả của hắn, làm Trần Phi Dung dự liệu được chuyện không ổn. Ngày mai tôi còn phải đi làm, nếu như anh có chuyện gì, để sáng mai chúng ta nói. Vì tránh chọc giận Hồ Kim Tinh, Trần Phi Dung kiềm chế, nuốt những lời kiểu như, anh đã bị cảnh sát ra thông báo truy nã, mau đi đầu thú, vào lòng, đồng thời nỗ lực để sắc mặt thật bình thường từ chối yêu cầu của Hồ Kim Tinh, bình tĩnh kéo dài thời gian, tay đặt sau lưng len lén vươn ra, ấn lên cửa chuẩn bị thình lình đóng sập cửa lại. Đừng thiếu hiếu khách như thế, anh hiếm khi tới Hong Kong được một lần, lại đợi em muộn thế này, chúng ta cho dù không phải là bạn, cũng có tình bạn học chứ. Hồ Kim Tinh mặt mang vẻ trêu ghẹo, thấy đầu vai Trần Phi Dung hơi cử động, biết rằng cô có động tác nhỏ sau cửa, đúng lúc Trần Phi Dung đặt tay xoay nắm đấm cửa, chuẩn bị đóng cửa vào, hắn nhanh chân thò chân vào cửa, không cho cô đóng lại. Anh mau đi ra,
anh muốn làm cái gì? Tôi hô lên đấy, cửa không đóng lại được, Hồ Kim Tinh dùng sức chen vào, Trần Phi Dung kinh hoàng vừa lùi vừa dọa nạt. Em cứ hô lên đi, anh biết nhà đối diện đi du lịch chưa về, em ở trên cao như thế, có hét lớn thế nào cũng không ai nghe thấy đâu, nơi này lại cách âm rất tốt. Hồ Kim Tinh trở tay đóng cửa lại, thấy Trần Phi Dung muốn gọi điện cầu cứu, liền giật đứt dây điện thoại trước. Mình thực sự không nên do dự, đáng lẽ phải dành thứ quý giá nhất cho người mình yêu thương. Nhìn Hồ Kim Tinh đắc ý cười gần đi từng bước một về phía mình, Trần Phi Dung lòng đầy hối hận, nghĩ tới ác mộng mình sắp phải đón nhận, không kìm được nước mắt. Nhìn Trần Phi Dung kinh hoàng, Hồ Kim Tinh càng hả hê nhìn ngắm thân thể tuyệt trần của cô, thấy khóc như hoa đào trong mưa, nhưng khuôn mặt vẫn động lòng người, cổ áo đã cởi một cái cúc, lộ ra làn da trắng như tuyết, đôi ngực nhìn nghiêng hết sức nảy nở, vòng eo nhỏ gọn, mùi u hương cơ thể thoang thoảng lẫn trong không khí, Hồ Kim Tinh như sắp bị lửa dục trong người thiêu cháy thành than, hai mắt đỏ rực lên như sói đói, tay phải vươn tới, hướng đến bầu ngực chưa một nam nhân nào đụng vào của Trần Phi Dung. Nhìn Trần Phi Dung từng bước lùi vào góc tường, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, không hề có chút ý chí phản kháng, Hồ Kim Tinh sinh tâm lý mèo vờn chuột, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, liếm môi chĩa vào ngực áo ướt nước, lập lờ hiện lên hình dạng áo lót bên trong, nuốt nước bọt nói, cởi áo ra. Trần Phi Dung kinh động vô cùng, mặt trắng bệch. Hồ Kim Tinh càng thêm phấn khích, vung vẩy con dao trong tay, liếm môi mắt không rời khuôn ngực mê đắm của Trần Phi Dung, cởi từng cái một, thật từ từ. Em không muốn có thêm đau đớn phải không, khuôn mặt xinh đẹp của em nếu bị rạch vài cái thì thật đáng tiếc đấy, nào cởi đi, chậm thôi. Tu, tu, tiếng rung nhẹ nhẹ trên bàn trà đột nhiên vang lên, có người gọi tới chiếc điện thoại hoa thiếu nữ của Trần Phi Dung, vỏ máy màu ánh trăng nhá lên ánh đèn màu hồng, sau ba lần rung là tiếng hát tuyết mùa đông trên biển của Giang Đại Nhi. Kẻ đang có mưu đồ làm chuyện ác đột nhiên bị quấy rối, Hồ Kim Tinh hoảng hốt quay lại, đợi phát hiện ra là di động của Trần Phi Dung. Tức giận đi tới, nhìn thấy trên màn hình hiện thị cái tên, Trương Khác, lửa giận bùng lên trong lòng, cầm chiếc di động nhỏ nhắn ném mạnh xuống đất, nhìn chiếc di động vỡ nát thành từng mảnh, vỏ máy, mạch điện, pin bắn lung tung các góc, mới quay đầu lại, cố làm dáng vẻ quý tộc nói, xin lỗi nhé, làm hỏng mất di động của em rồi. Á! Choang! Hồ Kim Tinh quay đầu mới phát hiện ra không biết từ lúc nào Trần Phi Dung đã tới sau lưng mình, giơ cao chiếc lọ hoa gốm đập xuống, tích tức chứng khi bị đập ngất xỉu. Hồ Kim Tinh nghĩ không ngờ mình bị cô ta vờ không có sức phản kháng lừa gạt mất, vì sao vừa rồi mình chậm chạp như thế, vì sao không mặc xác cái điện thoại kia, kiếp này không còn cơ hội đụng vào mỹ nữ động lòng người này nữa rồi. Chương 1387, đừng đi. Lúc Hồ Kim Tinh không cam tâm ngã xuống đất, cánh cửa bị khóa trái bên trong cũng bị người ta đá văng, Trương Khác và Phó Tuấn ngay lập tức xông vào. Tiểu Khác, từ lúc Hồ Kim Tinh xuất hiện, thần kinh Trần Phi Dung căng như dây đàn. Sợ hãi tuyệt vọng hòa hối hận, đến khi nhìn thấy đôi mắt đầy quan tâm lo lắng của Trương Khác, dây thần kinh mới giãn ra, cô chưa bao giờ trải qua chuyện nguy hiểm như thế, thần kinh yếu ớt không chịu nổi kích động lớn như thế, người loạng choạng cũng ngã xuống đất. Phi Dung, Trương Khác thấy Trần Phi Dung ngã xuống ngay trước mắt, lòng nhói đau như có thứ gì hết sức chân quý bị đánh vỡ, vừa lao tới vừa gọi tên cô, ôm lấy Trần Phi Dung vào lòng, hoảng hốt gọi, Phó Tuấn, anh mau xem cô ấy làm sao rồi. Phó Tuấn đi nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bắt mạch Trần Phi Dung, vén mí mắt của cô lên, trấn an, không sao, cô ấy chỉ bị sợ hãi quá độ ngất đi thôi, một lúc sau sẽ tỉnh lại. Trương Khác ôm chặt Trần Phi Dung trong lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lấp lánh trên mắt, bế cô ngồi xuống ghế, âu yếm vỗ về mái tóc mượt mà, hôn lên trán cô, thì thầm, không sao nữa rồi. Nhìn Hồ Kim Tinh nằm cách đó mấy bước chân, nếu không đang ôm Trần Phi Dung trong lòng. Nhất định y sẽ đi tới đạp cho mấy phát. Phi Dung không thể ở nơi này được nữa, tôi đưa cô ấy tới ảnh loan viên, chuyện ở đây giao cho anh xử lý, đừng kinh động tới cảnh sát Hong Kong. Hồ Kim Tinh liên quan tới vụ án Hải Thúc, trực tiếp liên hệ với Hà Kỳ Vân, công lao này tặng cho người khác không bằng tặng cho anh ta, bảo anh ta mau liên hệ với cấp trên để tới bắt người. Trương Khác nhìn Trần Phi Dung nằm thiêm thiếp trong lòng, khuôn mặt trắng nhợt chưa tan hết sợ hãi, liền nói. Chuyện liên quan tới Phi Dung hôm nay coi như chưa xảy ra, nói với Hà Kỳ Vân, Hồ Kim Tinh là do chúng ta vô tình gặp phải bắt lấy. Căm ghét nhìn Hồ Kim Tinh nhổ phì một cái, hắn cũng không muốn có thêm một tội danh nữa đâu, may cho thằng khốn này rồi. Căn dặn xong xuôi, Trương Khác bế Trần Phi Dung xuống lầu trước, lái xe tới ảnh loan viên. Cẩn thận bế Trần Phi Dung lên giường ở phòng ngủ, thấy cô vẫn mê man, Trương Khác liền giúp cô cởi giày,
lấy chăn đắp lên người cô, ngồi bên giường lặng lẽ ngắm nhìn cô hồi lâu, vuốt ve gò má trơn mịn, đứng dậy rời phòng, tới gian phòng khác để ngủ. Đừng đi, thực ra chưa rời chung cư Trần Phi Dung đã tỉnh lại rồi, cô vờ hôn mê là cho Trương Khác một cơ hội, không ngờ y lại làm quân tử, thấy Trương Khác đứng dậy muốn đi, đưa tay ra nắm lấy tay Trương Khác, ánh mắt đầy mong đợi. Thấy khuôn mặt Trần Phi Dung vẫn còn hoảng loạn, Trương Khác bóp nhẹ tay cô ngồi xuống, tay phải yêu thương vuốt má cô, an ủi, mình sẽ ở lại đây với bạn, đợi bạn ngủ rồi mới đi. Mình nói, đêm nay bạn đừng đi, đừng để mình ngủ một mình. Ấp a ấp ủng đem tâm tư ấp ủ trong lòng nói ra, Trần Phi Dung cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát, chỉ là xấu hổ không thôi, mặt nóng bừng, tai cũng nóng, không dám nhìn vào mắt Trương Khác, giấu đầu trong gối. Trương Khác không dám tín vào tay mình, trơ ra như khúc gỗ, nằm xuống ngay sát Trần Phi Dung. Ban đêm trời lạnh, bạn vào trong chăn đi, Trần Phi Dung thẹn thùng nói nhỏ. Nếu chui vào chăn phải cởi y phục ra mới được, nếu không mặc y phục không thấy thoải mái. Trương Khác nói lời chỉ lừa được trẻ lên ba. Ừ, Trần Phi Dung lý nhí nói. Cởi hết y phục chỉ còn lại cái quần xịp, Trương Khác vén góc chăn chui vào, nghiêng người nằm xuống, cách Trần Phi Dung một khoảng rất nhỏ. Cách gần như thế cùng nằm trong một chiếc chăn, Trương Khác nghe thấy hơi thở dần trở nên khó nhọc của Trần Phi Dung, bằng mắt thường nhìn thấy một màu hồng đang lan đi, cách một lớp y phục và khoảng cách nhỏ, có thể cảm thụ được hơi ấm từ người cô tỏa ra và nhịp tim đập như con hươu con chạy loạn. Đợi rất lâu không thấy xảy ra chuyện như trong tưởng tượng, Trần Phi Dung hơi ngạc nhiên mở mắt ra, thấy đôi mắt sáng của Trương Khác đang mở to nhìn mình, thấy mình mở mắt nở nụ cười. Cởi y phục đúng là rất thoải mái, bạn cũng thử mà xem. Đầu Trương Khác mọc lên hai cái sừng ác ma, dụ dỗ người ta phạm tội. Ừ, giọng nhỏ như mũi kêu. Để mình cởi áo giúp bạn, Trương Khác tiếp tục dụ hoặc. Trần Phi Dung nhắm mắt lại trong trả lời. Được ngầm cho pháp, Trương Khác kéo chăn đắp hai người xuống dưới thắt lưng, đưa tay bắt đầu từ từ cởi từng nút áo của chiếc áo sơ mi lụa. Theo cùng cúc áo bị cởi ra, cảm giác da thịt mình dần lộ ra ngoài không khí, lọt vào mắt Trương Khác, hơi thở Trần Phi Dung mỗi lúc một hơi thở dồn dập. Bầu ngực đầy đặn tròn trịa bắt đầu phập phồng không ngớt, bụng dưới có dòng hơi ấm tỏa khắp mỗi một tế bào trên người, cuối cùng tụ tập lại địa đàng mẫn cảm. Ư, bụng dưới truyền tới cảm giác tê ngứa, trong mũi Trần Phi Dung phát ra tiếng rên nhỏ tựa hơi thở, cảm thấy mình thật vô dụng, bị Trương Khác nhìn thôi đã ướt mất rồi. Áo sơ mi bị cởi toàn bộ, Trần Phi Dung phối hợp nhấc mình để Trương Khác dễ dàng cởi áo ra, ngắm nhìn, tấm thân thiếu nữ gần như phơi trần trong ánh sáng lờ mờ càng khiến người ta phải hoa mắt. Mái tóc dày đen bóng buông xõa, như thác nước đổ xuống chiếc gối trắng tinh, hàng mi khẽ run rẩy, mắt khép hờ mơ màng, mũi nhỏ thở ra làn hơi nóng hổi, chiếc miệng hé hé, bờ môi hồng nhuận mê người, quyến rũ tới thấu xương, cùng với gò má đỏ như máu, giống nương tử đang khao khát chờ đợi hoan ái, nào còn chút gì của băng sơn mỹ nhân. Trông thấy ánh mắt si dại của Trương Khác, càng làm dáng hồng trên mặt cô đốt tới chiếc cổ trắng như tuyết nối lượn xuống bờ vai tạo nên một vẻ thanh nhã. Nhìn qua chiếc xương quai xanh gợi tình, là chiếc áo lót trắng, nhưng lúc này bảo nó nâng niu bảo vệ gò đối tuyết trắng ngần, chẳng thà nói nó khơi lên dục vọng của người ta, tiếp tục qua khe vú làm người ta lạc lối là chiếc bụng nhỏ phẳng lì, với chiếc rốn xinh khải ái lên xuống theo nhịp thở, lan tỏa sức mê hoặc chết người. Mỹ nhân như ngọc, Trần Phi Dung càng là ngọc cực phẩm trong các loại ngọc. Trương Khác, chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn bay ra ngoài, muốn tiến thêm một bước khám phá cơ thể mỹ diệu ấy. Nhưng thấy vẻ mặt Trần Phi Dung thẹn thùng không biết để đâu cho hết, định đưa tay ra tắt đèn, hy vọng bóng tối giảm bớt phần nào ngượng ngùng của cô. Đừng tắt đèn, mình muốn nhìn thấy bạn. Trần Phi Dung thình lình mở choàng mắt ra, đưa tay ra ngăn Trương Khác lại, yêu cầu lớn gan này làm đôi mắt đẹp của cô như có nước chảy ra, nhưng vẫn dũng cảm nhìn Trương Khác. Trương Khác thầm thở dài, biết chuyện Hồ Kim Tinh vẫn để lại tác động tâm lý trong cô, nếu không Trần Phi Dung chẳng yêu cầu như thế. Chỉ mong mình có thể làm vết thương của cô ấy sớm biến mất. Dù tắt đèn đi, bạn cũng ở trong tim mình sẽ để bạn mãi mãi nhìn thấy mình. Trương Khác dùng má cọ vào má Trần Phi Dung, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Trần Phi Dung nhìn Trương Khác thật sâu, chậm chậm khép mắt lại, hơi ngửa cổ lên chờ đợi, tức thì cảm thấy bờ môi bị bờ môi mềm mềm dán vào, nhất thời tay chân luống cuống, thoáng run lên, rồi cứng đờ, dù sao đây là nụ hôn đầu đời của cô. Trương Khác ôn nhu để bốn cánh môi khẽ khẽ cọ sát vào nhau, mất một lúc mới hé môi để chiếc lưỡi của Trương Khác tiến vào quấy loạn, cảm giác được toàn bộ thân người của cô mềm nhũn, hơi thở gấp gáp,
hai tay khẽ hoạt động trên phần lưng của Trương Khác, thân thể mềm mại như không xương giống như con sâu ngọ nguậy, tựa hồ còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng rên ư ư phát ra từ cổ họng. Chương 1388, cô ấy khác với những cô gái khác. Mùi vị nam nhân nồng đậm xông thẳng lên não, tâm thần sao động, một loại cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có, cái mùi ấy thật quen mà cũng thật lạ, Trần Phi Dung như chìm đắm vào trong mê man, cánh môi Trương Khác đã tách ra, nhưng lại mơn trớn tai, cổ, cánh môi đó đi tới đâu đợt sóng nóng hổi trên da thịt cô tới đó, Trần Phi Dung cảm thấy khao khát mông lung, nhưng không rõ khao khát cái gì. Hai tay Trương Khác vuốt ve bờ vai cô, cảm thụ tỉ mỉ từng tấc da thịt non mịn như tơ lụa dưới tay, luồn ra sau lưng Trần Phi cởi cúc áo lót. Áo ngực vừa rơi xuống, chưa có đủ thời gian khoe sức sống mê người của nó thì một nụ hoa đã bị lọt vào miệng con sói tham lam, bầu vú no tròn còn lại bị một chiếc tay nắm lấy, biến thành đủ các hình dạng. A, à, hai chỗ mẫn cảm nhất của người thiếu nữ bị xâm phạm trực tiếp, Trần Phi Dung không kìm được cong người lên, da rẻ trắng nõn toàn thân mơ hồ biến thành màu hồng, thậm chí rỉ ra một lớp mồ hôi như có như không, dần dần, dưới thủ đoạn điêu luyện của Trương Khác, núm vú nho nhỏ đã nhanh chóng săn cứng. Hơi thở dồn dập áp ức của Trần Phi Dung đã chuyển thành những tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi. Trương Khác cởi y phục trên người, lấy ngón tay vuốt nhẹ theo cặp chân thanh tú săn chắc của Trần Phi Dung, mơn man giữa hai đùi, làm cô run lên theo bản năng khép lại, rồi mở ra để y bỏ đi trở ngại cuối cùng. Trương Khác khẽ vuốt ve vườn hoa đã lầy lội, biết Trần Phi Dung đã sẵn sàng, điều chỉnh vị trí, nói nhỏ bên tai cô, mình sắp tiến vào đây, mới đầu có hơi đau một chút. Trần Phi Dung đã cảm thụ thứ nóng nóng kia chọc vào hạ thể bị lấp đầy bởi cảm giác ngứa ngáy, sự cẩn thận của như gãi ngứa ngoài giày, không thỏa được cơn khát, Trần Phi Dung chủ động ưỡn người lên nghênh đón. A, à, đau, đau quá, hạ thân truyền tới cơn đau như xé, 10 ngón tay thon dài cắm vào lưng Trương Khác, song trên mặt tuôn tràn hạnh phúc, nước mắt chảy ra, thì thầm bên tai y, cuối cùng mình thành nữ nhân của bạn rồi, đem thứ chân quý nhân cho bạn rồi. Mặc dù Trương Khác muốn khống chế ảnh hưởng của sự kiện đêm qua trong phạm vi nhỏ nhất có thể, cố gắng để nó lặng lẽ trôi đi, tránh để lại ảnh hưởng xấu tới Trần Phi Dung, nhưng ở Hong Kong xảy ra chuyện như vậy, vẫn cần phải nói với Tôn Thượng Nghĩa và Diệp Kiến Bân. Sáng sớm hôm sau, Tôn Thượng Nghĩa và Diệp Kiến Bân lần lượt nhận được điện thoại của Trương Khác, nghe kể chuyện xảy ra, cảm thấy chấn kinh, hai người bọn họ đều rất thân thuộc Trần Phi Dung, đối với cô gái xinh đẹp bề ngoài lãnh đạm nội tâm hiền lành này đều có ấn tượng cực kỳ tốt. Huống hồ chuyện xảy ra không lâu sau khi mọi người tạm biệt, làm bọn họ không khỏi tự trách bản thân, bất kể là vì quan hệ giữa Trần Phi Dung với Trương Khác, Đường Thanh hay là vì nhân viên công ty, đều phải có trách nhiệm chiếu cố tốt cho người ta. Còn Diệp Kiến Bân ở cùng Trương Khác, Trần Phi Dung lâu hơn, cho nên nhận sớm nhìn ra trong mắt của Trần Phi Dung tình ý khó che giấu với Trương Khác, cũng hiểu địa vị của Trần Phi Dung trong lòng Trương Khác. Nghe thấy trước khi Trương Khác và Phó Tuấn kịp xông vào, Hồ Kim Tinh đã bị Trần Phi Dung cơ trí dũng cảm dùng bình hoa đập ngất xỉu, hai người thầm thở phào, đồng thời bộ phục cô gái bề ngoài yếu đuối này. Mặc dù màn anh hùng cứu mỹ nhân không thành, sau đó an ủi người ta, cậu không thừa cơ làm cái gì chứ hả? Biết Trần Phi Dung không sao, Diệp Kiến Bân bắt đầu trên ghẹo Trương Khác. Trương Khác chột dạ nhìn Trần Phi Dung vẫn nằm bên cạnh mình chưa tỉnh, cười xòa vài tiếng ứng phó rồi cúp máy. Khi Trương Khác xuống nhà ăn mang bữa sáng ngon lành dinh dưỡng phong phú quay về, nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông đang ngồi bên giường nói chuyện với Trần Phi Dung thì giận người, Trần Phi Dung vừa mới thành phụ nữ, hành động không thuận tiện, nếu bị Tôn Tĩnh Mông vừa mới có trải nghiệm đó mấy tháng trước nhìn ra, thế nào cũng rất vui. Ngồi ở trên giường ăn sáng xong, một lúc sau Trần Phi Dung đột nhiên đỏ mặt, len lén nhìn Tôn Tĩnh Mông một cái rồi lo lắng nhìn Trương Khác. Trương Khác thấy vậy thì ngớ ra, chớp mắt vỡ lẽ, chắc là Trần Phi Dung muốn đi vào nhà vệ sinh, đều tại mình mua đồ ăn sáng có quá nhiều nước, thêm vào buổi sáng tỉnh lại Trần Phi Dung vẫn cảm thấy đau, còn chưa rời giường, giờ làm sao nhịn được. Ai học môn sinh học đều biết, ở phương diện này nữ nhân không nhịn tốt bằng nam nhân. Tĩnh Mông, Phi Dung ăn sáng xong rồi, để bạn ấy nghỉ ngơi thêm chút đi, đêm hôm qua bạn ấy ngủ rất muộn. Chúng ta ra ngoài bàn chuyện cuộc thi đi, Trương Khác lừa Tôn Tĩnh Mông ra ngoài. Trước lúc đóng cửa nhìn thấy Trần Phi Dung đã nhịn không nổi cựa mình rời giường. Vội vàng bảo em ra ngoài làm cái gì? Anh tưởng em không biết anh làm chuyện hay ho gì à? Lần trước với em cũng thế, hại em đau mất mấy ngày, ngay cả đi nhà vệ sinh còn đau, cái đồ đại sắc lang. Tôn Tĩnh Mông nhìn vẻ mặt làm bộ chuẩn bị nghiêm túc bàn công việc, ném cho y một cái nhìn khinh miệt. Trương Khác cố gắng trấn tĩnh nói lảng đi,
lần trước anh mới là người bị hại chứ, em cưỡng bức anh. Không được phép nhắc tới chuyện đó. Thấy Trương Khác muốn kéo sang chuyện ở nhà vệ sinh hôm đó, Tôn Tinh Mông gạt phát đi, mặt đầy đắc ý vì bắt gian được cả đôi. Khi em tới, Phi Dung rời giường mở cửa cho em, nhìn cách cô ấy đi lại là biết ngay đêm qua xảy ra chuyện gì. Anh không định chối đấy chứ? Trương Khác nhớ lúc mình đi biết bên phía Tôn Thượng Nghĩa lát nữa thế nào cũng có người tới, nên không khóa cửa lại, chẳng lẽ lúc mình rời phòng thuận tay khóa cửa mà không nhớ? Em không thèm quản chuyện của anh, vừa rồi Phi Dung đỏ mặt là muốn đi nhà vệ sinh chứ gì, hiện cô ấy đi lại không tiện, em vào giúp đây. Tôn Tĩnh Mông không muốn tiếp tục đề tài này như một cô vợ ghen tuông, bỏ mặc Trương Khác đứng đó, trước khi vào phòng còn nở nụ cười trên đau khổ của người khác. Em không để ý, nhưng anh nghĩ thật kỹ xem phải ăn nói ra sao với Đường Thanh đi. Trương Khác lúc này mới đau đầu thực sự. Những cô gái khác của y, bao gồm Hứa Tư, Địch Đan Thanh, Tôn Tĩnh Mông và cả Lý Hinh Dư khi ở Perth, Đường Thanh sau khi biết được, mặc dù có ghen, nhưng đều thầm thừa nhận bọn họ ở bên mình. Cho nên Trương Khác nắm chắc sau này Đường Thanh biết chuyện Trần Tĩnh, thậm chí Tạ Vãn Tình với mình, hẳn cũng sẽ chấp nhận. Nhưng Trần Phi Dung thì khác, Trương Khác biết. Đường Thanh coi Trần Phi Dung là người bạn tốt nhất thân thiết nhất, từ thời cao trung cho tới khi lên đại học, hai cô gái luôn quấn quýt với nhau như chị em ruột, mỗi lần y gặp Đường Thanh, cô đều gọi Trần Phi Dung theo, chuyện đó thành thói quen, cả ba bọn họ đã quen ở bên nhau rồi. Đôi khi nhìn hai cô gái thân thiết, làm Trương Khác cũng phải ghen tị, đương nhiên đó là vì hy vọng chen vào giữa hai cô gái, trái ôm phải ấp, nhưng nó đó chỉ là điều xuất hiện trong giấc mơ. Bây giờ mình phát sinh quan hệ với cô bạn gái tốt nhất của vợ chưa cưới, hoàn toàn là nội dung của một bộ phim hạng ba, nam nhân và bạn gái khuê phòng tốt nhất của bạn gái, nhất định trong một đêm nào đó, sẽ xảy ra chuyện không nên xảy ra. Nghĩ tới đó Trương Khác chỉ muốn hét lớn, tôi không muốn vào vai nam chính trong bộ phim như thế. Chương 1389, có kẻ động cỡn. Cái tên đó lúc nào cũng thô lỗ, không biết lần đầu tiên phải ôn nhu với cô một chút. Tôn Tĩnh Mông dìu Trần Phi Dung từ nhà vệ sinh ra, thấy cô đi thôi mà cũng đau nhăn mặt lại, nhớ tới bản thân cũng từng trải qua việc tương tự, không nhịn được lên tiếng oán giận. Không, không phải đâu, bị Tôn Tĩnh Mông nói thẳng ra, Trần Phi Dung thẹn đỏ mặt, cúi gằm xuống không dám nhìn Tôn Tĩnh Mông, nhưng vẫn lên tiếng giải thích cho Trương Khác, anh. Anh ấy rất ôn nhu, chỉ là không biết vì sao lại đau như thế. Tôn Tĩnh Mông thấy Trần Phi Dung thẹn thùng vô cùng mà vẫn lên tiếng biện họ cho Trương Khác. Thầm mắng tên khốn đó không biết có cái gì khiến nữ nhân vì y như thế, nhưng quên mất chính bản thân cũng yêu tên đó hết thuốc chữa. Vậy sau này phải làm sao? Tôn Tĩnh Mông đương nhiên không lạ gì tình cảm giữa Trần Phi Dung và Đường Thanh, cô còn có thể tránh ba người ở cạnh nhau để khỏi phải xấu hổ, nhưng Trần Phi Dung lại khác, ngủ với chồng chưa cưới của bản thân nhất, làm sao để đối diện với Đường Thanh chứ? Ba người đó luôn ở bên nhau, sau này phải xử lý thế nào? Tôi định qua vài ngày nữa sẽ đem chuyện này nói với Tiểu Thanh. Hả, cô định tự mình kể với Đường Thanh à? Tôn Tĩnh Mông ngạc nhiên nhìn Trần Phi Dung, dù Đường Thanh ngầm thừa nhận quan hệ giữa cô và Trương Khác, nhưng nói với Đường Thanh lại là một chuyện khác, nhất là hiện giờ chuyện xảy ra với người bạn thân nhất của Đường Thanh. Tiểu Thanh từng nói với tôi, Trần Phi Dung nói nhỏ tới mức Tôn Tĩnh Mông ghé sát tai vào miệng cô mới nghe rõ. Cái gì, Đường Thanh từng nói với cô như thế thật à? Tôn Tĩnh Mông nghe xong, hai mắt tròn xoe nhìn Trần Phi Dung với vẻ không sao tin nổi. Qua một ngày một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Trần Phi Dung cuối cùng cũng có thể hoạt động bình thường, cô không muốn nằm trên giường nữa, liền đi làm trở lại. Mặc dù Trương Khác vẫn lo trong lòng Trần Phi Dung còn để lại mây đen, nhưng chiều theo ý muốn của cô, cùng cô tới Thương vụ Cẩm Hồ. Đưa Trần Phi Dung tới tận văn phòng làm việc, Trương Khác một mình tới văn phòng Diệp Kiến Bân. Nói chuyện không lâu thì Tống Chí Hữu quả lâm nghiệp Tân Quang gọi điện tới. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới Hải Châu, chuyện đó không thành vấn đề, anh không cần phải lo, ngoài ra, tạm thời anh vất vả kiêm công việc hai bên, tôi sẽ mau chóng tìm cho anh trợ thủ thích hợp. Ngắn gọn vài câu, Trương Khác cúp điện thoại. Tống Chí Hữu bên phía Hải Châu có tin tức gì không hay à? Diệp Kiến Bân thấy Trương Khác nhận điện thoại xong đưa tay lên dây huyệt Thái Dương, chuyện Hồ Kim Tinh vừa mới may mắn qua đi. Chẳng lẽ hạng mục bột giấy có vấn đề gì rồi? Phía lão Tống không có vấn đề gì, chỉ thông báo tôi cần phải tham gia nghi thức khởi công hạng mục bột giấy, dù sao cũng là hạng mục gần chục tỷ, đúng là phải tới xem một chút. Chỉ là cuối cùng anh ta khéo léo xác nhận vấn đề tài chính của hạng mục, làm tôi cảm thấy Cẩm Hồ mãi mãi kiếm tiền không nhanh bằng tiêu. Trương Khác hiểu lo lắng của Tống Chí Hữu,
nói ra là vì sợ gần đây Cẩm Hồ đầu tư quá giàn trải, hiện giờ Cẩm Hồ liên quan tới cả địa ốc, ẩm thực giải trí, điện tử, làm giấy, sắt thép, đóng tàu, vận chuyển, khoáng sản, Internet. Nếu như một khi mắt xích nào trong đó có vấn đề tài chính nghiêm trọng, sẽ khiến dự toán tài chính trở nên eo hẹp, không khéo lấy tạm mất tiền dùng cho hạng mục bột giấy. Hạng mục bột giấy xây dựng 3 năm, tổng dự toán là gần 10 tỷ, tính ra mỗi tháng phải bỏ vào gần 300 triệu, tài chính không thể đứt đoạn được. Năm ngoài giấy Tân Quang lên TTCK huy động được 6,6 tỷ đô la Hồng Kông, mặc dù một phần tiền để lại phát triển và khởi động hạng mục bột giấy, rồi Cẩm Hồ dùng cổ phần ở Tân Quang thế chấp cho HSBC vay khoản tiền tín dụng 9 tỷ. Lúc đó tôi nghĩ, có khoản tiền này trong tay, lần đầu tiên kể từ khi thương vụ Cẩm Hồ thành lập tới nay có thể thở phào một hơi rồi. Ai ngờ tiếp đó lại lập hạng mục LCD và mua ngân hàng Hoa Liên, sau này nếu mua cả ngân hàng Đạo Hanh, các cổ đông phải tăng vốn đầu tư theo tỷ lệ cổ phần, thế là cần một khoản tiền lớn nữa. Trương Khắc nói tới vấn đề tài chính, Diệp Kiến Bân thân là tổng giám đốc thương vụ Cẩm Hồ càng nhức đầu, dù sao hắn là người phụ trách cụ thể. Nếu như lần này sản nghiệp quặng sắt không sắp tăng nhiệt, để có thể nhượng ra một phần cổ phiếu bán được giá tốt, chuyện đầu tư vào Hoa Liên sẽ để lỡ mất thời cơ. Trương Khắc thở dài. Diệp Kiến Bân gật đầu, hắn biết chuyện này Trương Khắc từng nghĩ tới, chỉ là y bận rộn đủ việc quên mất, nhân cơ hội đề xuất ra. Với tình cảm gia tộc liên thị với ngân hàng Hoa Liên, thêm vào người sáng lập là lão tiên sinh Liên Doanh Châu vẫn còn khỏe, tôi đoán chừng trong cổ phần chuyển nhượng lần này, phần trăm của gia tộc liên thị rất hữu hạn, Cẩm Hồ cần phải kiến lập quan hệ tốt với liên thị gia tộc vẫn là cổ đông thứ hai. Chuyến này đi Singapore bàn chuyện hợp tác, cậu thấy hay là để nhạc phụ của tôi qua đó. Bọn họ cùng từ đại lục qua Hong Kong, nhạc phụ tôi hẳn có rất nhiều nhận thức chung với thành viên gia tộc liên thị. Hơn nữa với tuổi tác của nhạc phụ tôi, cũng nên rút dần ra khỏi những chuyện vụn vặt cụ thể. Đối với an bài này Trương Khắc tất nhiên không có ý kiến gì, lần trước ở hôn lễ của Diệp Kiên Bân nếu chẳng phải vì chuyện với Tôn Tĩnh Mông làm y sợ đối diện với Tôn Thượng Nghĩa thì đã nói chuyện này rồi, an bài như thế là tốt nhất. Mặc dù giống như bao đôi vợ chồng trẻ mới trải qua đêm tân hôn, lúc này Trương Khắc chỉ muốn ở bên Trần Phi Dung, nhưng vì hạng mục bột giấy Trương Khắc đành phải cùng Phó Tuấn rời Hong Kong về kiến nghiệp trước thời hạn, dù sao hôm sau Trần Phi Dung cũng về Hải Châu tham dự đám cưới một người họ hàng. Mùa xuân đã tới, rau cải nở hoa, mèo cũng bắt đầu động cỡn, tâm tư một kẻ cũng bắt đầu nhộn nhạo. Tào ca, lần này huynh đệ bọn em cùng đi giúp anh trợ trận, đảm bảo cô bé Trần Ninh đó không thể từ chối được. Quy một học kỳ, Vương Đào dần hiểu được thân thế của Tào Hổ. Thành đàn em cùng tâm phúc số 1 của Tào Hổ ở Đợi Ết Đông Hải.